dung hợp. Dựa vào bản thể cường hãn của mình, Lục Lâm Thiên cắn răng chống cự lực bài xích cường hãn đến từ việc dung hợp ngũ thần quyết, bởi vì có kinh nghiệm của lần dung hợp trước đó và lĩnh ngộ trong những năm này đối với loại áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này, cho nên Lục Lâm Thiên dựa vào những thứ đạt được trong lĩnh ngộ, không vội không mất đi bình tĩnh mà khống chế năng lượng áo nghĩa âm dương dung hợp vào trong tứ thần quyết. Loại dung hợp này khiến cho nguyên đan chữ vạn trong đan điền Lục Lâm Thiên run lên, khí tức thái cổ, man hoang lập tức cuồn cuộn không dứt tuôn ra. Năng lượng áo nghĩa âm dương dung hợp vào trong tứ thần quyết, đồ án trắng đen kia bắt đầu mở rộng trong quả cầu bằng năng lượng, dần dần bao phủ hư ảnh tứ thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, làm cho uy năng trên quả cầu bằng năng lượng trong khoảnh khắc tăng vọt. Ầm ầm. Bỗng nhiên trời xanh, cả không gian run rẩy, lung lay sắp đổ. Gợn sóng trong không gian giống như nước đun sôi không ngừng sôi trào lên, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang vọng. Trong nháy mắt ngắn ngủi không ngừng vang lên tiếng sấm minh, thiên hôn địa ám, phảng phất như cả phiến thiên địa này đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Xoẹt! Chỉ có một đạo điện mang khiến cho trong lòng rung động, run sợ quanh quẩn, ở trong không gian bị mây đen che khuất này không ngừng xuyên thấu qua. Khí tức lạ lẫm, khủng bố vô cùng vô tận lan tràn. Bên trên còn có thiên uy cuồn cuộn thẩm thấu ra. Quả cầu bằng năng lượng trên bàn tay Lục Lâm Thiên ở trong không gian lờ mờ, tối đi lại giống như quang mang đại thịnh, giống như là mặt trời ban trưa, khí tức mới tương liên cùng thiên địa, nương theo thiên uy lan tràn, cuồn cuộn không ngớt. Đây là thiên uy hàng lâm, dị tượng thiên địa. Đây là thủ đoạn gì, không ngờ lại khiến cho chỗ sâu trong thương khung chiến trường xuất hiện dị tượng thiên địa. Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, trong mật địa của 3.000 đại thiên thế giới, vô số người khiếp sợ, ngây ngốc. Lục Lâm Thiên này đang làm gì vậy? Lục soái đang chuẩn bị át chủ bài, trời ạ, là con át chủ bài kia khiến cho thiên địa tạo ra dị tượng. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, mọi người ngây ngốc nhìn lên trên. Dưới cỗ uy áp mênh mông cuồn cuộn kia, trong lòng mọi người rung động kịch liệt, khí tức cực kỳ nguy hiểm ở trong quả cầu bằng năng lượng kia lan tràn ram khí tức này đang càng ngày càng mạnh. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến cho thần linh Nhiễm Hồng ở phía trước nghi hoặc, trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất an. Loại bất an này là thứ mà từ lâu thần linh Nhiễm Hồng không cảm nhận được. Thần linh Nhiễm Hồng biết rõ, hắn không thể để cho đối phương có thời gian nữa, nếu không bản thân hắn nhất định sẽ vô cùng phiền toái. Lục Lâm Thiên này là đối thủ mạnh nhất từ khi hắn chào đời. Từ lúc hắn chào đời tới nay, chưa từng gặp phải một đối thủ nào mạnh mẽ, khủng bố như vậy trong đám người cùng thế hệ. Thần linh Thánh Quang, Tịnh Thế Chi Hoàn. Ánh mắt biến đổi, dứt lời, thần linh Nhiễm Hồng phất tay, cỗ quang mang giống như mặt trời ban trưa quanh thân hiện lên chấn động quỷ dị, rung động, lan tràn ra, quang mở nát giống như vầng sáng chung quanh người Phật Tổ hiển hiện trên không trung. Oanh! Quang mang hình tròn này lấy thân hình thần linh Nhiễm Hồng làm trung tâm hiển hiện trên trời cao, năng lượng ở trong phiến thiên địa này lập tức hỗn loạn. Siêu siêu, trong thương khung chiến trường bao la khôn cùng. Vô số đại quân Thương Khung Minh và Thiên La Minh hội tụ. Đột nhiên, trong không gian của cả Thương Khung chiến trường, trên trời xanh bắt đầu xuất hiện quang mang kỳ dị. Loại quang mang kỳ dị này chiếu rọi thiên địa, thế nhưng lại khiến cho không trung dần dần ảm đạm, mờ đi. Xảy ra chuyện gì vậy? Thiên địa xảy ra dị biến sao? Hàng vạn ức đại quân Thương Khung Minh và Thiên La Minh nhìn lên trên không trung, quang mang thần dị nương theo năng lượng thiên địa bạo động khiến cho mọi người biến sắc. Ánh mắt hoảng sợ, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác bất an, linh hồn rung động. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, quanh thân thần linh Nhiễm Hồng có quang mang lan tràn, quang mang chói mắt giống như quang mang quanh thân Phật Tổ bắn ra, giống như thần linh hàng lâm, quang mang khuếch tán trên trời cao, lập tức giống như thủy triều phóng về phía Lục Lâm Thiên. Rầm rầm, quang mang chấn động, quang mang vô cùng vô tận lan tràn ra bốn phía thiên địa. Một mảng lớn không gian của thương khung chiến trường trong lúc vô thanh vô tức bị diệt sát. Trong quang mang kia, thần linh Nhiễm Hồng giống như chân thần, quang mang dịa thế, có thể tinh lọc thời gian, vạn vật, những nơi đi qua, vạn vật sinh linh không còn sót lại một chút nào. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở, tim trong nháy mắt này cũng theo đó mà ngừng đập. Quá mạnh mẽ! Cỗ khí tức áp lực vô hình lúc này cũng khiến cho đám người Tiểu Long, dương quá. Phải bố trí quang mang bao phủ thân hình, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Từng ánh mắt đều giống như si ngốc, co rút nhìn lên trên không trung. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ.
Lục trưởng môn có thể chống lại được hay không? Đó là uy năng diệt thế, mạnh tới mức khủng bố, lục trưởng môn, cố gắng lên a. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trước truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả đại biểu của Thượng Thanh Thế Giới lúc này đều nắm chặt hai tay, lòng bàn tay cảm thấy ẩm ướt, mồ hôi trên trán giống như mưa chảy xuống. Tất cả cường giả cổ tộc và các đại biểu khác lúc này đều nín thở chờ đợi. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào trên thân hình tràn ngập điện mang khổng lồ kia, đạo thân ảnh kia lúc này đang đại biểu cho Thượng Thanh Thế Giới. Đạo thân ảnh kia dung nhập vào trong Thượng Thanh Thế Giới. Mặc kệ đạo thân ảnh kia rốt cuộc là tới từ phương nào thế nhưng cũng không có ai đi để ý tới những thứ này. Chỉ có một việc ai cũng biết đó là đạo thân ảnh giống như thiên thần kia lúc này đại biểu cho Thượng Thanh Thế Giới, ở chỗ sâu nhất trong thương khung chiến trường, là một trong những người cao nhất của Thượng Thanh Thế Giới đặt chân vào nơi này. Rầm rầm, quang mang vô cùng vô tận khiến cho thiên địa chấn động lan tráp, lập tức kéo tới trước người Lục Lâm Thiên. Quang mang lan tràn, những nơi nó đi qua. Tất cả bị tinh lọc thành hư vô, loại lực lượng hủy diệt này căn bản không phải là lực lượng mà người thường có thể chống lại. Siêu siêu, quang mang lan tràn ra chung quanh trời xanh, điện mang màu tím vàng quanh thân hình bất diệt La Hán tượng của Lục Lâm Thiên dưới loại năng lượng tịnh thế lan tràn cũng chỉ có thể cản trở tốc độ lan tràn của nó một hồi, cũng bị phai nhạt, hủy diệt. Điện mang màu tím vàng bị phai nhạt, cỗ quang mang kia lập tức kéo tới trước bất diệt La Hán tượng khổng lồ của Lục Lâm Thiên. Dưới loại lực lượng hủy diệt, tịnh thế kia, sợ rằng cho dù Lục Lâm Thiên có thực lực cường hãn đi chăng nữa, hậu quả không cần phải nói. Lục trưởng môn, cố gắng lên. Trăm vạn ánh mắt trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Hai tay nắm chặt, ánh mắt lặng lẽ chuyển thành đỏ tươi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thiên địa, luân hồi bất biến. Thần linh thánh quang, tịnh thế chi hoàn có thể hủy diệt mọi thứ, thế nhưng lại không thể làm gì được áo nghĩa kỳ lạ. Ta dùng áo nghĩa kỳ lạ tu thành ngũ thần quyết, chỉ bằng vào thần linh thánh quang sợ rằng còn chưa đủ. Vào giờ phút này, âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, trong nháy mắt, quang mang trắng đen trên người đều rót vào trong quả cầu bằng năng lượng trong tay hắn. Khí ức trên quả cầu bằng năng lượng trong tay hắn tăng vọt, run rẩy kịch liệt, sau đó bỗng nhiên dừng lại. Sau đó khí tức khủng bố thu liếm, mà ngay cả dị tượng thiên địa chung quanh trong thoáng chốc cũng trở nên yên tĩnh. Chỉ là cỗ khí tức kia yên tĩnh lại, thế nhưng quả cầu bằng năng lượng bình tĩnh ở trong tay Lục Lâm Thiên cũng khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào một cái cũng cảm thấy hĩa hùng khiếp vía, linh hồn rung động. Xoẹt! Cũng không biết vì sao, thiên địa này đột nhiên run lên, thần linh nhiễm hồng thúc dục ra tình thế chi hoàn trước đó lan tràn, phá hủy điện mang màu tím vàng quanh thân Lục Lâm Thiên. Quang mang vạn trượng muốn lan tới, đập vào người Lục Lâm Thiên thế nhưng lúc này đột nhiên ngưng lại, giống như đột nhiên bị lực lượng mạnh mẽ ngăn cản vậy. Quang mang chấn động, cả trời xanh bị phá hủy thành hư không, thần quang rực rỡ. Bất diệt La Hán tượng khổng lồ của Lục Lâm Thiên ở trước lực lượng hủy diệt của tịnh thế chi hoàng kia vẫn đứng sừng sững không ngã, không thể lay động. Trong chỗ sâu của thương khung chiến trường, trừ đạo thân ảnh khổng lồ giống như La Hán kia ra lúc này không còn ai dám đặt chân vào trong nơi này. Đi! Miệng phun ra một chữ đi, Lục Lâm Thiên phất tay đẩy ra quả cầu bằng năng lượng trong lòng bàn tay, Lục Lâm Thiên biết rõ rốt cuộc mình cũng dung hợp thành công ngũ thần quyết tạo thành dị tượng thiên địa, lại không đưa tới thiên phạt. Thành công dung hợp ngũ thần quyết, uy năng so với lần trước sợ rằng còn cách biệt một trời một vực. Quả cầu bằng năng lượng phóng ra, quang mang giống như mặt trời ban trưa đại thịnh. Quả cầu bành trướng, chẳng biết từ khi nào đã hóa thành đồ án trắng đen âm dương, sau đó tiến vào trong quang mang hủy diệt trước người Lục Lâm Thiên. Lấy quả cầu bằng năng lượng này làm trung tâm, không gian chung quanh bắt đầu lặng lẽ hóa thành một vòng xoáy âm dương trắng đen cực lớn trên không trung. Giống như là vòng xoáy trong vũ trụ, không ngừng lan tràn ra bốn phía, khuếch tán. Vòng xoáy trắng đen đồ án âm dương kia xoay tròn, năm cỗ áo nghĩa kỳ lạ hòa vào thành một thể, những nơi nó đi qua. Không gian vô thanh vô tức nứt vỡ từng khúc, dễ dàng như trở bàn tay, thế không thể đỡ, mà ngay cả quang mang giống như Phật quang kia cũng khó có thể chống cự. Ngao ngao, hư ảnh tứ thú thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ khổng lồ ở trên đồ án âm dương lao ra, rít gào liên tục, những nơi đi qua, thiên địa run rẩy, tất cả hóa thành hư vô. Khí tức mênh mông lan tràn, khiến cho cơ hồ tất cả sinh linh trong trường đều có một loại xúc động muốn phủ phục.
quả cầu bằng năng lượng lập tức phá không xuyên qua quang mang giống như Phật quang, giống như có thể xuyên qua tất cả ngăn cản, gông cùm, xiềng xích thời không cũng không có cách nào ngăn lại được nó. Quả cầu bằng năng lượng giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt thần linh Nhiễm Hồng. Ngay trong quả cầu bằng năng lượng có đồ án trắng đen âm dương kia, tiếng long ngâm, hổ gầm, phượng hót. Vang vọng, bốn đầu thú ảnh lướt đi, khí tức mênh mông tràn ngập trời cao, bốn đầu thú ảnh lao nhanh ra, trong khoảnh khắc vô số quang mang bắn tứ tung, lập tức đánh về phía thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng. Bốn thú dữ tợn lao nhanh về phía trước, dưới tiếng long ngâm, hổ gầm, phượng hót, rùa minh, thanh long cuồn cuộn, bạch hổ chụp mồi, chu tước vỗ cánh, huyền vũ giận dữ, khiến cho không gian quang mang quanh thân thần linh Nhiễm Hồng giống như thủy triều mạnh mẽ bị phá hủy. Trong khoảng thời gian ngắn, quang mang chói mắt giống như pháo hoa bắn ra, tiếng thú giống trầm thấp vang vọng, cũng giống như tiếng sấm hung hãn vang vọng trong thiên địa. Đột ngột vang vọng trong phiến thiên địa này. Ngao, giống, chi. Không gian hỗn loạn khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, cứng lưỡi, trợn mắt há hốc mồm. Một mảng lớn hư không trên trời xanh hiện lên một cái động sâu màu đen, tràn ngập quang mang đen kịt khiến cho trong lòng người ta rung động. Kinh khí rung động giống như biển gầm bỗng nhiên nổi lên từ trên không trung, hóa thành quang mang bắn ra bốn phía. Khiến cho không gian nhanh chóng có vô số vòng rung động đen kịt giống như thủy triều hiển hiện trên trời cao. Trong không gian hỗn loạn, nhìn qua tất cả cảnh này, vô số người cảm thấy lạnh lẽo, khí thế hủy diệt khủng bố như vậy đủ để hủy diệt vạn vật, hủy diệt chúng sinh. Rầm rầm, bốn đạo thú ảnh khổng lồ phá hủy quang mang của thần linh Nhiễm Hồng, khiến cho quang mang quanh thân hắn nứt vỡ từng khúc. Khi bốn đạo thú ảnh dưới quang mang tinh lọc, ăn mòn từ từ tiêu tán thì thân hình thần linh Nhiễm Hồng quang mang vạn trượng ở trên hư không lúc này cũng chỉ còn lại một vòng quang mang mà thôi. Phụt, tiếng năng lượng nổ vang trầm thấp vang vọng, trong miệng thần linh chân thân khổng lồ cùng với bất diệt La Hán tượng đều phun ra một ngụm máu tươi. Dưới lực lượng trùng kích bực này hai người đều bị ảnh hưởng lớn, trên thân hình khổng lồ đều tràn ngập máu tươi. Ở trong vòng quang mang cuối cùng, khóe miệng thần linh Nhiễm Hồng tràn ngập máu tươi, khí tức tới trạng thái suy yếu, vẻ kinh hãi trong mắt âm thầm được thu liễm lại, hắn nhìn về phía Lục Lâm Thiên cười nói. Thủ đoạn thật mạnh, trong thiên hạ người có thể chống cự tịch thế chi hoàng của ta cũng chỉ có Lục Soái mà thôi. Nhưng mà xem ra Lục Soái vẫn không có cách nào chiến thắng. Chúng ta vẫn khó phân thắng bại, tịnh thế chi hoàn cũng không phải dễ phá như vậy. Thật sao, nhưng mà không hẳn là như thế. Lục Lâm Thiên cũng máu tươi đầm đìa, máu tươi trong miệng nhỏ xuống điện mang quanh thân phát ra tiếng xì xì, trên bàn tay cực lớn móc ra rất nhiều linh tinh, nhét vào trong miệng rồi nuốt xuống. Siêu! Bỗng nhiên quanh thân Lục Lâm Thiên nổi lên chấn động kỳ dị, khí tức suy yếu bắt đầu kéo lên, khóe miệng tràn ngập máu tươi nhìn về phía thần linh Nhiễm Hồng nở nụ cười. Nụ cười này khiến cho người ta nhìn qua có cảm giác tàn nhẫn, dữ tợn, tựa như một đầu mãnh hổ hung hãn, một bước cũng không bỏ qua con mồi của mình. Ngao! Trong nháy mắt ngắn ngủi, trong lòng bàn tay phải của Lục Lâm Thiên có một đoàn huyết quang xuất hiện, một tiếng long ngâm vang vọng trời cao. Huyết quang thu liếm, huyết lục xuất hiện trong tay, toàn thân tràn ngập vẻ đỏ vàng, đường rung động lòng người. Hư không chung quanh hiện lên vết nứt không gian đen kịt. Huyết lục xuất hiện. Trong sát na này, năng lượng thiên địa trong cả phiến hư không chung quanh lúc này trong lúc vô hình bị dẫn dắt. Quang mang màu vàng vô hình từ trong hư không thẩm thấu ra. Trên hư không lập tức có kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, từng ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Lục Lâm Thiên, tay cầm đạo đao màu đỏ, nương theo điện mang màu tím vàng lập lòe, thân hình khổng lồ tương liên với kim quang rực rỡ trong thiên địa. Khí tức sắc bén lạnh lẽo khiến cho trong lòng người ta rung động. Trong kim quang ngập trời, thân hình khổng lồ giống như La Hán đứng sừng sững, giống như một đầu mãnh hổ thức tỉnh, kinh thường trời xanh. Ồ! Trong chớp mắt này ánh mắt của thần linh Nhiễm Hồng nhìn vào thanh đại đao màu đỏ trong lòng bàn tay Lục Lâm Thiên. Âm dương bá đao quyết. Không có bất kỳ trì hoãn nào, sau khi huyết lục xuất hiện trong tay, Lục Lâm Thiên bổ một đao ra, huyết lục kéo theo một đường vòng cung huyền ảo. Một đồ án âm dương lập tức lơ lửng trên vòng trời. Một đạo đao mang màu vàng đỏ bắn ra, đao mang mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo trong nháy mắt phóng ra, khiến cho hư không run run. Oanh! Chỉ một thoáng, phía trên hư không của phiến thiên địa này, đao mang bắn ra, cửu thiên dung chuyển, hư không sụp đổ, uy áp thiên địa vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra.
bên trong tiếng sấm minh không ngừng, đao mang tràn ngập thiên địa, hư không nổi lên sóng to gió lớn, thiên uy lan tràn, cuồn cuộn không ngớt. Một đao khủng bố lập tức đánh tới thần linh Nhiễm Hồng, trong đôi mắt lớn của hắn trong thoáng chốc tràn ngập vẻ kinh hãi. Siêu! Nhanh như thiểm điện, thế như sấm sét, một đao kia ở trong đôi mắt kinh hãi của thần linh Nhiễm Hồng đánh vào trên vòng quang mang cuối cùng của thần linh chân thân khổng lồ của hắn, đạo quang mang cuối cùng này rốt cuộc cũng bị chém nát. Xoẹt! Quang mang quanh thân thần linh Nhiễm Hồng bị nghiền nát, đao mang cũng lập tức bắn vào trong đó rồi biến mất. Quang mang cuối cùng quanh thân thần linh Nhiễm Hồng bị nghiền nát, trong không trung vang lên âm thanh trầm thấp, bạo liệt, khắp trời xanh lúc này đều đang run rẩy. Từng vết nứt không gian đen kịt giống như mạng nhện nhanh chưa xong lan tràn ra trên không trung, cả phiến không gian ở trong quang mang trắng đen vô thanh vô tức sụp đổ, bị phá hủy, dễ dàng hóa thành hư không. Phụt, phụt. Trong miệng trên thần linh chân thân cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng, máu tươi liên tiếp trào ra, mấy ngụm máu tươi phun ra, thần linh chân thân khổng lồ của hắn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành trạng thái hình người trước đó. Trên trường bào màu lam tràn ngập vết máu tươi, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này trắng bệch. Khi ngẩng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ trước mắt, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ khó nhịn được. Đạo thân ảnh cực lớn kia đứng sừng sững trên trời cao, tay cầm đại đao màu vàng đỏ, điện mang quanh quẩn, khí tức bá đạo, sắc bén, bao phủ trời xanh, ánh mắt bao quát thần linh Nhiễm Hồng, nói: "Ta nói rồi, sẽ phân ra thắng bại, hiện tại ngươi đã thua." "Thắng, Lục trưởng môn thắng rồi. Thương Khung Minh ta thật may mắn. Lục trưởng môn thắng rồi." Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh thế giới, từng ánh mắt dần dần phục hồi tinh thần lại, sau khi yên tĩnh trong ngắn ngủi, trong trăm vạn người lập tức vang lên tiếng hò hét, âm thanh hội tụ lại một chỗ, trong nháy mắt ngắn ngủi đã hội tụ thành tiếng vang cuồn cuộn kinh người, tiếng vang giống như sấm minh. Lúc này đạo thân ảnh kia đạp không đứng lơ lửng, cầm trong tay đại đao màu vàng đỏ, thân hình tràn ngập điện mang. Đạo thân ảnh này khiến cho máu tươi của các đại biểu các thế lực lớn trong mật địa thiên giới sôi trào, kích động không thôi. Trong không ít ánh mắt đỏ rực lúc này lặng lẽ xuất hiện một ít nước mắt vì kích động. Nguyên soái bị thua, Lục Lâm Thiên này quá mạnh mẽ. Nguyên soái sao lại bại được, sao lại như vậy? Trong Thiên La Minh, từng người nhìn nhau, kinh hãi, khiếp sợ, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng khó có thể tin được. Thắng rồi. Đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Kinh Vân, Dương Quá, Tử Yên, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan chờ ở phía dưới lúc này hai tay đang nắm chặt cũng từ từ mở ra. Một hồi đại chiến kinh thiên rung động này khiến cho mọi người lúc này còn chưa triệt để phục hồi tinh thần lại. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng Lục Lâm Thiên đã chiến thắng. Phong Du Du nhìn lên trên không trung, y phục màu trắng bao phủ thân hình, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ yêu thương khó nắm bắt, nàng cắn môi, thì thào nói: "Rốt cuộc hắn cũng làm được. Không hổ là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này thật mạnh. Ta thua, tòa hồng hoang điện thứ nhất là của Lục soái." Nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt kinh hãi của thần linh Nhiễm Hồng thu liếm, trên khuôn mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên chấn động kỳ dị, sau đó lại chuyển thành vui vẻ. Dường như đối với việc thắng bại, chỉ trong chốc lát hắn đã không còn nghĩ nhiều nữa. "Oanh!" Thần linh Nhiễm Hồng nói xong, khối cự thạch dưới chân hai người một nâng lên, một hạ xuống, thân hình của thần linh Nhiễm Hồng cũng bỗng nhiên hạ xuống. Lục Lâm Thiên nhíu mày, thu huyết lục trong tay, bất diệt la hán tượng khổng lồ thu liếm, trường bào màu xanh tung bay, sắc mặt tái nhợt, khối cự thạch dưới chân ầm ầm nâng lên, nâng thân hình hắn lên chỗ cao nhất trong thương khung chiến tường. Xoẹt! Cùng lúc đó, khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân đám người Nguyên Nhược Lan, Bắc Cung Vô Song, đại hồn anh của Lục Lâm Thiên, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm, thần linh Nhiễm Hồng, Thích Thiên lần nữa xếp lại, tám khối cự thạch từ từ xoay tròn, vây quanh bên dưới khối cự thạch dưới chân Lục Lâm Thiên. Oanh oanh oanh! Phía trên trời cao, chín đạo quang trụ rơi xuống, bao phủ lấy thân hình chín người chiến thắng, chín người đứng thẳng. Trong chín đạo quang trụ đều có quang mang tiến vào trong mi tâm của chín người. Đạo quang mang tiến vào trong mi tâm của Lục Lâm Thiên là chói mắt nhất. Chín người hơi ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt, tùy ý để chín đạo quang mang lướt vào trong mi tâm, chín người đều hiểu rõ, dựa theo quy tắc của thương khung chiến trường. Chín đạo quang mang đang rót vào trong mi tâm bọn họ chính là chín tòa hồng hoang điện. Quang mang năng lượng này tương liên với linh hồn,
chỉ có năng lượng tới từ Hồng Hoang Điện mới có thể mở ra Hồng Hoang Điện tương ứng với bản thân mình, người khác căn bản không có cách nào mở được. Cũng căn bản không có cách nào mở ra Hồng Hoang Điện không thuộc về mình. Chỉ có 9 người này mới có thể mở ra 9 tòa Hồng Hoang Điện. Một lát sau, 9 đạo quang trụ bao phủ 9 người, trong đó 8 đạo quang trụ phía dưới dần dần biến mất không thấy gì nữa, 8 đạo quang mang năng lượng cũng từ trong mi tâm 8 người biến mất. Hai mắt của 8 người phía dưới mở ra, khí tức hồng hoang nhàn nhạt tràn ngập, dựa vào quang mang năng lượng vừa rồi, bọn họ mới có thể mở ra, khống chế 8 tòa Hồng Hoang Điện thuộc về mình. Trên không trung lúc này chỉ có trên khối cự thạch cao nhất, lúc này đạo quang trụ kia vẫn còn đang bao phủ lấy Lục Lâm Thiên, quang mang năng lượng tiến vào trong mi tâm, lộ ra màu vàng nhạt. Trường bào màu xanh tung bay, tự dưng bá đạo, sắc bén tựa như thần thích. Quang trụ của 8 người bên dưới tiêu tán, thế nhưng đạo quang trụ trên người Lục Lâm Thiên ở phía trên vẫn còn. 9 tòa Hồng Hoang Điện mở ra, nhưng chỉ có sau khi tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất mở ra thì 8 tòa Hồng Hoang Điện còn lại mới có thể mở ra. Cho nên cũng có thể lý giải vì sao lúc này Lục Lâm Thiên khống chế tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất chẳng khác gì là khống chế quyền mở ra của 9 tòa Hồng Hoang Điện. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, ánh mắt của hơn 100 vạn cường giả trong các thế lực nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Lúc này ở nơi cao nhất có một nam tử mặc áo bào xanh đang ngạo nghễ đứng trong thương khung chiến trường, nhìn giống như thần thích, toàn thân bọn họ không khỏi run rẩy. Đối với nam tử mặc áo bào xanh đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ đang ngạo nghễ đứng trên thương khung chiến trường kia, đạo thân ảnh này đã khắc thật sâu trong đầu tất cả sinh linh ở đây. Xuất lĩnh thương khung minh đoạt được 7 tòa Hồng Hoang Điện, trận chiến cuối cùng đánh bại tuyệt thế thiên tài thần linh Nhiễm Hồng của thần linh tộc, khống chế tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất. Trận chiến kia khinh thường hàng ức sinh linh đỉnh phong cùng thế hệ trong 3000 đại thiên thế giới, khinh thường đám người phong hoa tuyệt đại cùng thế hệ. Nam tử mặc áo bào xanh vượt qua những người cùng thế hệ, bá đạo vô cùng. Xuất lĩnh Thượng Thanh Thế Giới nắm lấy 5 tòa Hồng Hoang Điện, 9 tòa Hồng Hoang Điện hơn phân nửa bị Thượng Thanh Thế Giới bỏ vào trong túi. Dẫn dắt Thượng Thanh Thế Giới trở thành đỉnh phong trong 3000 đại thiên thế giới. Trận chiến này, không ai trong 3000 đại thiên thế giới không biết tới Thượng Thanh Thế Giới. Nam tử mặc áo bào xanh kia lúc này đã có uy danh hiển hách, vang vọng 3000 đại thế giới. Nam tử mặc áo bào xanh đã không phải là phàm nhân, đây không phải là đẳng cấp mà phàm nhân của thể đạt tới. Đạo thân ảnh màu xanh trên không trung giống như một vị thần kinh lúc này đã khắc thật sâu vào trong linh hồn của tất cả mọi người. Cổ tộc so với hắn không là cái gì. Lục gia sớm muộn cũng vượt qua cổ tộc. Trong mật địa thiên giới, các cường giả cổ tộc thì thào nói, không có cổ tộc nào sẽ bài xích Lục Lâm Thiên. Bởi vì tất cả người cổ tộc chỉ có thể cảm thấy may mắn vì Lục Lâm Thiên xuất hiện trong Thượng Thanh Thế Giới, nếu không hôm nay Thượng Thanh Thế Giới làm sao có thể dương danh trong 3000 đại thiên thế giới, uy danh ngập trời. Trước truyền tống trận hình chiếu thời không, trên một ngọn núi, Nhâm Ngã Hành nhìn về phía trước, mái tóc dài màu đen cùng với áo choàng tung bay, ánh mắt như sao, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể che giấu, vỗ vỗ bả vai Tam Kỳ lão nhân nói. Tam Kỳ lão gia hỏa, hắn làm được rồi. Làm được rồi, tiểu tử này, rốt cuộc cũng làm được. Thân hình gầy gò của Tam Kỳ lão nhân run rẩy, ánh mắt trên khuôn mặt rung động, chấn động, phất tay một cái lén lút lấy ống tay áo chấm khóe mắt, lau khô nước mắt trên khóe mắt. Tâm nguyện của ngươi hắn đã giúp ngươi hoàn thành, đây là độ cao mà chưa từng có ai trong 3000 đại thiên thế giới đạt tới. Nhâm Ngã Hành nhìn qua Tam Kỳ lão nhân khẽ cười một tiếng, hắn và Tam Kỳ lão nhân có quan hệ không tệ. Hắn cũng rõ lúc trước Tam Kỳ lão nhân khi còn trẻ cùng với những người cổ tộc cùng thế hệ tiến vào trong thương khung chiến trường tranh đoạt danh ngạch và bài danh, cuối cùng bởi vì một ít chuyện mà Tam Kỳ lão nhân mất đi cơ hội một lần duy nhất. Không có cách nào có địa vị ngang hàng với những cổ tộc khi trước, cũng không có dương danh thiên hạ trong thương khung chiến trường. Nhâm Nhã Hành biết rõ Tam Kỳ lão nhân đã gián tiếp làm được, hai mắt nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, trong mắt hiện lên chút chấn động, hắn nói. Lúc trước ngươi mang theo hắn vào vạn thế đối quyết, lại che chở hắn như vậy, ta biết ngay là lão tiểu tử ngươi hy vọng hắn có thể thay ngươi hoàn thành tâm nguyện lúc trước của ngươi. Hiện tại hắn đã làm được, cũng đồng nghĩa với việc ngươi làm được, ngươi đã chọn đúng người. Tam Kỳ lão nhân vui mừng cười cười, trong mắt ướt át, rung động, chấn động, mắt nhìn đạo thân ảnh màu xanh giống như một vị thần trong truyền tống trận hình chiếu thời không, nói. Lúc đầu ta cũng không ngờ sẽ có ngày hắn đạt tới độ cao như vậy.
Nhâm Ngã Hành nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, khẽ cảm thán nói. Lúc đầu sao ta cũng dám nghĩ như thế chứ? Bằng không lúc trước đánh chết ta cũng phải thu hắn làm môn hạ. Tam Kỳ lão nhân nghe vậy lườm Nhâm Ngã Hành nói. Ngươi cũng không tự nhìn bản thân mình xem, người của chúng ta bằng vào ngươi làm sao có thể cướp đi. Đừng dám thí như vậy. Ngừng một lát, Tam Kỳ lão nhân nhìn Nhâm Ngã Hành, khóe miệng nở nụ cười khổ, nói. Lại nói, tiểu tử này không muốn làm môn hạ của ta. Cũng đã nói rõ, người bình thường căn bản không thể dạy hắn cái gì, ta bởi vì hắn mà đạt được chỗ tốt lớn lao. Sợ rằng cũng chỉ có vị cường giả thần bí mà khủng bố như sư phụ của Minh Chủ Hoàng Phủ Minh Long mới có thể chính thức thu hắn làm môn hạ, cũng chỉ có cường giả khủng bố như vậy mới có thể dạy dỗ ra đệ tử như vậy. Chúng ta còn xa không đủ a. Bằng vào thực lực của tiểu tử kia, 100 chúng ta sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Nhâm Ngã Hành vốn muốn phản bác Tam Kỳ lão nhân vài câu, thế nhưng nghe vậy lại cười khổ, không còn lời nào để nói, cho nên hắn mới khẽ than. Tam Kỳ, ngươi nói xem sư phụ của Hoàng Phủ Minh Chủ rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Dường như ta chưa từng nghe qua a. Tam Kỳ lão nhân nhíu mày nói. Ngươi hỏi ta biết hỏi a đây. Nhiều năm trôi qua như vậy, sợ rằng cũng không ai biết được Hoàng Phủ Minh Chủ và Phong Hành Thiên Chủ đã sống bao nhiêu năm. Từ lúc sư tổ ta còn chưa vẫn lạc đã từng nói qua, khi người còn bé Phong Hành Thiên Chủ và Hoàng Phủ Minh Chủ đã là tồn tại mạnh nhất trong thượng thanh thế giới này. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến tường, đạo quang trụ kia cuối cùng cũng tiêu tán, quang mang năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Hai con mắt nhắm chặt của Lục Lâm Thiên mở ra, hai cỗ tinh mang trắng đen bắn ra, giống như hai đạo quang trụ thực chất bắn về chỗ sâu trong thương khung chiến trường, miệng quát nhẹ một tiếng. 10 ngày sau, 9 tòa hồng hoang điện sẽ mở ra. Tiếng nói truyền ra, ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, ánh mắt vô số người biến đổi. Thượng thanh thế giới ta rốt cuộc cũng có ngày hôm nay. Thượng thanh thế giới ta lớn mạnh. Chiến thiên liên minh ta lớn mạnh. Phi linh môn ta lớn mạnh. Trước chiến đài trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới, nghe tiếng quát nhẹ từ trong truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra, nhìn đạo thân ảnh mặc trường bào màu xanh ngạo nghễ đứng trên không trung. Trăm vạn cường giả đều cảm thấy toàn thân run run, từng tiếng hét lớn cuồn cuộn, hội tụ quanh quẩn ở trong hư không vô tận. Tiếng hét cuồn cuộn tựa như sấm sét vang vọng, cả mật địa thiên giới sôi trào. May mắn cho thượng thanh thế giới ta a. Trong tiếng hét lớn cuồn cuộn, phía trên không trung, trên khuôn mặt tràn ngập vết nhăn già nua của Phong Hành Thiên Chủ, ánh mắt mênh mông giống như vô biên vô hạn kia cũng run run. Lục Lâm Thiên này chính là người các ngươi khổ tâm sắp xếp sao? Rốt cuộc cũng xuất hiện, chỉ tiếc sợ rằng lần này các ngươi vẫn khó có thể thành công. Trong một nơi khác ở thiên địa, một đạo âm thanh già nua từ từ truyền ra, sau đó lập tức biến mất trong thiên địa. Thời gian giống như cát chảy trôi qua, trong nháy mắt tính từ khi trận chiến cuối cùng trong thương khung chiến trường diễn ra đã được 7 ngày. Thời gian 7 ngày đối với tu luyện giả mà nói đảo mắt đã qua, đặc biệt là đối với cường giả mà nói, 7 ngày thậm chí không đáng nhắc tới. Chỉ là 7 ngày này đối với 3.000 đại thiên thế giới mà nói có vô số thay đổi lớn lao. Trong 3.000 đại thiên thế giới, trong 7 ngày nay, tin tức Lục Lâm Thiên của Thượng Thanh thế giới đánh đối thủ có tu vi ngũ nguyên hóa hồng của thần linh tộc truyền ra, cường giả thần linh nhiễm hồng, chân đế niết bàn của thần linh tộc. Dẫn đầu thương khung minh đoạt được 7 tòa hồng hoang điện, trong đó 5 tòa hồng hoang điện là của Thượng Thanh thế giới. Tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp 3.000 đại thiên thế giới. Chỉ một thoáng khiến cho 3.000 đại thiên thế giới ngây ngốc, nghẹn họng, trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, uy danh của Lục Lâm Thiên giống như một cơn bão truyền ra khắp 3.000 đại thiên thế giới, uy danh hiển hách. Đương nhiên, uy danh của 9 người nắm được Hồng Hoang Điện cũng truyền khắp nơi trong 3.000 đại thiên thế giới, thế nhưng không thể nghi ngờ không ai so sánh được với Lục Lâm Thiên. Mà trong đó, Phi Linh Môn vốn là sơn môn không có danh tiếng gì. Thế nhưng lúc này lại truyền khắp 3.000 đại thiên thế giới. Lục Lâm Thiên chính là trưởng môn Phi Linh Môn, Bắc Cung Vô Song, Hồn Sát, U Minh, ba người này đều là người Phi Linh Môn, có thể nói thượng thanh thế giới đoạt được 5 tòa hồng hoang điện, trong đó 4 tòa đều là người Phi Linh Môn đoạt được, chuyện này khiến cho Phi Linh Môn không nổi không được. Nhất thời, thế lực trong cả 3.000 đại thiên thế giới bắt đầu điều tra xem Phi Linh Môn rốt cuộc là có địa vị gì. Trong 7 ngày này, trong thượng thanh thế giới không có một lúc nào yên tĩnh. 9 tòa hồng hoang điện,
Thượng Thanh thế giới nắm được tổng cộng 5 tòa Hồng Hoang Điện. Không nói tới Thiên La Minh và các đại thế giới khác, dù sao chuyện này cũng không có liên quan tới bọn họ chỉ có thể ghen ghét, hâm mộ không thôi. Nhưng chuyện này khiến cho các thế giới trong Thương Khung Minh ngoài ghen ghét ra cũng phải phái cường giả nhau nhau, dày mặt không ngừng tràn vào trong Thượng Thanh thế giới, kết giao, phân trần. Các loại thủ đoạn đều dùng tới. Mục đích của mọi người rất đơn giản, chỉ muốn một ít danh ngạch từ 5 tòa Hồng Hoang Điện mà Thượng Thanh thế giới đạt được. Cường giả đỉnh tiêm trong các thế giới giá lâm, Thượng Thanh thế giới cũng không thể nào ngăn cản bên ngoài, chuyện này cũng khiến cho Phong Hành Thiên Chủ và các cường giả đại cổ tộc đau đầu không thôi. Lại nói, cường giả trong Thượng Thanh thế giới làm sao nguyện ý phân danh ngạch ra ngoài. Đây chính là hành động tự cắt thịt mình a, ai cũng không ngu như vậy. Phong Hành Thiên Chủ càng không làm như vậy, chỉ là ngại mặt mũi với Thương Khung Minh cho nên cũng không cự tuyệt quá rõ ràng. Mà Phong Hành Thiên Chủ thì lại càng biết rõ, nhìn như Thượng Thanh thế giới có danh ngạch của 5 tòa Hồng Hoang Điện, thế nhưng trừ tòa Hồng Hoang Điện do nha đầu Du Du kia khống chế ra, 4 tòa Hồng Hoang Điện khác đều nằm trong tay Lục Lâm Thiên. Đặc biệt là tòa Hồng Hoang Điện của hai người U Minh và Hồn Sát đột nhiên xuất hiện trong Phi Linh Môn kia. Nếu nói là tòa Hồng Hoang Điện do hai người Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song khống chế, nể mặt Lục Lâm Thiên và Bắc Cung Vô Song luôn tu luyện trong mật địa thiên giới. Thượng Thanh thế giới còn có thể nhúng tay kiếm chút danh ngạch, thế nhưng mà hai người U Minh và Hồn Sát này lại căn bản không tới Thượng Thanh thế giới, cho nên hắn muốn nhúng tay vào cũng không được. Thời gian 7 ngày, cả Thương Khung Minh đều nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh thế giới, mà người hối hận nhận không thể nghi ngờ chính là Thái Minh thế giới. Cường giả tất cả các đại cổ tộc trong Thái Minh thế giới hối hận tới mức ruột gan như đứt, nếu như lúc trước không bội ước mà nói, vậy thì hiện tại Thượng Thanh thế giới nắm được 5 tòa Hồng Hoang Điện. Thái Minh thế giới được phân một nửa a. Điều này đại biểu cho điều gì? Đủ để khiến cho vô số cường giả đỉnh tiêm điên cuồng. Chỉ tiếc lúc trước đầu bọn họ nóng lên, không ngờ lại giải trừ minh ước. Từ sau khi tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong Thương Khung chiến trường kết thúc, cường giả trong Thái Minh thế giới đau lòng trong 7 ngày này đau lòng không thôi. Biết vậy không nên làm, tất cả oán khí đều đặt vào trên người Ma Gia. Nếu không phải lúc trước Ma Gia đắc tội với Lục Lâm Thiên, sau đó ma tước lại hành sự bất lực, ở trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh thế giới Upsilon Lục Lâm Thiên, sợ rằng tất cả cũng không biến thành tình cảnh như hiện tại. Lúc trước người đồng ý giải trừ minh ước với Thượng Thanh thế giới, ma ra bởi vì ma tước bị phế cho nên cực lực thúc đẩy chuyện này. Cho nên hiện tại tất cả cường giả cổ tộc trong Thái Minh thế giới không tìm thấy người chút giận, cũng chỉ có thể chút oán khí lên người ma ra. Trong 7 ngày này, một ít đội ngũ chủ yếu của Thượng Thanh thế giới từ Thương Khung chiến trường trở lại Thượng Thanh thế giới, Lục Lâm Thiên thì trở về đình viện trên ngọn núi mà hắn đặt chân trong mật địa thiên giới, từ đó chưa từng xuất hiện qua. Tuy rằng đánh bại thần linh Nhiễm Hồng, thế nhưng thương thế trên người Lục Lâm Thiên cũng rất nặng, tiêu hao cũng tới mức tận cùng. Lục Lâm Thiên cuối cùng thi triển ngũ thần quyết, thế nhưng lại dựa vào hỗn độn âm dương quyết thôn phệ rất nhiều năng lượng linh tinh mới có thể thi triển được ra. Tiến vào trong thiên trụ giới đều tức chữa thương, bởi vậy chuyện bên ngoài, cùng với sự náo nhiệt Lục Lâm Thiên cũng không biết. Đương nhiên, Lục Lâm Thiên cũng đã sớm nghĩ tới đến lúc đó Thượng Thanh thế giới nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, loại chuyện này Lục Lâm Thiên cũng không muốn ra mặt. Phù! Trong thiên trụ giới, thủ ấn Lục Lâm Thiên thu lại, một ngụm chọc khí từ trong đan điền hắn dâng lên yết hầu, cuối cùng thông qua miệng thở ra. Đánh văng gợn sóng trong không gian trước người, hai con mắt nhắm chặt mở ra. Tinh mang trắng đen trong mắt nương theo quang mang màu vàng lập lòe, khí tức man hoang, cổ xưa tràn ngập, từ từ thu liễm vào bên trong. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Lâm Thiên dường như đang trầm tư gì đó, tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong Thương Khung chiến trường khiến cho Lục Lâm Thiên cũng có chút cảm thán, miệng thì thào nói nhỏ. Thần linh Nhiễm Hồng, người này không giống bình thường. Dứt lời, trường bào màu xanh tung bay, khi thân hình đứng lên đã lặng lẽ biến mất trong không gian loạn của thiên trụ giới. Phụ thân, con nhớ người. Lục Lâm Thiên vừa rời khỏi thiên trụ giới, một đạo thân ảnh xinh đẹp, nhỏ nhắn liền bổ nhào vào trong ngực Lục Lâm Thiên, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười cao hứng, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt đen nhánh khiến cho người ta nhìn vào không nhịn được mà muốn ôm vào trong ngực thơm một cái. Tiểu nha đầu này không phải là Lục Lộ thì còn có thể là ai? Lục Lâm Thiên lập tức ôm tiểu nha đầu, cao hứng xoay một vòng nói. Tiểu nha đầu, con sao lại ở đây? Lục Lâm Thiên cũng có chút kỳ quái, hắn tiến vào trong thiên trụ giới, bên ngoài có tuyết sư, huyết mị hộ pháp.
dù là ai cũng không có cách nào tiếp cận. Đám người Vô Song, Hồng Lăng nếu không có chuyện đặc biệt sẽ không tới quấy rầy hắn. Tiểu nha đầu nghe vậy lập tức nở nụ cười giảo hoạt, nàng phải dùng biện pháp mới tiến được vào đây a. Là Tuyết Sư thúc thúc vào Huyết Mị A Di đồng ý để cho con vào đây. Âm thanh non nớt vang lên, hai tay nhỏ nhắn của Lục Lộ nắm lấy khuôn mặt của Lục Lâm Thiên, hôn vào má hắn một cái, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ hưng phấn, nói. Phụ thân, nói cho người một tin tức tốt, tỷ tỷ và ca ca đều trở về rồi. Tỷ tỷ và ca ca. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên. Chính là đám người tam tỷ, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, thất tỷ mà Kinh Vân ca ca thường nói tới nha. Lục Lộ vỉnh cái miệng nhỏ nhắn lên. Ngón tay nhỏ khẽ nghịch, nhìn qua đáng yêu vô cùng. Rất nhiều tỷ tỷ và ca ca đều trở về, hai ngày này nàng kiếm được không ít thứ tốt, cũng lại có thêm nhiều chỗ dựa. Siêu! Mà Lục Lộ còn chưa nói xong đã cảm thấy hoa mắt, hai người biến mất tại chỗ. Trong sảnh của đình viện có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đang ngồi, chính là đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lăng Thanh Tuyền, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh. Mà còn có một đạo thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu trắng ngồi đó, y phục trắng như tuyết, thân hình mềm mại uyển chuyển, tuyệt mỹ không thôi. Siêu! Không gian trong sảnh nổi lên chấn động, Lục Lâm Thiên ôm Lục Lộ xuất hiện trong sảnh, ánh mắt nhìn vào trên đạo thân ảnh mặc y phục màu trắng như tuyết, đẹp tới mức lay động phàm tần kia, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc và vui vẻ. Phụ thân, còn có Bạch Linh mẫu thân kia. Tiểu nha đầu Lục Lộ bắt đầu đếm từng đầu ngón tay một. Chúng nữ trong sảnh nhìn thấy Lục Lâm Thiên cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào, tất cả đều mỉm cười đứng dậy, Bắc Cung Vô Song tiến lên, khí chất thanh nhã giống như tự nhiên, thời gian không lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên người nàng, ngược lại còn làm tăng thêm cho nàng vài phần vũ mị, ánh mắt nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Thương thế thế nào rồi? Đã không còn gì trở ngại. Lục Lâm Thiên gật đầu, ở bên ngoài mấy ngày, ở trong thiên trụ giới quả thực thời gian không ngắn. Còn có hỗn độn âm dương quyết và bất diệt thiên thể, thương thế của hắn đã khôi phục không kém là bao. Thân ảnh xinh đẹp mặc y phục trắng như tuyết nhẹ nhàng bước lên, thân hình lung linh mê người khiến cho tim người ta đập thình thịch. Nàng nhìn qua Lục Lâm Thiên, khẽ ngẩng đầu cười yếu ớt, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn qua yêu mị chúng sinh, nàng nói. Thiếp nghe mọi người nói, có một vị nữ tử gọi là Ma Linh yêu nữ cực kỳ tương tự với Phong Du Du của Phong gia đúng không? Lục Lâm Thiên nghe vậy không nhịn được mà ho một tiếng, nữ tử tuyệt mỹ mê người trước mắt hắn hiện tại không phải là Bạch Linh thì còn có thể là ai. Sau khi ho khan xong, trên khuôn mặt đang xấu hổ của hắn hiện lên sự vui vẻ, nói. Sao nàng lại trở về? Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên, trên dung nhan tuyệt mỹ quanh quẩn khí chất yêu mị như có như không, nàng khẽ nói. Âm Nhi cũng trở lại rồi. Bạch Linh tỷ, muội nói chàng sẽ giả ngu mà. Lăng Thanh Tuyền từ từ đi tới bên người Bạch Linh, khuôn mặt tinh xảo không trang điểm, thế nhưng nhìn qua lại vũ mị, phong tư chắc tuyệt giống như tiên tử, mái tóc đen nhánh rũ xuống eo tăng thêm vài phần không nhiễm phàm trần. Chỉ là lúc này nàng đang trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, khiến cho hắn không khỏi cố gắng nặn ra nụ cười khổ. Được rồi, mọi người đừng làm khó chàng nữa. Độc Cô Cảnh Văn tiến lên, đôi mắt giống như ngọc thạch trên khuôn mặt tinh xảo. Trắng nõn kia khiến cho người ta liếc nhìn kỹ cũng cảm thấy câu hồn đoạt phách, lúc này chỉ cần khẽ mỉm cười một cái cũng khiến cho lòng người rung động. Lục Lâm Thiên nhìn về phía Độc Cô Cảnh Văn nở nụ cười cảm kích. Cảnh Văn tỷ, sao tỷ cứ che chở cho chàng vậy? Nếu không giáo huấn chàng một chút, sợ rằng sau này không biết chàng sẽ làm ra những hành động gì. Vân Hồng Lăng cùng Lam Linh, Lữ Tiểu Linh tiến lên, đều tức giận lườm Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên thấy thế cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn tam nữ. Phụ thân, có phải người phạm sai lầm hay không? Lục Lộ ở trong ngực Lục Lâm Thiên, dường như cảm thấy có chút không đúng cho nên rồi mắt to khẽ nháy, hiếu kỳ hỏi Lục Lâm Thiên. Cái này! Lục Lâm Thiên lập tức nghẹn lời, cười khổ. Phụ thân con không phạm sai lầm, chỉ là bản tính khó sửa mà thôi, đến đây, mẫu thân dẫn con đi chơi. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Sau đó ôm Lục Lộ trong ngực Lục Lâm Thiên rời đi. Lục Lâm Thiên cười khổ, nhún nhún vai, sau đó nhìn qua Bạch Linh nói. Nàng ở trong Thái Hoàng thế giới thế nào rồi? Tất cả khá tốt. Bạch Linh nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chỉ là có chút nhớ chàng và mọi người. Ta cũng nhớ nàng. Lục Lâm Thiên cười cười,
lập tức ôm nữ tử trước mặt vào trong ngực. Phụ thân! Phụ thân! Từng đạo âm thanh từ bên ngoài truyền tới, lập tức có 7 đạo thân ảnh trước sau tiến vào trong sảnh. 7 thanh niên nam nữ, 3 nữ 4 nam, nữ khí chất cao quý, dung nhan vô song, nam cũng đều là thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang. 7 người đi vào trong sảnh, lập tức vây quanh Lục Lâm Thiên, đám người này chính là 7 người Lục Doanh, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm, Lục Tưởng, Lục Xảo. Trở về rồi sao? Lục Lâm Thiên có chút vui vẻ hỏi, 7 đứa nhỏ lúc trước, lúc này bất luận một ai đều là người phong hoa tuyệt đại, 7 người đều là vô lượng niết bàn, tu vi đều tới hóa hồng cảnh, trong đó hai nha đầu Lục Âm và Lục Doanh đều tới nhị nguyên hóa hồng. Trong sảnh, người một nhà thật vất vả mới có cơ hội tụ họp, tự nhiên sẽ có nhiều chuyện không nói hết. Lục Lâm Thiên từ trong miệng đám người Lục Doanh mới biết được, vừa rồi 7 gia hỏa cũng mới đi gặp gia gia Lục Trung cùng Độc Cô Ngạo Nam, sư tổ Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên. 8 người trở về, đều dẫn theo cường giả của thế lực sau lưng cùng với cường giả trong đại thế giới của mình. Cường giả các thế giới tới đây đối với 8 người này đều không nói gì thêm. Thậm chí trong các đại cổ tộc và các thế lực lớn đã có lời nhắn nhủ qua, về sau đối với đám người Lục Doanh, Lục Âm, Lục Tượng phải mở tất cả mật địa tu luyện, tất cả mọi thứ. Nghe vậy trong lòng Lục Lâm Thiên hiểu rõ, tất cả các đại thế giới làm vậy đều có thâm ý của mình. Đây là hành động mềm nắn rắn buông, thế nhưng loại hành động này Lục Lâm Thiên thật sự không có cách nào từ chối. Mọi người đều quay về, Lục Lâm Thiên cũng có một ít sắp xếp khác. Nhưng lúc này chỉ có Du Thược là không trở về, Du Thược ở chỗ đại sư tỷ chưa từng gặp mặt nên hắn cũng yên tâm. Tuy rằng là chưa từng gặp mặt, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng có thể biết được thực lực đại khái của đại sư tỷ, ít nhất Du Thược ở đó sẽ rất an toàn. Người một nhà trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác đã tới trạng vạng tối, trong sảnh truyền ra tiếng cười không dứt. Mà lúc này, có một thanh niên của Phong gia tới đây, thái độ cực kỳ khách khí, cung kính không thôi. Khi gặp Lục Lâm Thiên nói là Phong Hành Thiên Chủ cho mời. Lúc này mọi người mới tán đi, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại nhíu mày, xem ra có một ít chuyện hắn có muốn tránh cũng khó. Hoàng hôn, sắc trời gần vào đêm, trong không khí tràn ngập sương mù ẩm ướt, mờ ảo không thôi. Ánh trời chiều bao phủ, chiếu xuyên thấu qua sương mù, giống như nhuộm cả không trung thành màu vàng óng. Trên một ngọn núi có một thanh niên mặc trường bào lẳng lặng đứng đó. Thân hình cao ngất giống như một thanh trường thương, vẻ mặt như điêu khắc, lẳng lặng đứng đó, nhìn qua có chút cô đơn. Đệ đệ muội muội của con đều trở về, sao không tụ họp cùng mọi người? Âm thanh vang lên, trong không gian nổi lên chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức xuất hiện bên người thanh niên mặc trường bào kia. Phụ thân, con đã gặp đám người tam muội, tứ đệ. Thanh niên mặc trường bào quay đầu lại, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức sát phạt nhàn nhạt chấn động. Đây chính là lão đại Lục Kinh Vân của Lục gia. Mắt nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt có chút cô đơn, nói. Xin lỗi người, là con vô dụng, khiến cho Lục gia mất mặt. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng tiến lên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn qua Lục Kinh Vân, sau đó lại nhìn trời cao, miệng nói. Con cho rằng đó là mất mặt sao? Trong 3000 đại thiên thế giới, có thể đặt chân vào chỗ sâu trong thương khung chiến trường, bất luận một ai đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại. Chẳng lẽ con cảm thấy đám người Dương quá đại bá, tâm đồng cô cũng mất mặt sao? Cái này, Lục Kinh Vân nhìn qua Lục Lâm Thiên, ngập ngừng không nói tiếp. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn Lục Kinh Vân nói. Lúc trước ở trên bình nham đảo của cổ vực, đại bá của con thua trong tay ta, nhưng hôm nay vẫn có thể quy chân niết bàn. Lần này tuy rằng bại trong tay thần linh Nhiễm Hồng, chẳng lẽ mọi người đều thấy đại bá của con vô dụng sao? Đại bá của con lúc này chẳng lẽ cũng nghĩ như con sao? Cái này, Lục Kinh Vân nghe vậy lập tức nghẹn họng. Lục Lâm Thiên nhìn qua Lục Kinh Vân, tiếp tục nói. Thắng bại là chuyện bình thường, bại trong lúc nhất thời chưa thể luận anh hùng. Ai có thể thắng mãi được, tam nguyên hóa hồng, tứ nguyên hóa hồng đều không phải là giới hạn. Con thân là lão đại của Lục gia, đệ đệ muội muội luôn lấy con làm tấm gương, lấy con làm đầu tàu, cho nên phải nhớ rõ. Hiện tại con nên làm cái gì? Siêu. Nói xong, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Thành bại nhất thời chưa đủ luận anh hùng, tam nguyên hóa hồng, tứ nguyên hóa hồng chưa phải là giới hạn. Lục Kinh Vân thì thào nói, ánh mắt nổi lên chút rung động, chấn động. Rung động ngày càng mạnh mẽ, bỗng nhiên một đoàn quang mang trắng đỏ từ trong mắt giống như lưỡi dao sắc bén bắn ra hư không,
khí tức mênh mông bàng bạc trên người giống như cơn lốc khuếch tán ra trời cao, đánh văng gợn sóng không gian trong ánh trời chiều. Đa tạ phụ thân, con hiểu rồi. Trên không trung, thân ảnh Lục Lâm Thiên lăng không mà đi, nghe âm thanh mơ hồ từ sau lưng truyền tới, trong mắt hiện lên chút vui vẻ. Bái kiến Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên Lão Ca. Một lát sau, trong đình viện phong cách cổ xưa, Lục Lâm Thiên đi tới một tiểu sảnh lập tức nhìn thấy hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên. Ngồi đi, thương thế thế nào rồi? Khuôn mặt trắng nõn của Băng Thiên mỉm cười, ý bảo Lục Lâm Thiên ngồi xuống. Đã không còn gì trở ngại. Lục Lâm Thiên nói xong, cũng không có khách khí mà ngồi ở bên cạnh hai người. Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói. Còn 3 ngày nữa sẽ đi vào trong Hồng Hoang Điện. Những ngày này tình huống bên trong Thượng Thanh Thế Giới có lẽ ngươi cũng biết rồi đúng không? Biết rõ một ít. Lục Lâm Thiên gật đầu nói. Buổi chiều từ trong miệng đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh Lục Lâm Thiên cũng đã biết được không ít tình huống trong Thượng Thanh Thế Giới. Hiện tại tất cả các đại thế giới trong Thương Khung Minh đều phái cường giả tiến vào trong Thượng Thanh Thế Giới, đều muốn nhận được một ít danh ngạch tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Việc này ngươi thấy thế nào? Phong Hành Thiên Chủ hỏi Lục Lâm Thiên, mấy ngày nay quả thực hắn vô cùng đau đầu, hậu quả dẫn tới này quả thực hắn không ngờ tới. 5 tòa Hồng Hoang Điện, cũng khó trách cả Thương Khung Minh đều nhìn chằm chằm vào. Chuyện này cũng khiến cho người ta điên cuồng một ít, nếu như là một đại thế giới nắm được 5 tòa Hồng Hoang Điện, nhất định hắn cũng nghĩ cách thu được một ít danh ngạch, cho dù một danh ngạch cũng tốt. Ta! Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức sững sờ, Lục Lâm Thiên am hiểu vung tay làm trưởng quầy. Thế nên từ trước cho tới nay hắn đều không muốn tham dự vào những chuyện tốn tinh thần như vậy. Đều là người Thương Khung Minh với nhau, có một ít chuyện không thể nói rõ ràng, có mấy lời cũng không nên quá cứng rắn. Ánh mắt âm thầm biến đổi, Lục Lâm Thiên lập tức nói với Phong Hành Thiên Chủ. Loại chuyện này tiểu tử cũng không có cái nhìn gì, Phong Hành Thiên Chủ cứ làm chủ là được rồi. Về phần danh ngạch Hồng Hoang Điện của Phi Linh Môn, dù sao cũng không ai tìm tới ta, tiểu tử cũng yên tĩnh hơn. Lục Lâm Thiên nói xong, hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhau. Lập tức Phong Hành Thiên Chủ hung hăng trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, lời nói của Lục Lâm Thiên tùy ý như vậy, thế nhưng ý tứ bên trong vô cùng rõ ràng. Danh ngạch của Thượng Thanh Thế Giới không liên quan tới ta. Có thể để cho Phong Hành Thiên Chủ làm chủ, dù sao cũng là chuyện không liên quan tới hắn. Thế nhưng danh ngạch Hồng Hoang Điện của Phi Linh Môn lại phải do hắn làm chủ, tính toán mới được. Mà tòa Hồng Hoang Điện chính thức thuộc về Thượng Thanh Thế Giới chỉ có một của Phong Du Du mà thôi. Một tòa Hồng Hoang Điện có 99 danh ngạch, cả Thương Khung Minh có hơn 1.000 đại thế giới nhìn chằm chằm vào, nhớ tới chuyện này khiến cho Phong Hành Thiên Chủ đau đầu. Sau khi trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, Phong Hành Thiên Chủ lại nhìn qua Lục Lâm Thiên mỉm cười, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua khiến cho nụ cười nhìn như cười như không, hắn nói. Ngươi thực sự không có cách gì sao? Bất quá ta đã từng nói với các đại thế giới, lần này tuy rằng Thượng Thanh Thế Giới lấy được 5 tòa Hồng Hoang Điện, thế nhưng đại bộ phận trong đó đều là người Phi Linh Môn ngươi đoạt được. Ngươi lại là trưởng môn của Phi Linh Môn, lại là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Chủ của Chiến Thiên Liên Minh, cho nên tất cả đều do ngươi làm chủ, ta cũng không quản được bao nhiêu. Cái gì? Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Phong Hành Thiên Chủ. Phong Hành Thiên Chủ này làm vậy không thể nghi ngờ là muốn tìm sự yên tĩnh, thế nhưng lại khiến hắn trở thành bia đỡ đạn, ném hắn lên đầu sóng ngọn gió. Băng Thiên gật gật đầu, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Đúng vậy, Phong Hành Lão Ca đã hẹn các đại biểu của các đại thế giới sáng sớm ngày mai tụ tập trong đại điện của Phong gia trong mật địa thiên giới. Sau đó sẽ do ngươi quyết định danh ngạch của Hồng Hoang Điện. Bà mẹ nó, chuyện này đâu liên quan tới ta. Lục Lâm Thiên nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi, không ngờ hắn lại bị hai người này bán. Phong Hành Thiên Chủ không muốn ra mặt, lại để cho hắn đi làm ác nhân. Hồng Hoang Điện là do ngươi đoạt, ngươi cũng biết quan hệ của các đại thế giới trong Thương Khung Minh A. Cho nên lúc này để cho ngươi đi sắp xếp sẽ đỡ hơn một ít. Ta tin rằng ngươi có thể hoàn thành tốt. Phong Hành Thiên Chủ nhìn về phía Lục Lâm Thiên cười cười, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lục Lâm Thiên hắn vô cùng thỏa mãn. Dường như báo thù được vậy. Lục Lâm Thiên nhìn hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên, lập tức bất đắc dĩ, ánh mắt chấn động, mở miệng hỏi. Nói như vậy ta không còn lựa chọn nào khác. Trên khuôn mặt già nua của Phong Hành Thiên Chủ nở nụ cười như hoa, nhìn qua Lục Lâm Thiên nói.
ngươi cũng có thể hiểu như vậy, người tài giỏi quả nhiên có rất nhiều việc phải làm. Việc liên quan tới cả thượng thanh thế giới để cho ngươi ra mặt là hợp lý nhất. Lục Lâm Thiên lập tức trừng mắt nhìn Phong Hành Thiên Chủ, sau đó trầm tư một hồi, nói. Việc này để cho ta ra mặt cũng được, bất quá có điều ta phải nói trước. Tất cả mọi chuyện từ giờ trở đi do ta sắp xếp, danh ngạch của năm tòa Hồng Hoang Điện đều do ta tính toán, nếu như không được thì việc này ta sẽ mặc kệ. Dù sao ta tin rằng đến lúc đó người mà các đại thế giới tìm tới là các ngươi mà không phải là ta. Cái này, Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhua, sau đó Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Lâm Thiên, khẽ cắn môi nói. Tốt, tất cả đều do ngươi làm chủ. Tốt, ta đi trước. Lục Lâm Thiên đứng dậy, sau khi giận dữ trừng mắt nhìn hai người Băng Thiên, Phong Hành Thiên Chủ rồi nghênh ngang rời đi. Bị người bán một lần khiến cho tâm tình Lục Lâm Thiên có chút khó chịu. Khó trách người ta thường nói gừng càng già càng cay. Quả thực là như vậy. Phong Hành lão ca, huynh nói xem Lục Lâm Thiên sẽ làm thế nào. Chậc chậc, việc này vô cùng lớn, vạn nhất Lục Lâm Thiên dây dưa với nhiều lão hồ ly như vậy lại không công mà xuất danh ngạch ra, chúng ta làm như vậy là được mà không bù mất a. Hít. Phong Hành Thiên Chủ hít sâu một hơi, sau đó nói. Yên tâm đi, tiểu tử kia cái gì cũng muốn, cái gì cũng ăn. Thế nhưng chỉ có một thứ hắn không ăn duy nhất là thiệt thòi. Từ sau khi tiểu tử này tiến vào mật địa thiên giới, qua nhiều năm như vậy hắn đã từng bị thua thiệt lần nào chưa? Những lão hồ ly của các đại thiên thế giới tới đây chưa chắc tiểu tử này đã chịu thiệt thòi. Chúng ta cũng không nỡ ném danh ngạch ra ngoài, tiểu tử này so với chúng ta còn keo kiệt hơn, cho nên sẽ không làm chuyện chịu thiệt. Cho nên ngươi có thể yên tâm được rồi. Băng Thiên nghe vậy vẫn có chút không yên lòng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, nói. Mặc dù là như vậy, thế nhưng sáng sớm ngày mai Lâm Thiên phải đối mặt với cả Thương Khung Minh, đám người này không bình thường a. Một đống cáo già, người bình thường ở trước mặt những khí thế kia sợ rằng đã bị áp chế rồi. Ngươi cảm thấy tiểu tử kia sẽ bị dọa sợ sao? Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Băng Thiên mỉm cười. Đống cáo già kia a, chúng ta không tiện nói thẳng, thế nhưng tiểu tử kia thì lại khác, tóm lại cứ để cho tiểu tử kia đi xử lý đi thôi. Vào đêm, cảm giác mát mẻ từ trong không khí khuếch tán, từng ngọn núi cao ngất trên sơn mạch vẫn đứng sừng sững dưới ánh trăng. Sau khi Lục Lâm Thiên trở lại đình viện trên ngọn núi lập tức tìm được nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, phụ thân Lục Trung, sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên cùng Chí Thánh Đại Đế, còn có nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, Vân Khiếu Thiên, Lữ Chính Cường, sau đó nói chuyện hai người Phong Hành Thiên Chủ đẩy cục diện rối rắm cho hắn đi giải quyết. Trong đại điện, đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Lục Tiểu Bạch, Lục Kinh Vân, Thái A cùng với những người khác cũng có mặt, sau khi mọi người nghe vậy không khỏi nhíu mày một chút. Lâm Thiên, việc này Phong Hành Thiên Chủ giao cho con, đoán chừng cũng là hành động bất đắc dĩ, để cho con ra mặt quả thực so với Phong Hành Thiên Chủ tốt hơn nhiều. Sợ rằng đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Phong Hành Thiên Chủ. Nam thúc Độc Cô Ngạo Nam sau khi trầm tư một lát, lại nhìn Lục Lâm Thiên nói. Chỉ là chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện đau đầu. Quả thực đau đầu. Lục Lâm Thiên cũng tự biết chuyện này đau đầu, ngày mai ước chừng phải đối mặt với một đám cáo giả, đây cũng không phải là chuyện thú vị. Nếu như đối mặt với một đám đối thủ còn đỡ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là người Thương Khung Minh, lúc này càng thêm khó chơi. Lâm Thiên, vậy ngày mai con định làm thế nào? Chí Thánh Đại Đế nói với Lục Lâm Thiên. Nghe nói lúc này tất cả đại thiên thế giới đều phái cường giả tới, vì danh ngạch Hồng Hoang Điện, sợ rằng họ sẽ không dễ dàng rời đi. Bọn họ muốn danh ngạch Hồng Hoang Điện là có được sao? Đây cũng không phải là chuyện mà bọn họ muốn là được. Muốn danh ngạch Hồng Hoang Điện phải qua cửa của con trước. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, hắn liều sống liều chết tranh đoạt Hồng Hoang Điện, cũng không phải ai muốn là có thể lấy được của hắn. Lâm Thiên, có chủ ý gì không? Đoan Mộc Khung Thiên hỏi Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ đổi, nhìn qua Đoan Mộc Khung Thiên nói. Sư phụ chuẩn bị một chút đi, lần này con muốn để cho mọi người tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Nghe vậy trong mắt Đoan Mộc Khung Thiên lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi. Lâm Thiên, theo ta được biết, mỗi một lần người tiến vào trong Hồng Hoang Điện đều là người trẻ tuổi, những lão già như chúng ta đi vào, sợ rằng không thích hợp a. Không có gì là không thích hợp. Hồng Hoang Điện cũng không có nói chỉ cho người trẻ tuổi đi vào. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến ảo,
trong lòng đã sớm có quyết định, bình thường tất cả các đại thế giới chỉ sắp xếp người trẻ tuổi tiến vào trong Hồng Hoang Điện, đó là bởi vì muốn tìm ra người có thiên phú mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi. Danh ngạch của Hồng Hoang Điện, bình thường mà nói, coi như là đối với đại thế giới tranh đoạt được Hồng Hoang Điện, sau khi trải qua phân phối, cuối cùng cũng không có bao nhiêu. Mượn thành tích những năm qua mà nói, Thương Khung Minh mỗi một lần chỉ có thể tranh đoạt được 3-4 tòa Hồng Hoang Điện, như vậy coi như đã có chút thành tích rồi. Mà có đôi khi mới có thể tranh đoạt được 2-3 tòa Hồng Hoang Điện. Mà những người nắm được Hồng Hoang lệnh, những năm qua cũng có được hơn 10 người, 20 người. Mỗi một người thu được Hồng Hoang lệnh đều có thể tranh thủ được cho đại thế giới của mình 4 danh ngạch. Còn có phân danh ngạch cho những thế lực như Phi Thiên Đạo Tặc, cho nên sau khi phân xong, coi như là đại thế giới đoạt được Hồng Hoang Điện cuối cùng cũng không có bao nhiêu danh ngạch. Danh ngạch cực ít, bởi vậy bất luận một danh ngạch nào đều cực kỳ chân quý, cho nên những danh ngạch chân quý này cũng chỉ giao cho những người trẻ tuổi đỉnh phong trong các đại thiên thế giới. Mà sau khi phân phối cho các cổ tộc và các thế lực lớn trong đại thế giới, cuối cùng mỗi một cổ tộc đều khó mà chiếm được vài danh ngạch. Cho nên theo những năm qua mà nói, tất cả các đại thế giới sao có thể cam lòng đem những danh ngạch tiến vào trong Hồng Hoang Điện chân quý như vậy giao cho người thế hệ trước. Nếu như những người thế hệ trước có thiên phú mạnh mẽ thì lúc trước khi còn trẻ đã được chọn lựa tiến vào trong Hồng Hoang Điện rồi, hoặc giả đã mất đi cơ hội tốt nhất. Đối với tu luyện giả mà nói, tự nhiên càng trẻ càng có tiềm lực. Mà tuổi lớn một chút, tiềm lực sẽ chênh lệch đi nhiều. Tiến vào Hồng Hoang Điện, vì lợi ích lâu dài, cho nên nếu như đưa danh ngạch cho những người thế hệ trước sẽ có chút lãng phí. Mà bây giờ đối với Lục Lâm Thiên mà nói, tình huống lại không giống vậy. Người khác không có danh ngạch, Lục Lâm Thiên lại biết rõ mình có được bao nhiêu danh ngạch. Thú tộc trong linh vũ thế giới không cần hắn quản, Tiểu Long bên kia sẽ để ra một ít danh ngạch. Còn có Thiên Địa Các, Nguyên Nhược Lan và Thiên Địa Các đã nói một nửa danh ngạch của Thiên Địa Các là của người linh vũ thế giới, một nửa cũng có được mấy chục danh ngạch a. Thượng Thanh thế giới có 5 tòa Hồng Hoang Điện, Lục Lâm Thiên tự biết số danh ngạch mà mình khống chế có hơn 400, cho nên lúc này Lục Lâm Thiên cũng có tâm muốn đem đám người nghĩa phụ, sư phụ, phụ thân vào trong Hồng Hoang Điện tu luyện. Lại nói, không quản là có nhiều danh ngạch như vậy hay không, Lục Lâm Thiên cũng sẽ dẫn nghĩa phụ, phụ thân, sư phụ tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Từ trong miệng đám người sư huynh Hoàng Phủ Minh Long có nói, Lục Lâm Thiên biết được sau 1.500 năm. Cả 3.000 đại thiên thế giới sẽ có một lần dung chuyển. Bởi vậy lúc này danh ngạch trong Hồng Hoang Điện vô cùng quan trọng. Cho nên lúc này cường giả đại biểu của các đại thiên thế giới dày mặt tới Thượng Thanh thế giới xin danh ngạch, sợ rằng có quan hệ với việc cả 3.000 đại thiên thế giới dung chuyển ở 1.500 năm sau. Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng muốn đem đám người sư phụ và người linh vũ thế giới cố gắng để cao thực lực. Đến lúc đó bất kể là dung chuyển ra sao linh vũ thế giới đều có thể ứng phó được một chút. Sẽ chuẩn bị chu toàn. Lâm Thiên, con đã quyết định như vậy sao? Vân Khiếu Thiên nghe vậy, nhìn Lục Lâm Thiên rồi hỏi. Đương nhiên, ai đi vào đều là con sắp xếp, không tới phiên người khác nói. Lục Lâm Thiên gật đầu. Nghe Lục Lâm Thiên nói, Vân Khiếu Thiên nhìn mọi người trong đại điện, sau đó tiếp tục nói với Lục Lâm Thiên. Cả người linh vũ thế giới cũng không ít, danh ngạch sợ rằng cũng không dễ phân phối. Lục Lâm Thiên nghe vậy ánh mắt khẽ đảo, người linh vũ thế giới ở bên ngoài lúc này quả thực không ít, đâu chỉ có mấy trăm. Mà nói tới người có thiên phú bất phàm, người linh vũ thế giới đi ra ngoài, bất kể là thế hệ trước hay người trẻ tuổi, đều là người có thiên phú bất phàm. Mà ngay cả đại thừa Niết Bàn cũng có một bó lớn, muốn phân danh ngạch sợ rằng cũng có chút khó khăn. Trầm tư một hồi, nhất thời Lục Lâm Thiên cũng khó có thể nghĩ được biện pháp gì tốt. Danh ngạch phân phối thế nào quả thực là một chuyện đau đầu. Tất cả các thế lực lớn trong linh vũ thế giới, muốn phân ra cũng phải phân phối bình quân một chút. Nếu là bình thường tùy tiện phân ra cũng không có việc gì, thế nhưng hiện tại Lục gia dù sao cũng là chủ nhân của linh vũ thế giới, mặc dù nói không cần quan tâm tới bất kỳ thế lực nào. Thế nhưng cũng nên chú ý một chút mới tốt, có một ít chuyện cực kỳ vi diệu, chỉ cần không chú ý sẽ đánh vỡ cân đối. Công tử, ta có chủ ý. Không biết có được hay không. Lục Tiểu Bạch thấy thế, do dự một hồi lâu mới nói với Lục Lâm Thiên. Nói thử xem. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức nhìn qua Lục Tiểu Bạch, ánh mắt sáng lên. Hắn đã quên có Lục Tiểu Bạch ở đây, tiểu tử này trên phương diện khống chế kim đường của Phi Linh Môn vô cùng mát tay,
Nghe nói cả thượng thanh thế giới hiện tại đã là phú hào có tiền nhất, loại chuyện đau đầu này chính là thứ mà Lục Tiểu Bạch mạnh mẽ. Lục Tiểu Bạch lập tức trả lời. Công tử, Phi Linh Môn có các loại ghi chép, người của tất cả các thế lực lớn trong linh vũ giới đều có tư liệu trong Phi Linh Môn, danh ngạch Hồng Hoang Điện, dựa vào các thế lực lớn mà phân phối, đặc biệt sẽ có một chút danh ngạch, như vậy sẽ công bằng hơn, đến lúc đó cũng không ai có thể nói thêm cái gì. Ngừng một lát, Lục Tiểu Bạch nhìn qua Lục Lâm Thiên, tiếp tục nói. Chỉ là cụ thể có bao nhiêu danh ngạch, còn những danh ngạch thêm vào kia, chỉ có công tử mới biết được. Tiểu Bạch, người lập tức thay ta chuẩn bị một phần tư liệu kỹ càng, ta lập tức xem ngay. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức vui mừng nói, đề nghị của Lục Tiểu Bạch cực kỳ không tệ, như vậy sẽ dễ phân phối danh ngạch hơn nhiều. Ta lập tức đi chuẩn bị. Lục Tiểu Bạch gật đầu đáp. Ta cũng đi hỗ trợ, tư liệu ám đường ta hiểu rõ trong lòng. Âm Minh Dạ Xoa nói xong, lập tức theo Lục Tiểu Bạch đi chuẩn bị tư liệu. Độc Cô Ngạo Nam nhìn Lục Tiểu Bạch và Âm Minh Dạ Xoa rời đi, sau đó nhìn qua Lục Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, người thượng thanh thế giới còn sắp xếp thế nào? Dù sao thượng thanh thế giới đối với chúng ta không tệ, lần này con cũng là đại biểu của thượng thanh thế giới. Nghĩa phụ, trong lòng con biết rõ. Lục Lâm Thiên gật đầu, thượng thanh thế giới cũng coi như là người nhà, Lục Lâm Thiên cũng không phải là người vong ân. Vậy ngày mai chàng phải cẩn thận một ít, đoán chừng ngày mai có không ít lão hồ ly, vừa đấm vừa xoa chàng, để cho chàng đi vào khuôn khổ a. Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Lâm Thiên nói. Một đám lão hồ ly quả thực khó đối phó. Khóe miệng Lục Lâm Thiên nhếch lên, sau đó nhìn vào người Lục Kinh Vân nói. Kinh Vân, ngày mai con đi theo ta một chút. Vâng. Lục Kinh Vân nghe vậy trong mắt bắn ra tinh mang, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, có tám phần tương tự như Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, có muốn đám lão già chúng ta đi theo con hay không? Nếu như chơi xấu chúng ta cũng không sợ bọn họ. Chí Thánh Đại Đế nhìn qua Lục Lâm Thiên, hắn có chút không yên lòng, dù sao Lục Lâm Thiên ngày mai phải đối mặt với những lão hồ ly của cả Thương Khung Minh. Lục Lâm Thiên nhìn về phía sư phụ Chí Thánh Đại Đế mỉm cười, mặc dù nói lúc này Phong Hành Thiên Chủ đổ mọi việc lên đầu hắn, đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng có thể khẳng định, ngày mai Phong Hành Thiên Chủ sẽ âm thầm nhìn qua. Mà trong thượng thanh thế giới, tất cả lão hồ ly của các đại thiên thế giới cũng chỉ chơi xấu một chút mà thôi, ít nhất sẽ không có nguy hiểm gì, hắn lập tức nói với Chí Thánh Đại Đế. Sư phụ, mọi người không cần đi. Đối phó những lão hồ ly kia kỳ thực cũng không khó. Chỉ mình con là được rồi. Nói xong, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn qua đám người Lục Doanh, Lục Âm Lục Thanh, Lục Xảo bên người Lục Kinh Vân, nói. Lục Doanh, Lục Trực, Lục Tưởng, Lục Xảo, Lục Âm, các con ngày mai cũng theo đại ca con theo ta đi đi. Vâng, phụ thân. Bảy người nghe vậy lập tức đại hỉ đáp, vừa rồi nhìn thấy phụ thân có ý muốn dẫn đại ca đi, bọn họ cũng có lòng muốn đi à. Lúc này nghe vậy tự nhiên vui vẻ tới cực điểm. Bảy người đều hiểu rõ, ngày mai phụ thân mang bọn họ đi là đồng nghĩa với việc trong mắt phụ thân bọn họ đều đã lớn. Có thể được phụ thân tán thành, đối với bọn họ mà nói, chuyện này tự nhiên là chuyện đáng cao hứng nhất. Một lát sau mọi người mới tán đi, Lục Tiểu Bạch cùng Âm Minh Dạ Xoa cũng cầm tư liệu đưa tới. Đêm khuya, trong phòng Lục Lâm Thiên, trên chiếc bàn đá có không ít ngọc giản. Nhìn những ngọc giản này, bên trong đều có tư liệu của người các thế lực lớn trong linh vũ thế giới và thượng thanh thế giới, tư liệu tất cả đều có vô cùng rõ ràng. Nhìn qua những ngọc giản này, ánh mắt Lục Lâm Thiên nheo lại. Cót két, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết bước vào trong phòng. Đóng lại cửa phòng, nữ tử này mỉm cười, nhìn qua có vẻ lười biếng, thế nhưng lại mị hoặc tự nhiên, nàng nhìn Lục Lâm Thiên, môi son khẽ mở, nói. Thế nào? Chàng duyệt được chưa? Lục Lâm Thiên nhìn qua nữ tử trước mắt, nữ tử mị hoặc tự nhiên bực này ngoại trừ Bạch Linh ra cũng không còn ai, hắn lập tức đứng dậy đi tới trước người Bạch Linh, nhún nhún vai nói. Đại khái gần như ổn rồi, làm sao nàng tới đây? Sao nào, muốn đuổi thiếp ra ngoài sao? Bạch Linh trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, đầu ngón tay cuốn cuốn vài sợi tóc trên thái dương, y phục trắng như tuyết, khí chất hấp dẫn tự nhiên. Sau khi trừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên, khéo miệng lập tức nở nụ cười mê người, vũ mị, giống như một cây hoa anh túc, nàng nói. Nếu như đuổi thiếp thì hiện tại thiếp sẽ ra ngoài. Đương nhiên là không phải rồi,
lâu như vậy không gặp. Nhớ nhung còn không kịp, tại sao lại đuổi nàng a? Lại nói, cho ta 10 lá gan cũng không dám nha. Lục Lâm Thiên dày mặt cười cười, nói những lời buồn nôn, thuận thế kéo bàn tay trắng nõn của Bạch Linh, kéo nàng vào trong ngực mình. Bạch Linh khẽ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, đôi mắt vũ mị lườm Lục Lâm Thiên, bờ môi son nhếch lên, nói. Những năm này, càng ngày càng dẻo mép, khó trách đám người Hồng Lăng nói chàng càng lúc càng có nhiều người thích a. Nghe vậy trên mặt Lục Lâm Thiên hiện lên vẻ xấu hổ, cố nặn ra nụ cười, nói. Không có a, đó là nha đầu Hồng Lăng hay nói lung tung nha. Chàng thấy thiếp tin chàng hơn hay là tin Hồng Lăng hơn? Bạch Linh dùng ánh mắt khác thường lườm Lục Lâm Thiên, rõ ràng là không tin Lục Lâm Thiên, sau đó bờ môi mỉm cười, nụ cười mê người, nói. Không cần khẩn trương, ta cũng không quản chàng, chàng có chừng mực là được rồi. Ta luôn có chừng mực nha, cây muốn lặng gió chẳng ngừng a. Lục Lâm Thiên chẳng biết xấu hổ thở dài nói một câu. Vô sỉ! Bạch Linh không nhịn được mà lần nữa chừng mắt nhìn Lục Lâm Thiên nói. Hắc hắc, nói giỡn mà thôi. Nhìn thân hình mềm mại trong ngực, Lục Lâm Thiên cúi đầu nhìn qua khuôn mặt mị hoặc chúng sinh kia, nhịn không được mà hôn lên vành tai trắng nõn, mềm mại của nàng một cái. Hai tay bắt đầu di chuyển trên thân hình mềm mại, đường cong linh lung được y phục trắng như tuyết bao phủ. Không thể thành thật một chút được sao? Bạch Linh liếc nhìn Lục Lâm Thiên, chỉ là Bạch Linh còn chưa nói xong, bờ môi son đã bị một đôi môi nóng bỏng bao phủ. Chỉ một thoáng, cảm giác tê tê như điện giật từ cánh môi che vân tới, hai mắt Bạch Linh khép hờ, tùy ý để nam nhân này không kiêng nể gì xâm lược. Đầu lưỡi của nam nhân này giống như một con mãng xà trượt vào trong miệng nàng, nậy hàm răng nàng, hai đầu lưỡi dây dưa lại với nhau. Giờ phút này, xuân tâm nhộn nhạo bị ký, không ngừng thỏa mãn nhớ nhung và khát vọng. Một lát sau, trong phòng hai người hòa thành một thể, mưa gió vũ vần. Dãy núi liên miên không ngớt, vô số kiến trúc giống như cung điện lan tràn ra, tạo thành một đại thành cực lớn. Ánh trăng bao phủ trời xanh, ánh trăng ở trên vô số cung điện tỏa ra quang mang mông lung. Trong một tòa cung điện to lớn có không ít thân ảnh ngồi ngay ngắn bên trong. Trong đại điện, rõ ràng có một đạo cấm chế vô hình được bố trí, bên trong cấm chế có khí tức chấn động, sợ rằng bất luận một người nào đều là cường giả cao cấp nhất trong thiên địa này. Hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên đem chuyện Hồng Hoang Điện đổ lên trên người tên Lục Lâm Thiên kia, đây rõ ràng là muốn một danh ngạch cũng không nhổ ra a. Lần này Hồng Hoang Điện thượng thanh thế giới tranh được quá nhiều, muốn một nhà độc tôn, đây là chuyện không tốt a. Sáng sớm ngày mai, ta muốn nhìn xem Lục Lâm Thiên kia có bản lĩnh gì, muốn một nhà độc tôn, chủ ý của thượng thanh thế giới quá lộ liễu a. Ngày mai cho Lục Lâm Thiên kia một đòn phủ đầu, tiểu tử kia quả thực bất phàm, là tồn tại đỉnh tiêm trong những người trẻ tuổi mà ta gặp. Nhưng dù sao vẫn còn non một chút. Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên dựa vào Lục Lâm Thiên kia tới trả lời qua loa cho chúng ta, sợ rằng đã tính sai rồi. Một đêm từ từ trôi qua, vầng trăng sáng từ từ rời đi, phía đông dần dần sáng lên. Trong mật địa thiên giới, khi nắng sớm xua tan bóng đêm tới, quần sơn được phủ một màu vàng nhạt, vạn vật trong nắng sớm như tỉnh lại, từng cỗ khí tức từ từ thức tỉnh, chấn động. Trước đình viện trên núi, 11 đạo thân ảnh đứng ngay ngắn, đây chính là đám người Lục Kinh Vân. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Xảo, Lục Trực, Lục Thành, Lục Phượng, Lục Tượng, 8 gia hỏa của Lục gia ở bên ngoài, mặt khác lúc này cũng còn có Thái A ở một bên. Mà hai người đầu tiên chính là Lục Lâm Thiên và Tiểu Nha đầu Lục Lộ. Tiểu Nha đầu Lục Lộ nghe nói các vị ca ca, tỷ tỷ đi theo phụ thân ra ngoài, từ tối hôm qua tới giờ vẫn chờ ở cửa lớn của đình viện. Dù thế nào cũng muốn cùng đi. Cuối cùng Lục Lâm Thiên cũng chỉ có thể quyết định mang thêm tiểu nha đầu này. Lục soái, chúng ta có thể đi được rồi. Người của các đại thiên thế giới đang chờ ở ngoại thành của Phong gia chúng ta. Cách đó không xa, một đệ tử Phong gia cung kính nói với Lục Lâm Thiên. Thanh niên này chính là Phong Chí trước đó có mâu thuẫn với Lục Lâm Thiên và Thái A. Dẫn đường đi. Lục Lâm Thiên gật gật đầu với Phong Chí, ánh mắt âm thầm khẽ đổi, Phong gia chỉ để cho một mình Phong Chí dẫn đường. Trận thế này thật sự đã đổ toàn bộ chuyện Hồng Hoang Điện lên người hắn. Xem ra Phong Hành Thiên Chủ lần này đã chân chính đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn. Siêu siêu. Lục Lâm Thiên nói xong, Phong Chí gật đầu, một lát sau, từng đạo thân ảnh nhảy lên, hóa thành từng đạo lưu quang rời đi.
Lâm Thiên hôm nay phải đối mặt với một đám lão hồ ly à. Không biết có thể ứng phó được hay không? Yên tâm đi, hắn không ăn thiệt thòi đâu. Đây là thượng thanh thế giới, những người của Thương Khung Minh kia cũng không dám dùng sức mạnh. Bên ngoài đình viện, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Lục Trung, Đoan Mộc Khung Thiên, Vân Khiếu Thiên nhìn đám người Lục Lâm Thiên rời đi, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngoại thành Phong Gia, ở trong thượng thanh thế giới, trừ mật địa thiên giới, mật địa nhân giới, mật địa địa giới ra, đây xem như là một địa phương có tiếng tăm lừng lẫy. Ngoại thành Phong Gia, bình thường không phải ai cũng có thể tiến vào. Phong Gia có địa vị độc nhất vô nhị trong thượng thanh thế giới, đứng đầu tất cả các đại cổ tộc. Ngoại thành Phong Gia bình thường cũng chỉ là nơi tộc nhân ngoại hệ của Phong Gia sinh sống. Bình thường nếu như thượng thanh thế giới có việc trọng đại nào sẽ tổ chứa ở trong ngoại thành Phong Gia. Mà gần đây, người bình thường trong cả thượng thanh thế giới đều có thể cảm giác được, bên trong ngoại thành Phong Gia có chút khác thường. Mấy ngày gần đây, ở trong ngoại thành Phong Gia, trong lúc mơ hồ truyền ra vô số khí tức lan tràn, xê hấn động. Những cỗ khí tức kia vô hình chấn động khiến cho người có thực lực không đủ không dám tới gần. Một khi tới gần chân sẽ mềm đi, linh hồn rung động. Ngoài ngoại thành Phong Gia, bình thường có vô số tiếng náo nhiệt, thế nhưng mấy ngày gần đây lại cực kỳ yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập vô số khí tức chấn động khiến cho người ta căn bản không dám đi ra, coi như là người có tu vi tuyên cổ cảnh cũng không dám tới gần. Ngoài ngoại thành Phong Gia mọi người đều có thể cảm giác gần đây giống như có một đầu cự thú ngập trời đang phủ phục, không có mấy người dám tới gần. Mà đối với tất cả các thế lực lớn và cổ tộc trong thượng thanh thế giới mà nói, tự nhiên bọn họ biết rõ gần đây những người nào đang ở trong ngoại thành Phong Gia, cho nên sẽ càng không dám tới gần. Sáng sớm, ánh nắng sớm xuất hiện, ánh nắng không ngừng chiếu rọi xuống từng kiến trúc trong ngoại thành, từng đám mây mù trên không trung từ từ tán đi, sắc trời ngày càng sáng rõ. Ở trong ngoại thành Phong Gia, trong một tòa cung điện lớn lại náo nhiệt tới cực điểm, trong cung điện khổng lồ bao la vô cùng. Lúc này bên trong tụ tập gần vạn người, thế nhưng nhìn qua vẫn có vẻ vô cùng rộng. Trong đại điện cũng sắp xếp không ít chỗ ngồi, được sắp xếp chỉnh tề, đo na chừng người Phong Gia cũng tốn không ít tâm tư. Từng tiếng nói chuyện quanh quẩn trong đại điện, lúc này mọi người có người đang ngồi nói chuyện với nhau. Có người top 5 top 3 cúi đầu cười nói, dường như cũng có thể tìm được người quen biết bên trong. Khí tức thu liếm, thế nhưng trên người trong lúc vô hình lại có khí thế tràn ra. Chứng minh bất luận một ai ở trong này đều là siêu cấp cường giả trong thiên địa. Trong đó có một số ít người trong lúc mơ hồ có khí tức tràn ngập ra đã đạt tới một trình độ kinh khủng. Trong lúc mọi người nói chuyện, đàm luận vui vẻ, bỗng nhiên có một lão giả ở gần chủ vị đang cười bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Ngay lúc đó, trong đại điện này, không ít ánh mắt âm thầm biến đổi, lập tức giống như hữu ý, vô tình nhìn ra bên ngoài đại điện. Trong đám người, lão giả già nua vừa rồi nhắm mắt lại, dường như mở miệng nói chuyện với người bên cạnh, nói. Có người tới, hẳn là Lục Lâm Thiên kia. 12 người, đều là tiểu gia hỏa, thượng thanh thế giới này không coi chúng ta vào trong mắt như vậy sao? Bên người lão giả kia, một đại hán trung niên thân hình vạm vỡ, trên cổ còn được khắp một đạo phù văn thần bí, giống như là hình xăm. Đại hán trung niên này khẽ cau mày. Phù văn thần bí giống như hình xăm kia khiến cho người ta nhìn qua trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác dữ tợn. Trước tiên cứ nhìn kỹ rồi nói. Một lão giả khuôn mặt già nua, thế nhưng vẻ mặt lại khí khái hào hùng mở miệng nói chuyện. Động tĩnh khó hiểu trong đại điện khiến cho tất cả cường giả trong đại điện dường như đều cảm nhận được điều gì, tiếng đàm luận từ từ thu liếm, từng ánh mắt bắt đầu nhìn về bên ngoài đại điện. Siêu siêu. Giữa không trung. Lục Lâm Thiên từ trên không trung đáp xuống quảng trường to lớn bên ngoài cung điện. Trên bốn phía quảng trường lúc này có một đám người đứng thẳng, người mặc khải giáp, cả đám khí tức sắc bén, thực lực đều không hề tầm thường. Nhìn thấy Phong Chí, tất cả mọi người cung kính xoay người hành lễ, mà khi ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên bên người Phong Chí, ánh mắt của những thanh niên nam nữ đang mặc khải giáp này bỗng nhiên biến đổi. Bái kiến Lục Soái. Một thanh niên xoay người cung kính hành lễ. Ánh mắt cung kính mà tràn ngập vẻ rung động, nam tử mặc áo bào xanh kia bọn họ đã sớm khắc ghi hình ảnh vào trong lòng. Không ít nữ tử nhìn về phía nam tử mặc áo bào xanh kia, trong ánh mắt cung kính thậm chí còn nhiều thêm vẻ mê ly. Miễn lễ. Lục Lâm Thiên vùng ống tay áo màu xanh lên, ý bảo mọi người miễn lễ,
loại trường hợp này đối với Lục Lâm Thiên hiện tại mà nói, hắn đã sớm quen. Lục soái, tất cả cường giả của các đại thế giới đều tiến vào trong đại điện, sợ rằng đang chờ Lục soái. Phong Chí nói với Lục Lâm Thiên. Đi vào thôi. Lục Lâm Thiên nói xong, nắm tay tiểu nha đầu Lục Lộ chậm rãi đi vào trong đại điện. Đám người Lục Kinh Vân, Thái A, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Xảo. Theo sau lưng đi vào. Khi Lục Lâm Thiên bước vào trong đại điện, dùng tâm cảnh và tu vi của Lục Lâm Thiên hiện tại, ánh mắt cũng không khỏi rung động. Xuất hiện trong mắt Lục Lâm Thiên lúc này là hơn mấy ngàn người, cơ hồ gần vạn người. Bóng người chằng chịt, khí thức thu liếm, thế nhưng cỗ khí thức vô hình từ trên người cùng với khí thế hội tụ lại một chỗ, đội hình và uy thế như vậy cũng khiến cho Lục Lâm Thiên giật mình. Đội hình thật mạnh. Lục Lâm Thiên âm thầm cảm thán, bất luận một ai trong đại điện đều là hóa hồng cảnh, còn không phải là hóa hồng cảnh bình thường. Phóng mắt nhìn lại, người có tu vi lục nguyên hóa hồng trong đại điện này dường như cũng chưa tính là cao. Trong tâm mắt của hắn, dưới sự dò xét của linh hồn lực nhạy cảm, Lục Lâm Thiên phát hiện ra không ít khí thức còn trên ngũ nguyên hóa hồng, có không ít khí thức dường như cũng đạt tới cấp độ như băng thiên. Ánh mắt khẽ quát qua đại điện, trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi thán phục với đội hình như vậy. Siêu cấp cường giả bình thường bên ngoài khó gặp lúc này lại hội tụ trong thượng thanh thế giới. Không ít cường giả đều là bá chủ tung hoành một phương trên đời này. Nếu như bình thường muốn tụ tập được đội hình như vậy, sợ rằng cũng không có ai có mặt mũ như vậy. Trước kia tới đây Lục Lâm Thiên cũng đã dự liệu được đội ngũ bực này, các cường giả đại biểu các đại thiên thế giới trong thương khung minh hội tụ, đương nhiên chính thức được coi là cường giả như mây. Chỉ là lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn khiến cho Lục Lâm Thiên rung động. Đội hình như vậy nếu như hội tụ lại một chỗ làm chuyện gì đó, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, Lục Lâm Thiên không dám nghĩ tới. Loại đội ngũ này cường hãn vô cùng, trong lòng Lục Lâm Thiên thầm than, khó trách Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên lại đem chuyện danh ngạch Hồng Hoang Điện giao cho hắn. Phong Hành Thiên Chủ có mạnh mẽ ra sao, nhưng mà đối mặt với cả thương khung minh, sợ rằng cũng có chút bó tay bó chân. Không có cách nào ứng phó được cũng là chuyện bình thường. Khi Lục Lâm Thiên đánh giá mọi người, giờ phút này vô số khí tức mịt mờ trong đại điện, vô số ánh mắt đều âm thầm nhìn về phía Lục Lâm Thiên và đám người Lục Kinh Vân sau lưng hắn. Từng chỗ khí tức chấn động, khí tức trong đại điện trong lúc mơ hồ chấn động, vặn vẹo. Bằng mắt thường có thể thấy được cả phiến không gian lớn vặn vẹo, xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Sau đó lập tức biến mất trước mặt mọi người. Lục trưởng môn, ngươi tới rồi sao? Lục Lâm Thiên tới, có mấy đại hán trung niên, lão giả, còn có một mỹ phụ nhân, cả đám khí độ bất phàm dưới sự dẫn dắt của một lão giả mặc trường bào màu xanh đậm đi tới trước người Lục Lâm Thiên, bộ dáng chừng 70 tuổi, thế nhưng khuôn mặt thoạt nhìn bóng loáng, giống như tuổi còn trẻ. Ít nhất cũng là thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng, hoặc là tới bát nguyên. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trên người lão giả này, trong mắt âm thầm biến đổi. Khí tức trong lúc vô hình từ trên người lão giả này lan tràn ra, không phải là người bình thường, mấy đại hán, lão giả sau lưng người này, còn có một mỹ phụ nhân đều là ngũ nguyên, lục nguyên hóa hồng. Lục soái, vị này chính là đại trưởng lão hiện tại của Phong gia. Phong Khô trưởng lão. Phong Chí cung kính hành lễ với Phong Khô trưởng lão, sau đó lập tức mở miệng giới thiệu với Lục Lâm Thiên. Bái kiến Phong Khô trưởng lão. Lục Lâm Thiên lập tức ôm quyền thi lễ. Khó trách khí tức của lão giả này mạnh như vậy. Thì ra đường đường là đại trưởng lão của Phong gia. Lục trưởng môn không cần khách khí. Phong Khô trưởng lão cũng không thất lễ, cũng ôm quyền gật đầu với Lục Lâm Thiên, miệng mỉm cười. Lục trưởng môn, nghe uy danh của trưởng môn như sấm vọng bên tai, rốt cuộc hôm nay cũng được nhìn thấy Lục trưởng môn. Xem ra Lục trưởng môn so với lúc ta thấy trong truyền tống trận hình chiếu thời không còn tuấn lãng hơn vài phần a. Hiện tại Phi Linh Môn ở trong 3.000 đại thiên thế giới thanh danh hiển hách, chúc mừng Lục trưởng môn. Ba đạo âm thanh truyền ra, trong đó có hai đạo âm thanh mềm mại của nữ tử. Lập tức có mấy đạo thân ảnh từ trong đám người từ từ đi tới. Ba người dẫn đầu là hai mỹ phụ nhân cùng với một lão giả ước chừng 50 tuổi. Mỹ phụ nhân thứ nhất bộ dáng nhìn như không tới 40, khí chất cao quý vũ mị, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết càng thêm mỹ lệ. Khiến cho người ta không thể rời mắt, đặc biệt là đôi mắt sáng kia giống như có vẻ mị hoặc khiến cho người ta bị câu hồn đoạt phách. Mỹ phụ nhân thứ hai mặc cung trang, bộ dáng chừng 30 tuổi, mái tóc đen nhánh buộc lại thành búi,
hai bên tai có tóc mai rũ xuống, hai hàng lông mi như tranh vẽ. Hai mắt giống như sao, khuôn mặt thoát tục không mang theo khói lửa nhân gian, siêu phàm thoát tục, lộ ra vẻ vũ mị, khuynh quốc khuynh thành. Thứ ba là một lão giả chừng 50 tuổi, thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường chính chính. Thật mạnh. Khi ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào trên người ba người này, linh hồn lực nhạy cảm lập tức dò xét ra được, trong ba người đầu lĩnh này thì lão giả ước chừng 50 tuổi, nhìn qua lẫm liệt đường đường chính chính kia đã tới lục nguyên hóa hồng, mà khí tức trên hai người Mỹ phụ nhân kia còn mạnh hơn lão giả này một ít. Khí tức trên hai người Mỹ phụ nhân này dưới sự dò xét của Lục Lâm Thiên thậm chí còn không dưới Phong Khô trưởng lão của Phong gia. Ánh mắt đảo qua, trong lúc bất ngờ vì khí tức trên thân ba người dẫn đầu này, Lục Lâm Thiên còn có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy mấy đạo thân ảnh sau lưng ba người này. Những người này đều là những người trước kia Lục Lâm Thiên từng gặp qua. Sau lưng lão giả chừng 50 tuổi bộ dáng lẫm liệt kia có hai đại hán, đây chính là Ngũ sư huynh Cái Thế Hồng Tôn cùng Lục sư huynh Thiên Châu Hồng Tôn của Lục Sảo và Lục Tượng. Sau lưng Mỹ phụ nhân chừng 40 tuổi kia có Xích Trọng của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc khi trước đi theo Lục Âm. Sau lưng Mỹ phụ nhân chừng 30 tuổi kia có Hạo Nguyệt Tiên Tử của Thiên Nữ Cung mà Lục Lâm Thiên khi trước đã từng gặp qua. Bái kiến đại sư huynh. Bái kiến sư tỷ. Ngay khi Lục Lâm Thiên dò xét, ba người Lục Kinh Vân, Lục Sảo, Lục Tượng đã đi tới trước người lão giả chừng 50 tuổi kia rồi hành lễ. Mà Lục Doanh thì đi tới trước mặt Mỹ phụ nhân chừng 30 tuổi kia hạ thấp người hành lễ. Phụ thân, vị này chính là Xích Nguyệt Đại trưởng lão của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Đây cũng là người cùng con đi tới Thượng Thanh Thế Giới. Lục Âm không có hành lễ mà giới thiệu vị phụ nhân chừng 40 tuổi kia. Đại trưởng lão của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, địa vị bên trong tộc cao thượng, chỉ là trước mặt Lục Âm, địa vị của đại trưởng lão này dường như không phải quá cao. Thì ra là Xích Nguyệt trưởng lão, hạnh ngộ. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên âm thầm chấn động, đối mặt với những người này hắn cũng có một chút lý giải đại khái, đường đường là đại trưởng lão Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc. Thực lực sẽ không dưới Phong Khô trưởng lão của Phong gia. Thậm chí chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Tăng thêm quan hệ của Bạch Linh và Lục Âm, Lục Lâm Thiên cũng có chút khách khí. Lục trưởng môn không cần khách khí, tính ra ta còn phải chào Lục trưởng môn một câu. Xích Nguyệt trưởng lão cười khổ nói một câu. Địa vị của Lục Âm, trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc quả thực rất cao, mà ngay cả tộc trưởng cũng là hậu bối của Lục Âm, nếu tính ra bối phận. Nàng cũng phải xưng hô Lục Âm một tiếng sư tổ. Mà Lục Lâm Thiên thân là phụ thân của Lục Âm, bối phận vô cùng phức tạp. Trưởng lão đừng làm vậy a. Lục Lâm Thiên nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ, đối với địa vị đặc thù của Lục Âm trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc hắn đã sớm nghe nói qua, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Ngược lại Lục Âm lúc này nghe vậy, thân ảnh mặc bộ váy dài mộc mạc màu trắng chỉ lẳng lặng đứng một chỗ mà không nói gì. Những năm gần đây, vô luận là khí chất hay là thực lực, Lục Âm lần nữa lột xác, khí chất yêu nhã, tùy ý mà không mất đi vẻ trang nhã, trong cao quý lại hiện lên vẻ mị hoặc, hồn nhiên thiên thành, loại vũ mị, mị hoặc này đến mức tận cùng lại biến thành thánh khiết. Lúc này coi như dưới khí tức áp bách của vô số cường giả đỉnh tiêm trong đại điện này, thế nhưng Lục Âm cùng đám ca ca, tỉ muội cũng vô cùng nhẹ nhõm, thong dong, khiến cho không ít người chung quanh phải nhìn bằng con mắt khác. Phụ thân con giới thiệu cho người một chút, vị này chính là Huyền Thụy đại sư huynh. Phụ thân, đây là đại sư tỷ của con, cung chủ Thiên Nữ Cung. Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, Lục Tượng và Lục Doanh trước sau giới thiệu với Lục Lâm Thiên lão giả chừng 50 tuổi và Mỹ phụ nhân mặc cung trang kia. Chào nhị vị. Lục Lâm Thiên khẽ ngẩng đầu, vừa rồi hắn cũng đã hiểu rõ lai lịch của hai người này, hôm qua Lục Sảo và Lục Doanh cũng đã nói tới. Lần này người theo hai đứa trở về là đại sư huynh Huyền Thụy Hồng Tôn cùng Nhược Vân Cung Chủ. Lục Lâm Thiên còn biết, đồn rằng Huyền Thụy Hồng Tôn này cùng Nhược Vân Cung Chủ ở trong 3.000 đại thiên thế giới đều là cường giả có thanh danh hiển hách. Đặc biệt là Cung Chủ Nhược Vân của Thiên Nữ Cung, thân là nữ tử tuyệt sắc trong cả 3.000 đại thiên thế giới, tu vi thực lực của bản thân nàng cũng có thể tung hoành thiên hạ, lại là Cung Chủ của Thiên Nữ Cung khổng lồ. Nữ tử như vậy, trong cả 3.000 đại thiên thế giới có vô số người theo đuổi. Nghe nói lúc trước trong 3.000 đại thiên thế giới, vô số thanh niên tài tuấn phong hoa tuyệt đại, người kiệt xuất trong cổ tộc, cùng với những người trẻ tuổi đỉnh phong trong các thế lực lớn đều quỳ gối dưới váy Nhược Vân Cung Chủ này, chỉ tiếc là cho tới bây giờ không ai có thể bắt đi tâm hồn thiếu nữ của nàng.
Nhưng mà chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới những người theo đuổi Nhược Vân cung chủ, càng như thế càng khiến cho có vô số người chạy theo đuôi nàng như vịt. Cam nguyện chờ đợi, đồn rằng người vì Nhược Vân cung chủ cả đời không thành thân cũng đủ để hợp thành một đội ngũ quân đoàn tam lưu. Nghe danh không bằng gặp mặt, trong thương khung chiến tường, lục trưởng môn đã khiến cho ta mở rộng tầm mắt a. Huyền Thụy Hồng Tôn đáp lễ, cũng cực kỳ khách khí. Lục trưởng môn khách khí rồi, Lục Doanh chính là thiên nữ của thiên nữ cung chúng ta, lại là sư muội của ta. Đệ tử quan môn của sư phụ, cho nên tất cả là người một nhà. Nhược Vân cung chủ mở miệng cười cười, nụ cười kia hiện ra khiến cho ánh mắt của không ít người chung quanh hiện lên vẻ chấn động. Ha ha, Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, Huyền Thụy trưởng lão, tất cả bằng hữu của các đại thiên thế giới đều tới đủ, mọi người nên ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp a. Phong Khô trưởng lão đi tới, nhìn mọi người rồi cười nói. Cũng tốt, chính sự quan trọng hơn, đợi lát nữa rồi lại trò chuyện. Nhược Vân cung chủ mở miệng cười nói. Chư vị minh hữu đã tới, mọi người cũng tới gần đông đủ, mời tất cả ngồi. Sau khi Nhược Vân cung chủ nói xong, Phong Khô trưởng lão cũng nói với mọi người trong đại điện, từng đạo thân ảnh âm thầm chấn động lúc này cũng nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống. Trong đại điện có từng chỗ ngồi được sắp xếp, giao thoa với nhau vô cùng chỉnh tề, thế nhưng cũng có dấu hiệu. Ước chừng có hơn 1.000 ghế, đoán chừng mỗi một đại thế giới trong thương khung minh chỉ có một ghế, những người khác cũng chỉ có thể đứng mà thôi. Lục Lâm Thiên nhìn qua vô số chỗ ngồi trong đại điện, ghế ngồi được sắp xếp chỉnh tề, đoán chừng người Phong gia đã tốn không ít tâm tư vì việc này. Phụ thân, thực lực những người này rất mạnh, ngay cả thở con cũng cảm thấy khó khăn nha. Tiểu nha đầu Lục Lộ đứng ở bên người Lục Lâm Thiên, khẽ ngẩng đầu nói với Lục Lâm Thiên, khuôn mặt đáng yêu, tinh xảo lúc này lại có chút đỏ lên. Khí tức vô hình trong đại điện này khiến cho tiểu nha đầu không chịu đựng nổi. Sợ rằng nếu không phải thân hình là Tử Kim Phách Lôi Liên thể nó đã sớm không chịu nổi rồi. Tiểu nha đầu, tới tam tỷ ôm nào. Lục Doanh bên cạnh nghe vậy lúc này ánh mắt khẽ đảo, lập tức ôm Lục Lộ vào trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu xanh đậm, sinh cơ bừng bừng từ trong lòng bàn tay nàng tràn ra. Lập tức tràn vào trong cơ thể Lục Lộ, khuôn mặt đỏ bừng của Lục Lộ lúc này mới khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt. Lục Lâm Thiên thấy thế lúc này mới yên tâm. Thực lực của tiểu nha đầu Lục Lộ còn quá yếu, thuần túy là tới chơi, có áo nghĩa tính mạng của Lục Doanh bảo vệ, có lẽ cũng không có chuyện gì. Trong đại điện, từng người ngồi xuống, những người còn lại đều đứng sau lưng người dẫn đầu. Lục trưởng môn, Phong Hành Thiên Chủ đã nhắn qua, hôm nay tất cả đều do ngươi phụ trách, ngươi cũng ngồi đi. Dưới sự chỉ dẫn của Phong Khô trưởng lão, Lục Lâm Thiên xuyên qua đám người tiến lên, ngồi trên chiếc ghế đầu tiên trong các hàng ghế. Phong Khô trưởng lão thì ngồi bên cạnh hắn, đám người Lục Kinh Vân, Thái A, Lục Doanh, từng người đứng ở sau lưng Lục Lâm Thiên. Phong Khô trưởng lão, có phải còn có người chưa tới hay không? Sau khi Lục Lâm Thiên ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đại điện mới phát hiện ra lúc này cạnh đó còn có 3-40 chỗ ngồi còn chưa có người ngồi. Dựa theo dấu hiệu trên ghế xem ra, hẳn còn có hơn chục đại biểu của các đại thế giới chưa tới. Lục trưởng môn, việc này nói rất dài dòng. Ta nói ngắn gọn vậy. Không lâu trước ta cũng mới nhận được tin tức, nghe nói lúc này có người của hơn 10 đại thế giới muốn thị uy với ngươi, muốn đạt được danh ngạch Hồng Hoang Điện, sợ rằng không chiếm được danh ngạch bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay khi Lục Lâm Thiên vừa mới nói xong, Phong Khô trưởng lão đã truyền âm nói vào trong tai Lục Lâm Thiên, nói. Theo ta được biết, những đám thế giới này họp lại dường như có Phượng Thiên thế giới, Tam Hợp thế giới làm chủ. Phượng Thiên thế giới, Tam Hợp thế giới, bọn chúng vì danh ngạch Hồng Hoang Điện mà không biết xấu hổ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao. Lục Lâm Thiên nghe vậy thì thào nói, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ lạnh lẽo. Đặc biệt là đối với Phượng Thiên thế giới, Lục Lâm Thiên không lạ lẫm một chút nào. Mọi người trong đại điện ngồi ngay ngắn, đại điện vốn náo nhiệt lúc này lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua từng người, có không ít cường giả đang ngồi có chút khách khí gật đầu chào hỏi với Lục Lâm Thiên. Thực lực rất mạnh thế nhưng cũng gật đầu mỉm cười với hắn. Những cường giả đỉnh cấp và siêu cấp cường giả đang ngồi kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ. Mặc dù nói hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ là ngũ nguyên hóa hồng, thế nhưng dùng thực lực khi Lục Lâm Thiên ra tay trong thương khung chiến trường xem ra, thất nguyên hóa hồng bình thường bên ngoài gặp phải Lục Lâm Thiên, kết quả cuối cùng sợ rằng cũng khó mà nói được.
Còn hiện tại Lục Lâm Thiên khống chế tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất, lại là tòa Hồng Hoang Điện có hiệu quả tốt nhất. Sau 1.500 năm, dựa vào chỗ tốt mà những người tiến vào Hồng Hoang Điện trước đó xem ra, Lục Lâm Thiên muốn đột phá tới Lục Nguyên Hóa Hồng cũng không phải là chuyện khó, đủ để một lần đột phá, đặt chân tới cấp độ cường giả đỉnh cấp. Tăng thêm thân phận của Lục Lâm Thiên, đến lúc đó Lục Lâm Thiên là một nhân vật cực kỳ quan trọng. Cho nên tất cả cường giả trong đại điện lúc này nhìn qua Lục Lâm Thiên cũng không có vô lễ, Lục Lâm Thiên tuy rằng còn trẻ tuổi, thế nhưng vô luận là địa vị hay là tu vi, thực lực, còn có thiên phú không thể đo lường được kia khiến cho không ai dám coi hắn như một người trẻ tuổi thực sự. Coi như giờ phút này, ở giữa vô số cường giả đỉnh cấp cùng với cường giả đỉnh tiêm, Lục Lâm Thiên cũng mặt đối mặt, ánh mắt âm thầm biến ảo, dưới các loại khí tức vô hình hắn không có một chút sợ hãi nào. Ánh mắt Lục Lâm Thiên không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, không chút nhượng bộ. Trong vẻ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh thậm chí còn toát ra khí thế bá đạo. Loại khí thế này khiến cho đám cường giả đang ngồi trong đại điện trong lòng không dám khinh thường và khinh thị người thanh niên này. Ai cũng biết rõ, nếu như đối đãi với Lục Lâm Thiên giống như người trẻ tuổi bình thường mà nói, sợ rằng sẽ bị thiệt thòi lớn. Ánh mắt đảo qua từng dưới khí thế vô hình, Lục Lâm Thiên cũng dần thích ứng được. Mắt nhìn mọi người trong đại điện, Lục Lâm Thiên lập tức đứng dậy, hai tay chắp lại thành quyền nói. Tại hạ hiểu biết ít, bái kiến chư vị tiền bối cùng minh hữu. Nghe nói chư vị tiền bối cùng minh hữu đều vì chuyện tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong thương khung chiến trường mà tới đây, Lục Lâm Thiên ta ở đây trước tiên phải đa tạ chư vị quan tâm và ưu ái. Mong sau này chư vị tiền bối và minh hữu quan tâm, ưu ái hơn nữa. Âm thanh từ truyền ra, âm thanh quanh quẩn trong đại điện. Nương theo còn có nguyên lực chấn động, đủ để khiến cho tất cả mọi người ở trong đại điện nghe rõ. Không nóng vội, quả thực không phải là người bình thường. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, thực sự là kỳ tài thiên cổ khó gặp. Khó trách ngay cả tộc nhân thần linh tộc cũng bị đánh bại. Lời nói cẩn thận, không tầm thường a. Lục Lâm Thiên nói xong, trong đại điện lập tức mơ hồ truyền ra tiếng nghị luận, không ít ánh mắt chấn động nhìn vào người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Phong Khô trưởng lão cũng có chút kinh ngạc nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên bên cạnh. Lục trưởng môn đa lễ rồi. Lục trưởng môn khách khí. Ngay khi Lục Lâm Thiên nói xong, lập tức có không ít âm thanh truyền ra, có chút khách khí. Ha ha, nói rất hay, vậy thì như vậy đi, giao ra một ít danh ngạch Hồng Hoang Điện, sau đó chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn nữa với ngươi a. Nhưng vào lúc này có một tiếng cười to từ ngoài đại điện truyền vào. Bên ngoài đại điện có một đám người nghênh ngang đi tới. Đám người tới ước chừng có trên trăm đạo thân ảnh, nhìn như nhẹ nhàng bước tới, thế nhưng không gian dưới chân lại giống như xúc địa thành thốn, sau vài bước đã xuyên qua con đường giữa đám người, ngay sau đó xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên. Ánh mắt cả đám không có một chút ý tốt nào, từng đạo khí tức hùng hồn chỉ trong thoáng chốc khuếch tán ra. Lập tức đánh vỡ sự cân đối vô hình trong không gian này, khiến cho không gian rung chuyển không ngớt. Ầm ầm, không gian trong đại điện rung chuyển, từng đạo khí tức hùng hồn ầm ầm đánh về phía Lục Lâm Thiên. Tầng tầng lớp lớp gợn sóng trong không gian chấn động, rất hiển nhiên, những người này đang muốn ra oai phủ đầu với Lục Lâm Thiên. Trên trăm đạo khí tức hùng hồn chấn động tuôn ra, đám người Phong Khô trưởng lão, Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, Huyền Thụy Hồng Tôn cũng không ít cường giả khác bỗng nhiên nhíu mày. Làm càn, coi Lục gia ta không có người sao? Cũng vào lúc này, trong sát na một tiếng quát bá đạo lạnh lẽo vang lên. Thân ảnh cao ngất giống như một thanh trường thương của Lục Kinh Vân lập tức xuất hiện trước người phụ thân. Dưới hai hàng lông mày kiếm, quang mang trắng đỏ ầm ầm tràn ra, giống như lưỡi đao sắc bén chỉ trong thoáng chốc bắn ra. Theo đó còn có khí tức sát phạt lợi hại bàng bạc giống như một cơn lốc khuếch tán, khiến cho không gian trước người hắn ầm ầm run lên. Khí tức sát phạt bàng bạc giống như hung thú thức tỉnh tuôn ra, khiến cho từng ánh mắt trong đại điện không khỏi cảm thán. Cảm nhận được cỗ khí thế bàng bạc sắc bén này, không ít cường giả rung động. Trước mặt Lục gia không tới phiên chó mèo làm càn. Một đám ô hợp, trước mặt Lục gia còn chưa tới phiên các ngươi làm càn. Từng tiếng quát truyền ra, từng đạo thân ảnh xuất hiện bên người Lục Kinh Vân, tám đạo thân ảnh, tám huynh muội đứng thẳng. Tám đạo quang mang bao phủ tám người vào bên trong, tám cỗ khí thế kinh khủng phô thiên cái địa khuếch tán ra. Tám cỗ khí thế bất đồng khuếch tán ra, còn có tám cỗ khí tức kỳ lạ, tám cỗ khí tức này hội tụ khiến cho trong đại điện rung chuyển, rung động không ngừng.
khí tức bực này hội tụ hóa thành một đạo quang cháo vô hình bao phủ không trung, ngăn cản trên trăm đạo khí tức vô hình hùng hậu ở trước người. Tám cỗ khí tức ngưng tụ, vô số ánh mắt trong đại điện rung động. Tám cỗ khí tức hội tụ tạo thành quang cháo, khiến cho trong đại điện lúc này mơ hồ có thiên uy thẩm thấu ra, thực lực thấp một ít không ngờ lại bị ảnh hưởng, nguyên lực đình trệ, linh hồn phát run. Đều là vô lượng niết bàn a. Vô số ánh mắt rung động, trừ khí thế cường hãn quanh thân tám người ra, điều khiến cho người ta chính thức rung động là cỗ khí tức vô lượng niết bàn quanh thân tám người này, tám cỗ khí tức vô lượng niết bàn không phải là chuyện đùa. Vô thượng niết bàn trong đại thừa niết bàn cũng đã là hiếm thấy trong thiên địa, mà vô lượng niết bàn ở trong đó càng là lông phượng sừng lân, đã ít càng thêm ít, bất luận một ai trong đó đều có thiên phú đỉnh tiêm trong thiên địa này. Mà giờ phút này, người vô lượng niết bàn trong Lục gia ở trước mặt mọi người lại có tám, điều này đại biểu cái gì, mọi người ở đây sao lại không biết cơ chứ? Đợi một thời gian nữa, thậm chí là không bao lâu nữa, Lục gia sẽ triệt để đứng vững trong thiên địa này, trở thành gia tộc cao cấp nhất trong 3.000 đại thiên thế giới. Giờ phút này, tám cỗ khí thế vô lượng niết bàn hội tụ trong thiên địa, tạo thành thiên uy. Xoẹt! Tám cỗ khí thế cùng với trên trăm cỗ khí tức hùng hậu vô hình đấu upsilon.ng chạm. Khiến cho gợn sóng giống như hai cơn sóng nước va chạm với nhau, khiến cho gợn sóng không gian giống như thủy triều không ngừng lan tràn ra. Nhưng mà tám cỗ khí thế này tuy rằng mạnh, thế nhưng có lẽ vẫn không có cách nào chống lại trên trăm đạo khí tức hùng hậu này, đặc biệt là trong trên trăm cỗ khí tức hùng hậu này còn có khí tức của không ít siêu cấp cường giả đỉnh phong. Nhưng mà lúc này dưới tám cỗ khí tức vô lượng niết bàn hội tụ, tám huynh muội Lục gia nương theo tám cỗ khí tức niết bàn cùng với thiên uy, không ngờ lại có thể ngăn cản lại trên trăm đạo khí tức hùng hồn vô hình kia. Đặc biệt là Lục Doanh đang ôm tiểu nha đầu Lục Lộ, quanh thân nàng có quang mang màu xanh đậm tràn ra, áo nghĩa tính mạng lan tràn ra, dường như có thể truyền nguyên lực cuồn cuộn không dứt cho mọi người vậy. Tiểu nha đầu Lục Lộ ở trong ngực tam tỷ Lục Doanh cũng có thể cảm giác được hai cỗ khí thế đối chọi gay gắt, trên khuôn mặt đáng yêu lúc này cũng nghiêm túc lại, nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt. Trong đôi mắt dễ thương, nhanh nhẹn kia lúc này đã có điện mang màu tím vàng lóe lên, khí thế bá đạo dần dần hiển hiện. Thái A tự biết trường hợp này mình còn yếu kém hơn một chút. Cũng không có cách nào có mối liên hệ huyết mạch như tám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm, có huyết mạch tương thông, phối hợp ăn ý, cho nên hắn dứt khoát lui lại phía sau, luôn lẳng lặng đứng sau lưng sư phụ. Có sư phụ ở đây, Thái A cũng không óc lo lắng gì. Hừ, hơn trăm khí thế kinh người kia không ngờ lại bị tám hậu bối chống lại. Bên trong hơn trăm người lập tức vang lên không ít tiếng hừ lạnh, trên trăm khí tức tăng lên, bắt đầu gió nổi mây phun tràn về phía tám huynh muội Lục gia. Nhiều người không làm gì được nên tức giận sao? Đám lão già kia, Lục gia không phải là quả hồng mềm mà các ngươi muốn nắn thế nào cũng gỡ được. Tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng lão đại Lục Kinh Vân của Lục gia truyền ra. Trong đôi mắt có hai loại tinh mang trắng đỏ, hai mắt đột nhiên chuyển thành một trắng một đen. Trong mắt có quang mang trắng đen luân chuyển, giống như ban đêm và ban ngày tuần hoàn không thôi. Tiếng quát nhẹ vang lên không ngừng, nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Âm dương hóa ngũ hành sinh vạn vật, ngũ hành tụ âm dương. Âm dương ngũ hành quyết. Âm thanh của Lục Kinh Vân vang lên, thủ ấn trong tay tám huynh muội Lục gia biến hóa, tám đạo thân ảnh mềm mại hoặc cao ngất, trong thân hình đột nhiên có quang mang năm loại thuộc tính lan tràn ra. Quang mang giống như mặt trời ban trưa, quang mang chói mắt bao phủ đại điện. Oanh! Tám cỗ quang mang giống như mặt trời ban trưa lấy Lục Kinh Vân là người cầm đầu. Sau đó hóa thành đồ án âm dương trắng đen, năng lượng thiên địa mênh mông đột nhiên từ trong hư không thẩm thấu ra. Ầm ầm. Trong sát na này, trong đại điện, tiếng sấm hung hãn bỗng nhiên lăng không vang vọng, mà ngay cả ngoài ngoại thành Phong gia, trên trời xanh nhất thời rung chuyển. Phía trên không trung bắt đầu có mây đen kéo tới, tiếng sấm vang vọng, giống như cả phiến thiên địa này đột nhiên lờ mờ. Trong đại điện, lấy tám huynh muội Lục gia làm trung tâm, một đồ án âm dương trắng đen cực lớn giống như một vòng quang mang lan tràn ra. Khí tức lạ lẫm vô cùng vô tận lan tràn, nương theo đó còn có thiên uy tràn ngập. Ngăn cản trên trăm khí tức hùng hậu ngoài quang mang âm dương. Từng cỗ khí tức hùng hồn lúc này tăng lên vô cùng khủng bố, thế nhưng lúc này ập vào trên quang mang âm dương chỉ khiến cho quang mang âm dương chấn động mạnh mẽ, sau đó dần dần vô lực, cuối cùng tự nhiên biến mất không thấy. Nguyên lực trong cơ thể ta bị áp chế. Xảy ra chuyện gì?
áo nghĩa của ta dường như cũng bị áp chế. Ta cũng vậy, áo nghĩa bị áp chế, nguyên lực bị khắc chế. Vào lúc này, người có thực lực hơi thấp trong đại điện phát hiện ra một chuyện khiến cho người ta giật mình. Chuyện, nfull.vn, vẻ mặt biến đổi không ngừng. Mà ngay cả vô số cường giả đỉnh tiêm cũng không khỏi run sợ, lúc này dưới quang mang đồ án âm dương của tám huynh muội Lục gia, nguyên lực trong cơ thể tất cả mọi người cùng với áo nghĩa đều bị áp chế trong lúc vô hình. Người lĩnh ngộ bốn loại áo nghĩa kỳ lạ sẽ đỡ hơn một chút. Thế nhưng các loại áo nghĩa khác lại giống như nhìn thấy vương giả trong áo nghĩa, đột nhiên phủ phục, cảm thấy bất an. Xoẹt! Trên trăm cỗ khí tức vô hình hùng hồn ập vào trên quang mang âm dương, tuy rằng nhìn như quang mang đồ án âm dương trắng đen bị đánh vào cho lõm xuống, thế nhưng khí tức cuồn cuộn kia lúc này lại đang dần dần tiêu tán. Trong lúc nhất thời khó có thể phá hủy được quang mang đồ án âm dương trắng đen kia. Hơn trăm người biến sắc, hơn trăm người ra tay đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Lúc này khí tức của hơn trăm người bọn họ đang bị áp chế, khí tức quanh thân rơi vào trên quang mang đồ án âm dương trắng đen kia giống như rơi xuống một cái động không đáy, sâu không thấy đáy, không có cách nào cố gắng được. Trên trăm cỗ khí tức giao phong, nhìn như khí thế mãnh liệt, cũng thực sự là khí thế bàng bạc mênh mông, thế nhưng đây cuối cùng chỉ là giao phong khí tức chứ không phải là chân chính ra tay. Loại khí tức này áp chế, giữa song phương nếu như là thực lực hơn kém quá xa. Cỗ khí tức áp chế kia cũng đủ để khiến cho đối phương bị áp chế tới trọng thương, thậm chí áp chế tới mức thần hồn câu diệt cũng chỉ là chuyện bình thường. Hơn trăm người này vốn cũng không tính toán ra tay với Lục Lâm Thiên, cũng chỉ muốn dựa vào uy áp giai vị của tu vi mình mà ra oai phủ đầu với Lục Lâm Thiên. Thế nhưng thật không ngờ, lại bị tám tiểu gia hỏa Lục gia chống lại, vô cùng quỷ dị. Nếu như hơn trăm người này chân chính ra tay mà nói, tám huynh muội Lục gia muốn chính thức chống lại trên trăm cường giả. Trong đó có không ít siêu cấp cường giả thực sự không làm được. Dù sao uy áp giai vị cũng không phải là thứ đơn giản có thể san lấp rồi vượt qua. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, khi giao phong khí tức, tăng thêm tám huynh muội Lục gia là vô lượng niết bàn, dựa vào lực áp chế của âm dương ngũ hành quyết của Lục gia không ngờ có thể giằng co. Trong quang mang âm dương trắng đen, thân hình Lục Kinh Vân cao ngất giống như một thanh trường thương, khí thế toàn thân vô cùng sắc bén. Bỗng nhiên, trong mi tâm có quang mang chói mắt lập tức bắn ra. Khí tức vô hình phô thiên cái địa tuôn R, ao uy thế kinh khủng tràn ngập. Chỉ một thoáng, cơ hồ ánh mắt của mọi người trong đại điện co rút lại. Một loại khí tức tử vong ở sâu trong linh hồn của tất cả mọi người lan tràn ra. Mà ngay cả chúng siêu cấp cường giả và cường giả đỉnh tiêm cũng đột nhiên rung động. Ông, lưu quang lướt đi, ở trong tay Lục Kinh Vân, tiếng sấm minh vang vọng giống như phạm âm. Quang mang cổ xưa tràn ngập lập tức hóa thành một thanh đại đao màu đồng. Năng lượng chấn động tràn ngập, vô số bí văn bắt đầu khởi động. Đám lão già kia, muốn chơi vậy thì ta sẽ chơi cùng các ngươi. Luân hồi hư vọng đao, luân hồi đao trận. Xoẹt! Tiếng quát của Lục Kinh Vân vừa mới dứt, quang mang chói mắt trên thanh đại đao màu đồng bắn ra, giống như một cái động luân hồi. Hư vọng chi khí khuếch tán, hóa thành một thanh rồi lại một thanh đại đao màu đồng. Tiếng phạm âm giống như tiếng sấm vang vọng. Khí tức của luân hồi hư vọng đao cũng khiến cho da đầu run lên, khiến cho người ta hồn phi phách tán. Siêu 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 siêu. Tất cả đều nhanh chóng, trước mặt Lục Kinh Vân, vô số đao mang rậm rạp xé rách không gian, xuyên qua quang mang âm dương trắng đen phô thiên cái địa bắn về phía 300 người kia. Năng lượng đáng sợ chấn động từ bên trong tràn ra, không gian quanh thân nứt vỡ từng khúc. Từng đạo đao mang đều giống như sấm sét. Khí thế mạnh mẽ, cỗ khí tức hủy diệt, sắc bén to lớn kia khiến cho linh hồn người ta rung động. Hừ, Lục Kinh Vân ra tay đầu tiên, vẻ mặt hơn trăm người âm thầm biến đổi, từng đạo đao mang giống như sấm sét mang theo khí tức hủy diệt lập tức tới trước người. Siêu siêu, khí thế khiến cho người ta giật cả mình kia khiến cho các siêu cấp cường giả dẫn đầu cũng không dám khinh thường. Ngay lập tức, quang mang năng lượng lập tức lan tràn ra, trong sát lập tức chấn động. Lan tràn tới trước mặt đao trận, ngăn cản nó lại trước mặt. Xoẹt! Năng lượng chấn động, đao mang bắn tứ tung, giống như quang mang khuếch tán ra bốn phía trong đại điện. Tuy rằng diện tích của đại điện không ít, thế nhưng dưới giao phong bực này lập tức khiến cho không ít người lui về phía sau cũng lập tức bị liên lụy. Siêu siêu! Một ít siêu cấp cường giả ở gần rung động, cũng lập tức ra tay, từng đạo quang mang năng lượng giống như khe nứt lan tràn ra chung quanh. Các loại áo nghĩa phóng ra, khiến cho dư âm ảnh hưởng còn lại của đao mang,
năng lượng biến mất. Phong Khô trưởng lão và mấy cường giả có thực lực không tầm thường trong Phong gia cũng nhanh chóng ra tay. Đem chọn bốn phía đại điện bao phủ vào bên trong, bằng không mà nói, lúc này đại điện đã bị phá hủy thành phế tích, không chịu nổi giao phong bực này. Soạt soạt, đao trận bị ngăn cản, chống lại, quang mang âm dương trắng đen bị ảnh hưởng, thân hình tám người Lục Kinh Vân lúc này lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Tám người chống lại trên trăm cường giả, tu vi thực lực hơn kém quá lớn, coi như là có không ít thủ đoạn cùng ưu thế khí tức giao phong, thế nhưng cũng rơi xuống thế hạ phong, có chút chật vật. Ánh mắt trên trăm cường giả kia lúc này cũng cực kỳ âm trầm. Bằng vào thân phận và địa vị của bọn họ, đối mặt với mấy hậu bối, tuy rằng chiếm một chút thượng phong, thế nhưng kết quả này không thể nghi ngờ đã khiến cho bọn họ vô cùng khó coi và chật vật. Vốn bọn họ muốn ra oai phủ đầu với Lục Lâm Thiên, thế nhưng ai ngờ tới cuối cùng lại trở thành trò cười lớn. Về sau sợ rằng nó sẽ trở thành trò cười của tất cả các đại thế giới. Tiểu bối làm càn. Đám người Lục Kinh Vân bị đẩy lui, lão giả gầy gò phía trước hơn trăm người kia khẽ quát một tiếng, hàn ý trong mắt bắn ra, một đạo thủ ấn nhanh chóng ngưng tụ, khí tức khủng bố tuôn ra. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu xanh đậm tuôn ra, giống như thôn phệ tất cả sinh cơ, khiến cho tâm thần mọi người rung động, trưởng ấn giống như sấm sét đánh về phía đám người Lục Kinh Vân. Đạo trưởng ấn này lướt đi, trong lúc vô hình khiến cho người ta có cảm giác như có một tảng đá lớn đè nặng lên ngực, khó mà thở ra được. Đủ thấy thực lực người ra tay đã tới tình trạng cường giả đỉnh tiêm. Thực lực như vậy không phải là thứ mà người bình thường có khả năng chống lại. Lão giả này ra tay, ánh mắt đám người Huyền Thụy Hồng Tôn, Xích Nguyệt trưởng lão, Nhược Vân cung chủ, Phong Khô trưởng lão và những người khác chấn động. Siêu! Mà trong sát na ngắn ngủi này đột nhiên có một đạo quang trụ bằng nguyên lực màu vàng, tràn ngập kim quang rực rỡ, sắc bén mà lạnh lẽo ầm ầm đánh tới. Không gian trong khoảnh khắc bỗng nhiên nổ tung, đạo quang trụ va chạm vào trưởng ấn thôn vệ sinh cơ kia. Hai cỗ năng lượng trong chốc lát hung hăng va chạm vào một chỗ, âm thanh trầm thấp bạo liệt lập tức vang vọng. Phanh phanh phanh, năng lượng khủng bố lập tức ầm ầm va chạm vào một chỗ, quang mang màu xanh đậm thôn vệ sinh cơ, bàng bạc mênh mông vô cùng. Thế nhưng đạo quang trụ bằng năng lượng màu vàng sắc bén, lạnh lẽo, trong lúc vô hình có thể áp chế năng lượng màu xanh đậm kia, thôn phệ, đồng thời phá hủy nó. Oanh! Hai cỗ năng lượng kinh khủng dùng tốc độ giống như hủy diệt hung hăng khuếch tán ra chung quanh, đại điện ầm ầm rung động kịch liệt. Bảo vệ đại điện! Phong Khô trưởng lão khẽ quát một tiếng, giao phong chính diện như vậy so với giao phong khí tức với đám người Lục Kinh Vân vừa rồi hoàn toàn là cách biệt một trời một vực. Lực trùng kích quá mức cường hãn. Mấy cường giả của Phong gia, kể cả không ít cường giả trong đại điện nhanh chóng thúc giục quang cháo phòng ngự, chống cự, làm tiêu hao dư âm còn lại của năng lượng cường hãn đang chấn động kia. Bằng không cả đại điện này sẽ bị phá hủy thành phế tích. Soạt soạt. Khi dư âm của năng lượng khủng bố còn lại phai nhạt đi, trong trường, hai đạo thân ảnh lảo đảo run lên, lão giả gầy gò ra tay kia lúc này trong ánh mắt âm trầm hiện lên vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh bá đạo vô cùng đột nhiên truyền ra. Không chỉ có lấy nhiều bắt nạt ít, còn lấy già bắt nạt trẻ, ta quả thực đã mở rộng tầm mắt. Dứt lời, trường bào màu xanh tung bay, quanh thân có kim quang chấn động, thân ảnh Lục Lâm Thiên bước ra, mắt nhìn lão giả gầy gò, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, âm trầm. Rất rõ ràng, người vừa mới ra tay chính là Lục Lâm Thiên. Hồng Mộc lão quái, người dám xuất thủ với sư đệ ta. Người coi ta không tồn tại sao? Đờ upsilon.ng tới thiên nữ của thiên nữ cung ta. Tam hợp thế giới các ngươi thật không tầm thường, để cho ta lãnh giáo một phen a. Đờ upsilon.ng tới thánh hồ của cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ta, để cho ta xem, rốt cuộc các ngươi có bản lĩnh gì mà càn rỡ. Ba tiếng quát lạnh lẽo vang lên, Huyền Thụy Hồng Tôn, Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, ba người bước qua không gian xuất hiện. Ba đạo thân ảnh, ba cỗ khí tức không kém lão giả gầy gò kia tuôn ra. Lập tức bao phủ lão giả gầy gò được coi là Hồng Mộc lão quái kia. Đặc biệt là Nhược Vân cung chủ và Xích Nguyệt trưởng lão, khí tức của hai người này trong lúc mơ hồ còn trên Hồng Mộc lão quái. Ba cỗ khí tức bao phủ khiến cho sắc mặt Hồng Mộc lão quái này lập tức biến đổi. Nhược Vân cung chủ, chuyện này không liên quan tới vô tư thế giới a. Huyền Thụy Hồng Tôn, chuyện này không liên quan tới minh quang thế giới. Minh quang thế giới ngươi có quan hệ với Lục Lâm Thiên. Có thể thu được danh ngạch,
thế nhưng phải cân nhắc vì thế giới khác một chút, nếu không quá không phúc hậu. Hồng Mộc huynh đệ không cố ý động vào người cửu vĩ thiên hồ nhất tộc ngươi, hiểu lầm mà thôi. Ba người Huyền Thủy Hồng Tôn, Nhược Vân Cung Chủ, Xích Nguyệt Trưởng Lão bước ra, sau lưng Hồng Mộc lão quái có hơn 30 đạo thân ảnh dậm chân tại chỗ rồi nhảy ra. Khí tức hữu ý vô tình phóng thích ra, cũng không dưới Hồng Mộc lão quái. Lục trưởng môn, người vừa mới ra tay là Hồng Mộc lão quái của tam hợp thế giới. Tu vi thất nguyên hóa hồng, trong đám người vừa mới tiến lên. Người vừa mới lên tiếng đầu tiên chính là Phượng Thanh Hồng Tôn của Phượng Thiên Thế Giới. Người này chính là Phượng Hoàng nhất tộc, thực lực so với Hồng Mộc lão quái kia còn mạnh hơn. Những người khác cũng là người dẫn đầu của các đại thế giới khác, thực lực đều cực kỳ cường hãn. Lúc này nghe nói muốn dẫn đầu ra oai phủ đầu với ngươi. Đầu lĩnh cũng chính là Hồng Mộc lão quái của Tam Hợp Thế Giới và Phượng Thanh Hồng Tôn của Phượng Thiên Thế Giới. Cùng lúc, Phong Khô trưởng lão truyền âm tới trong tai Lục Lâm Thiên. Đám người Lục Kinh Vân lập tức đứng sau lưng phụ thân. Thất nguyên hóa hồng. Ánh mắt Lục Lâm Thiên đảo qua người Hồng Mộc lão quái, thực lực của Hồng Mộc lão quái này đã tới thất nguyên tiểu viên mãn. Sau đó ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào một lão giả mặc hoa bào đứng sau lưng Hồng Mộc lão quái, bộ dáng chừng 60 tuổi, khuôn mặt màu đỏ, hai mắt như lửa, khí tức nóng bỏng quanh thân như ẩn như hiện chấn động, khiến cho người thực lực thấp căn bản không dám đỡ upsilon.ng vào. Khí tức rõ ràng còn mạnh hơn Hồng Mộc lão quái. Phượng Thiên Thế Giới, lại là Phượng Hoàng nhất tộc. Lục Lâm Thiên nhìn Phượng Thanh Hồng Tôn của Phượng Thiên Thế Giới kia một chút, hắn cùng với Phượng Hoàng nhất tộc của Phượng Thiên Thế Giới có rất nhiều gút mắc. Khí tức chúng cường giả chấn động, Phong Khô trưởng lão sau khi truyền âm với Lục Lâm Thiên, thân ảnh cũng dậm chân tại chỗ tiến lên, mắt nhìn đám người Hồng Mộc lão quái, vẻ mặt âm trầm nói. Chư vị, Thượng Thanh Thế Giới ta có ý tốt chiêu đãi chư vị. Chư vị lại dám động thủ trên Thượng Thanh Thế Giới chúng ta, như vậy cũng khó ăn nói a. Phong Khô trưởng lão hiểu lầm rồi, chỉ là trong lúc nhất thời nhìn thấy người trẻ tuổi bất phàm cho nên chúng ta mới muốn luận bàn mà thôi. Dường như Hồng Mộc lão quái cũng cảm thấy mất hết mặt mũi, động thủ mà không nói câu nào quả thực khó ăn nói. Cho nên hắn cố nặn ra nụ cười với Phong Khô trưởng lão, cũng muốn mượn thang mà đi xuống. Hồng Mộc lão quái ở trong truyền tống trận hình chiếu thời không đã biết rõ thực lực của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên này cũng không phải là dạng người lương thiện gì, bản thân hắn tuy rằng là thất nguyên hóa hồng tiểu viên mãn. Thế nhưng nếu như thực sự động thủ với Lục Lâm Thiên này, sợ rằng hắn cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Nếu như thắng cũng không có gì quang vinh, đoán chừng bản thân cũng có chút chật vật, vạn nhất nếu như thua mà nói, vậy thì mặt mũi cũng mất sạch sẽ. Hồng Mộc lão quái không phải là người ngu, có thể có tu vi như ngày hôm nay, bất luận một ai đều là lão hồ ly, khoản sổ sách này hắn vẫn sẽ tính toán. Huống chi quan trọng hơn là, động thủ thực sự không giải quyết được vấn đề, nếu là danh ngạch của hắn thì cũng không phải động thủ. Hồng Mộc lão quái muốn tìm bậc thang xuống đài, âm thanh vừa mới dứt, thế nhưng Lục Lâm Thiên lại không chút khách khí, khuôn mặt lạnh lẽo âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng về phía Hồng Mộc lão quái nói. Luận bàn sao? Lấy già bắt nạt trẻ, lấy nhiều bắt nạt ít lại coi như là luận bàn. Thật sự không biết xấu hổ, mặc mũi tam hợp thế giới đều bị ngươi ném ở trong Thượng Thanh Thế Giới rồi. Lục Lâm Thiên nói xong đám người đứng xem bên ngoài cười thầm, không ít cường giả đối với Hồng Mộc lão quái cũng dùng ánh mắt xem thường. Dùng tu vi và bối phận của Hồng Mộc lão quái hiện tại, còn có hơn 100 người lại ra tay với một hậu bối, chuyện này cũng đủ để mất mặt rồi. Mà không chỉ có như thế. Ngay cả tiện nghi cũng không chiếm được. Chuyện này quả thực đã ném mặt mũi của tam hợp thế giới ở trên Thượng Thanh Thế Giới rồi. Nghe vậy, cảm nhận ánh mắt khinh thường của chúng nhân trung cơ nơ, khuôn mặt vừa rồi mới cố nặn ra nụ cười của Hồng Mộc lão quái chuyển thành âm trầm, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lục Lâm Thiên nói. Tiểu tử, người không biết ngươi đang nói chuyện với ai sao? Chẳng lẽ không có trưởng bối sư môn dạy ngươi? Với tư cách tiểu bối? Đừng có ỷ vào có một chút thiên phú mà dương oai, hung hăng càn quấy. Có một ít người ngươi không trêu vào được đâu, cho nên ngày hôm nay ta muốn thay trưởng bối sư môn ngươi dạy dỗ ngươi một phen. Lục Lâm Thiên nhìn Hồng Mộc lão quái, đứng chắp tay, hàn ý lạnh lẽo quanh thân lan tràn ra, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo, nói. Nếu như trưởng bối sư môn ta có mặt ở đây, sợ rằng gặp được loại người không biết xấu hổ. Cậy già lên mặt như ngươi đã sớm vung tay đánh ngươi trở thành một con chó chết rồi. Đâu tới phiên ta diễu võ dương oai a.
Âm thanh lạnh lùng từ trong miệng Lục Lâm Thiên truyền ra, ánh mắt châm chọc và khinh miệt nhìn về phía Hồng Mộc lão quái, nói. Bất quá đối phó với loại vật như ngươi, cũng không cần trưởng bối sư môn ta ra tay, chỉ bằng vào ta cũng đủ rồi. Ngươi không phải muốn luận bàn sao? Cái đại điện này hơi nhỏ, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Có gan thì đi theo ta. Âm thanh vừa dứt, ống tay áo màu xanh trên người Lục Lâm Thiên vung lên, thân ảnh rời bước, biến mất trong đại điện, chỉ để lại Hồng Mộc lão quái sắc mặt âm trầm. Hồng Mộc lão quái muốn ra oai phủ đầu với Lục Lâm Thiên, thế nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên lại muốn đối phó với Hồng Mộc lão quái. Hồng Mộc lão quái đã tự khiêng đá đập chân mình a. Lục Lâm Thiên này cũng không phải là loại lương thiện gì. Có trò hay để xem rồi, Hồng Mộc lão quái muốn khai đao với Lục Lâm Thiên cướp lấy danh ngạch Hồng Hoang Điện, ai ngờ Lục Lâm Thiên này cũng không phải là quả hồng mềm. Lục Lâm Thiên này rõ ràng không đặt Hồng Mộc lão quái vào trong mắt. Hồng Mộc lão quái còn muốn cậy già lên mặt, kết quả lần này mất hết mặt mũi rồi. Thân ảnh Lục Lâm Thiên biến mất trong đại điện, từng tiếng nghị luận truyền ra. Những tiếng nghị luận này không có một chút cố kỵ nào. Lúc này người trong đại điện đều là cường giả của các đại thế giới, cũng không có ai sẽ cố kỵ Hồng Mộc lão quái. Mà những tiếng nghị luận này không thể nghi ngờ khiến cho khuôn mặt của Hồng Mộc lão quái ngày càng tái nhợt, khó coi, hai mắt co rúm lại, hàn ý trong mắt bắt đầu bắn ra. Hừ, mắt nhìn thải Hồng lão quái, Lục Kinh Vân cùng đám người Thái A, Lục Tượng, Lục Trực. Hừ lạnh một tiếng, cất bước rời khỏi đại điện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không biết trời cao đất rộng, ta cũng muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Ánh mắt Hồng Mộc lão quái tràn ngập hàn ý, thân hình run run, khuôn mặt âm trầm và xấu hổ, chỉ là cũng lập tức thở phì phò rời khỏi đại điện. Bị một tiểu bối chỉ vào mặt sỉ nhục như vậy, thời điểm này hắn có không muốn ra tay cũng không được. Thân là thất nguyên tiểu viên mãn, Hồng Mộc lão quái biết rõ Lục Lâm Thiên bất phàm. Còn có bán thánh khí như Tử Lôi Huyền Đỉnh trên người. Nhưng mà hắn cũng không phải là thất nguyên tiểu viên mãn bình thường bên ngoài. Cho nên lúc này, dưới tình huống này hắn không thể không giáo huấn Lục Lâm Thiên này một chút. Nếu không sau này hắn không dám xuất hiện, làm sao dám gặp người khác cơ chứ? Hơn trăm người bên người Hồng Mộc lão quái nhìn nhau, dưới sự dẫn dắt của Phượng Thanh Hồng Tôn lập tức theo đuôi rời đi. Đám người Phong Khô trưởng lão, Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyện trưởng lão, Huyền Thụy Hồng Tôn cũng nhíu mày, sau đó lập tức theo đuôi đi ra. Lục Lâm Thiên chiến Hồng Mộc lão quái, không biết là ai thắng ai thua. Có náo nhiệt xem rồi. Trong đại điện, trong chúng cường giả cũng có không ít người nhanh nhẹn và thích xem náo nhiệt. Huống chi lúc này hai người giao thủ đều không tầm thường. Một nhóm lớn cường giả không nhịn được mà theo đuôi ra xem náo nhiệt. Ha ha, có ý tứ, chúng ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Trong lúc đại điện rối loạn, trong đám người có một lão giả khuôn mặt thoạt nhìn có chút già nua vui vẻ nói, vừa rồi tất cả mọi thứ trong đại điện với hắn dường như đều không có liên quan vậy. Bên người lão giả già nua này còn có một đại hán trung niên thân hình vạm vỡ, trên cổ còn khắc phù văn thần bí giống như hình xăm. Đại hán trung niên này nghe vậy mỉm cười nói. Áo nghĩa kỳ lạ thứ năm quả nhiên bất phàm, ngũ nguyên hóa hồng đối đầu với thất nguyên hóa hồng, quả thực có ý tứ. Hai lão gia hỏa Phong Hành và Băng Thiên kia không ngờ lại nhịn được. Đoán chừng trong lòng bọn họ có lòng tin với Lục Lâm Thiên A. Lão giả có vẻ mặt khí khái hào hùng, thế nhưng thoạt nhìn cực kỳ già nua lên tiếng. Lão giả này nói xong, không gian thậm chí không có xuất hiện bất kỳ chấn động nào, tất cả giống như vô thanh vô tức, chỉ là mấy người này đã biến mất tại chỗ. Trên không trung yên tĩnh, hai đạo lưu quang từ trong đường hầm không gian nhảy ra rồi xẹt qua phía chân trời. Lập tức ngừng lại trong tầng trời thấp. Một già một trẻ, người trẻ tuổi có dáng người tuyệt mỹ, mắt như sóng biển, mái tóc giống như mây đen nhẹ nhàng buộc ở sau đầu, khí chất toàn thân cao ngạo. Bên cạnh nữ tử này là một mỹ phụ nhân chừng hơn 40 tuổi, gần 50 tuổi, trên người mặc một bộ váy màu trắng, có thêu đồ án hoa lan, nhìn qua vô cùng trang nhã. Khí chất cao quý mà ung dung, mái tóc búi lại, thân hình tản mát ra một loại linh khí chấn động. Sư phụ, đây là thượng thanh thế giới. Mỹ phụ nhân cao quý nhìn nữ tử cao ngạo, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương, nói. Nhưng mà Hồng Hoang Điện con nhất định phải đi, đối với con có chỗ tốt lớn lao. Đặc biệt là tòa Hồng Hoang Điện đầu tiên, con đi vào đó tự nhiên không thành vấn đề. Tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất này đối với con mà nói, hiệu quả càng tốt hơn.
Ngoài đại điện, trên quảng trường bao la, vô số thân ảnh rậm rạp lập tức từ trong đại điện đi ra, khiến cho vô số thanh niên nam nữ mặc khải giáp trên quảng trường có chút kinh ngạc. Vô số thân ảnh từ trong đại điện bước ra, từng ánh mắt đều nhìn lên trên không trung. Trên không trung, lúc này Hồng Mộc lão quái nhìn Lục Lâm Thiên trước mắt, trên khuôn mặt tái nhợt, hàn ý trong mắt bắn đầu khởi động, âm thanh âm trầm vang vọng, nói. Lục Lâm Thiên, lão phu có thể cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Chỉ cần nói một lời xin lỗi với lão phu, lại đưa cho ta mấy danh ngạch Hồng Hoang Điện, lão phu sẽ cho qua chuyện này. Nếu như không nguyện ý, vậy thì hôm nay đừng trách lão phu không khách khí với ngươi. Dù sao ta cũng phải giáo huấn hậu bối hung hăng càn quấy nhà ngươi một chút. Để cho ngươi biết rõ thế nào là kính trên. Lão già kia, ngươi đủ tư cách sao? Cậy già lên mặt, da mặt cũng đủ dày. Lục Lâm Thiên Lăng không đứng lơ lửng, ánh mắt nhìn thẳng vào Hồng Mộc lão quái, âm thanh lạnh nhạt vang lên, đồng thời quanh thân có sát khí chấn động lan tràn ra. Hàn ý lập tức tràn ngập không trung, khiến cho nhiệt độ trong không trung đột nhiên hạ thấp, đám người đứng xem bên người, những người có thực lực thấp lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Tiểu tử, lão phu ngày hôm nay sẽ không tha cho ngươi. Hồng Mộc lão quái triệt để giận dữ, hắn chưa từng bị tiểu bối không để trong mắt, lại vô lễ như vậy. Trong cả 3000 đại thiên thế giới này, hắn cũng là người có thanh danh hiển hách, địa vị cao thượng. Hôm nay lại bị mấy hậu bối làm cho mất mặt, mặt mũi mất hết, HCO nên lúc này hắn đã triệt để nổi giận. Oanh! Âm thanh vừa dứt, quanh thân Hồng Mộc lão quái có quang mang màu xanh đậm lan tràn ra, khí thế phóng thích, cả không trung lập tức gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám. Hồng Mộc lão quái này quả thực rất mạnh. Dưới khí thế bực này, chúng cường giả phía dưới cũng không nhịn được rung động. Hồng Mộc lão quái không hổ là cự phách một phương, là nhân vật hùng bá một phương. Thực lực, tu vi như vậy cũng là một trong những số ít siêu cấp cường giả trong phiến thiên địa này. Ha ha ha! Trong không gian gió nổi mây phun, thiên hôn địa ám, Lục Lâm Thiên đạp không nở nụ cười. Sát khí vô hình tăng lên rồi khuếch tán ra. Sát khí lạnh lẽo vô hình không có cách nào trông thấy không ngờ lại giống như gợn sóng lấy thân hình hắn làm trung tâm lan tràn ra bốn phía. Dưới sát khí khủng bố bực này, Chu không hoàn toàn yên tĩnh, mà ngay cả không khí cũng giống như cứng lại. Thu nụ cười lại, Lục Lâm Thiên chỉ thẳng vào mặt Hồng Mộc lão quái, hàn ý từ trong kẽ răng lan tràn ra, nói. Lão thất phu, người không nên cậy già lên mặt, ta là người ăn mềm không ăn cứng, nếu như ngươi cầu ta. Nói không chừng ta sẽ cho ngươi mấy danh ngạch Hồng Hoang Điện, thế nhưng ngươi lại cậy già lên mặt, đỡ upsilon.ng tới người Lục gia ta. Lục Lâm Thiên, ta hôm nay thề, tam hợp thế giới của ngươi lúc này không có bất luận một ai có thể tiến vào trong Hồng Hoang Điện, ngươi có thể làm khó dễ gì được ta. Về phần ngươi, xuất khẩu cuồng ngôn không buông tha ta, sợ rằng ngươi còn chưa có tư cách này. Thất nguyên hóa hồng mà thôi, ở trước mặt ta ngươi không là vật gì cả. Âm thanh lạnh nhạt quanh quẩn trên không trung, rơi vào trong tai mỗi một người phía dưới, âm thanh lạnh lẽo lọt vào trong tai giống như một cơn gió lạnh thổi qua thân hình, khiến cho tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, trong đạo thân ảnh mặc trường bào màu xanh kia có sát khí ngập trời tuôn ra. Loại sát khí kia khiến cho những người có tu vi thực lực thấp một ít cảm thấy máu tươi trong cơ thể giống như cứng lại. Sát khí thật khủng khiếp a. Lục Lâm Thiên này quả thực không phải là loại người lương thiện. Trên quảng trường, ánh mắt vô số người âm thầm co rúm lại, dưới sát khí ngập trời này khiến cho mọi người cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Đám người Nhược Vân cung chủ, Phong Khô trưởng lão, Huyền Thụy Hồng Tôn, Xích Nguyệt trưởng lão nhìn lên trên không trung, ánh mắt biến ảo. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên chủ động muốn ra tay cho nên bọn họ cũng không có ý tứ nhúng tay vào. Dưới sát khí bực này, đột nhiên trong lòng Hồng Mộc lão quái có dự cảm không tốt tràn ngập, trong mắt tràn ngập hàn ý. Hàn ý trong mắt ngày càng đậm, nguyên lực trong cơ thể quanh quẩn ra. Quang mang màu xanh đậm đại thịnh khiến cho không gian sau lưng gió nổi mây phun. Thiên hôn địa ám, năng lượng khủng bố chấn động khiến cho không gian vặn vẹo, thanh thế làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Thất nguyên tiểu viên mãn không phải là bình thường. Tiểu tử, người đã thành công chọc giận lão phu thực sự. Tiếng quát lạnh lẽo từ trong miệng Hồng Mộc lão quái truyền ra, mà sau khi âm thanh của hắn vang vê ọng, khí tức thuộc tính mộc minh mông từ trong cơ thể giống như cơn lốc tuôn ra, thân ảnh giống như thiểm điện lập tức lao thẳng tới Lục Lâm Thiên. Một đạo quyền ấn phá không đánh ra, cơ hồ ngay lập tức đánh tới trước người Lục Lâm Thiên. Siêu! Tốc độ của Hồng Mộc lão quái nhanh vô cùng,
một đạo quyền ấn dưới ánh mắt chấn động của mọi người lập tức xuyên thủng không gian, lưu lại một đạo tàn ảnh màu xanh đậm cùng với vết lõm trong không gian, sau đó ầm ầm đánh vào trên ngực Lục Lâm Thiên. Phanh! Một quyền này vô cùng gọn gàng, khủng bố vô cùng khiến cho không gian lắc lư, một đạo quyền ấn khiến cho sinh cơ trong không gian chung quanh đánh nát. Ầm ầm! Dưới vô số ánh mắt hoảng sợ, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức bị một quyền đánh nát, không gian cũng sinh ra một cái động sâu cực lớn trong không gian. Chỉ là ánh mắt của không ít người có ánh mắt bất phàm lại nhảy lên, một quyền của Hồng Mộc lão quái đánh vào trên người Lục Lâm Thiên, thân ảnh Lục Lâm Thiên lập tức ở trong gợn sóng lắc lư tiêu tán, thế nhưng cũng không có chút máu tươi nào chảy xuống. Là tàn ảnh, hay, rất nhanh. Dưới quảng trường, từng ánh mắt lập tức phát sáng. Ồ! Hồng Mộc lão quái đánh ra một quyền, ánh mắt hắn cũng lập tức đại biến, cùng lúc lập tức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Mà sau khi nhìn thấy thân ảnh Lục Lâm Thiên giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng hắn, ánh mắt lần nữa biến đổi. Xoẹt! Ngay trong ánh mắt của Hồng Mộc lão quái, thân ảnh Lục Lâm Thiên giống như thuấn di xuất hiện ở trên không trung sau lưng hắn. Cùng lúc, một đạo thủ ấn quỷ dị trong tay được kết, quang mang quỷ dị quanh thân lóe lên, lập tức thân ảnh chia ra làm 37 đạo thân ảnh, thân hình phân ra thành 6 đạo phân thân. Theo bản thể, 7 đạo thân ảnh giống Lục Lâm Thiên như đúc phóng về phía trước, gợn sóng trên không trung rung động, lập tức bao phủ Hồng Mộc lão quái vào bên trong. 7 đạo thân ảnh giống Lục Lâm Thiên như đúc đều có khí tức ngũ nguyên hóa hồng, không phải ngũ nguyên hóa hồng bình thường có thể so sánh được. Tại sao lại có nhiều linh hồn phân thân như vậy? Bị 7 đạo thân ảnh của Lục Thiếu Du bao vây, Hồng Mộc lão quái giật mình khiếp sợ, thủ đoạn cỡ này trong thời không truyền tống trận hắn chưa từng thấy Lục Thiếu Du thi triển qua, 7 đạo thân ảnh thì 6 đạo là linh hồn phân thân, nhưng mà khí tức lại giống như bản thể, rất là khủng bố. Hồng Mộc lão quái lo lắng, Lục Thiếu Du tuyệt đối là đối thủ quỷ dị và kinh khủng nhất hắn từng biết, thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp. Vào lúc này người trên quảng trường khiếp sợ, 7 đạo thân ảnh Lục Thiếu Du đạp không đứng lở lửng, năng lượng chấn động làm cho gió nổi mây phun, giống như 7 cơn phong bạo bao phủ Hồng Mộc lão quái vào trong đó. Mà lúc này Lục Thiếu Du không trì hoãn chút nào, muốn đối phó Hồng Mộc lão quái tu vị thất nguyên tiểu viên mãn quá khó khăn, trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ. Muốn triệt để đánh bại Hồng Mộc lão quái là không dễ dàng, nếu là cường giả thất nguyên tiểu viên mãn bình thường còn có hy vọng, nhưng Hồng Mộc lão quái này không phải người bình thường. Cho nên Lục Thiếu Du ý định triệt để giáo huấn Hồng Mộc lão quái, về phần có thể đánh bại hay không cũng không phải trọng điểm. Hồng Mộc lão quái và Phượng Thanh Hồng Tôn và một ít đại thế giới không biết xấu hổ muốn ra tay chèn ép danh ngạch của Hồng Hoang Điện, Lục Thiếu Du cũng chỉ muốn dựa vào phương thức giết gà dọa khỉ này cảnh cáo, cậy già lên mặt. Ở trước mặt mình không đi thông. Ầm ầm, xoẹt, ngao. Trong giây phút ngắn ngủi, 7 thân ảnh hành động. 7 thân ảnh Lục Thiếu Du, thân ảnh đầu tiên móc tử lôi huyền đỉnh ra, chung quanh tử vân cuồn cuộn không dứt, khắp trên bầu trời phong vân biến hóa, lôi vân dày đặc, từng tiếng kinh lôi vang vọng hư không. Thân ảnh thứ hai cầm một đại đao huyết sắc, đao minh như long ngâm, kim quang đầy trời, khí tức lăng lệ bao phủ trời cao. Thân ảnh thứ ba cầm một cây chùy màu trắng dài nửa mét, khí tức linh hồn phong bạo khủng khiếp bùng phát. Thân ảnh thứ tư có hào quang màu xanh bao phủ, từng âm thanh như lưỡi mác va chạm nhau kéo dài, âm thanh trầm thấp âm vang, những người nghe được cảm thấy linh hồn run rẩy, lập tức quanh người xuất hiện vô số hào quang, hóa thành từng cánh chim lan ra xa, ngưng tụ thành hai cánh kim loại, hồn nhiên thiên thành, rung động lòng người. Thân ảnh thứ năm cầm một cây cung có điêu long trác phượng trên đó. Thân ảnh thứ sáu có mây đen áp đỉnh, che khuất bầu trời, khí tức sát phạt bùng nổ, khí tức hung hãn ngập trời, khí tức sát phạt cất cao, trong lúc mơ hồ còn mang theo khí tức hủy diệt và vô sinh. Tổng cộng 9 loại khí tức phóng lên trời, 9 tia sáng bao phủ hư không, lập tức chung quanh ngưng tụ 9 bức cổ đồ, 9 khí tức khủng bố làm linh hồn người ta run rẩy. Vào lúc này trên người Lục Thiếu Du xuất hiện hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng 5 loại thuộc tính, hư không chấn động. Trong hư không sinh ra vòng xoáy đen trắng hình thành đồ án âm dương, lúc này thời gian, không gian, linh hồn, vật chất 4 loại kỳ lạ áo nghĩa rót vào bên trong. Ầm ầm, 7 đạo thân ảnh, 7 đại khí tức khủng bố cùng bùng nổ, trong nháy mắt này hư không hỗn loạn, điện thiểm lôi minh, thiên hôn địa ám, năng lượng chấn động, không gian nứt vỡ. Không tốt, trong nháy mắt này Hồng Mộc lão quái tức giận, hàn ý bắn ra từ ánh mắt, nhưng lúc này đã biến thành sợ hãi.
Lục thiếu dù còn có thủ đoạn như thế, Hồng Mộc lão quái có phiền toái rồi. Đồng thời thúc giục các át chủ bài như vậy, Lục thiếu dù còn là người sao, hắn làm sao làm được. Trên quảng trường, vào lúc này có rất nhiều người nhìn lên không trung, ánh mắt vô cùng kinh hãi. Tử lôi huyền đỉnh, huyền lôi diệt thế. Ngũ hành tụ âm dương phách đao quyết. Thúc hồn diệt phách trùy, thúc hồn diệt phách. Thanh trụ hư không dực, trụ không bạo loạn. Trùy phong chiến thiên cung, cửu tiễn quy nhất. Cửu tuyệt chi khí, chấn áp chi tháp. Ngũ thần quyết, đi. Bảy tiếng quát vang vọng hư không, bảy đạo thân ảnh trong nháy mắt lao về phía trước, bảy đạo năng lượng bắn thẳng vào đối thủ. Sâu trong hư không có tiếng sấm vang vọng, một đạo hào quang như cánh tay, lôi đình to như cánh tay mang theo khí tức hủy diệt linh hồn quét qua các nơi. Trên thanh trụ hư không rực tỏa ra hào quang xanh trắng, lập tức hóa thành khí lưu bay ra, nó như cuồng phong quét qua tất cả, không gian trực tiếp xuất hiện dấu hiệu loạn, thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa tràn ngập không trung, thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa hình thành lỗ đen thời không phong bạo, khí tức hủy diệt tỏa ra, bao phủ thời không. Truy phong chiến thiên cung bắn ra 9 mũi tên, 9 mũi tên hợp nhất xé rách không gian, xuyên thủng trời xanh, năng lượng từ mũi tên bắn nát không gian rạn nứt và lan ra các hướng. 9 bức bản đồ cổ xoay tròn, cuối cùng trực tiếp hóa thành một đại tháp 9 tầng, nó giống như hung thú khổng lồ há miệng rộng ra, có thể thôn phệ tất cả, vô cùng thô bạo, vô cùng tà ác, đại từ đại bi, tuyệt linh tuyệt địa, khí tức tuyệt thiên bao phủ đại tháp, nó như vòi rồng quét qua làm người ta sởn gai ốc. Ngũ thần quyết cũng ngưng tụ thành công, năm áo nghĩa kỳ lạ hội tụ thành, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ không ngừng vần quanh đồ án âm dương, long ngâm hổ gầm vang vọng nơi nơi. Mà tất cả năng lượng hủy diệt này đều nhắm vào Hồng Mộc lão quái, bảy đạo năng lượng hủy diệt phong tỏa không gian, thời không loạn, Hồng Mộc lão quái căn bản không cách nào đào thoát. Lục Lâm Thiên tuyệt đối không phải người, hắn là yêu nghiệt. Tu vị ngũ nguyên hóa hồng nhưng đồng thời thúc giục nhiều át chủ bài như vậy, biến thái. The Upsilon.ng phải loại biến thái và yêu nghiệt này, Hồng Mộc lão quái sắp xui xẻo. Bảy đạo công kích đồng thời đánh ra, năng lượng hủy diệt bao phủ nơi nơi, tất cả những người có mặt ở đây vô cùng khiếp sợ. Hồng Mộc lão quái vô cùng sợ hãi, nhưng hắn không hổ với tu vị thất nguyên tiểu viên mãn, nguyên lực bùng phát dữ dội, quanh người hắn có hào quang màu xanh phóng đại. Vòng rồng màu xanh xoay tròn, thủ ấn biến hóa, bàn tay nắm chặt, mộc thuộc tính áo nghĩa nương theo thiên địa hội tụ lại. Mộc chi viên mãn. Hồng Mộc lão quái quát lớn, mộc thuộc tính áo nghĩa nhanh chóng hội tụ lại, hào quang từ thuộc tính che phủ thiên địa, mộc thuộc tính hóa thành thực chất, bí vân vần quanh, sinh cơ bừng bừng, lúc này những người có mặt ở đây đều cảm thấy trong sinh cơ ẩn chứa hủy diệt. Hồng Mộc lão quái thất nguyên tiểu viên mãn. Thúc dục mộc chi viên mãn không phải lục nguyên đỉnh phong có thể sống sót. Hồng Mộc lão quái chủ tu mộc thuộc tính áo nghĩa, mộc chi viên mãn cũng sử dụng ra, có thể thấy hắn đang dùng toàn lực, Lục Lâm Thiên có thể đột phá không? Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, Huyền Thụy Hồng Tôn, Phong Khô trưởng lão đều là cường giả bất phàm, giờ phút này cũng ngạc nhiên. Ầm ầm, xoẹt, ngao, giống, cô, lê is. Lúc này các năng lượng hủy diệt không ngừng tụ tập lại, thời không phong bạo dữ dội. Ken két. Mộc thuộc tính áo nghĩa sinh ra lực lượng hủy diệt kinh người, bắt đầu xuất hiện từng khe hở đen kịt. Rằng co trong chốc lát, các loại năng lượng ăn mòn trời xanh, rốt cục rất nhiều người ngừng thở, đều quan sát diễn biến. Rầm 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 phanh. Năng lượng khủng bố tạo thành phong bạo, Hồng Mộc lão quái vận dụng mộc thuộc tính áo nghĩa bắt đầu vỡ ra, nó giống như pháo nổ dữ dội. Lập tức có âm thanh phong bạo vang lên không dứt bên tai. Ầm ầm, cả trời xanh nổ tung liên tục, từng không gian động sâu xuất hiện, lộ ra hào quang đen kịt rung động lòng người, năng lượng chấn động như biển gần, hào quang có thể tiêu diệt tất cả. Xì xào. Thời điểm này yên tĩnh dần biến mất, đám người đứng ngoài không ngừng nuốt nước bọt, từng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm vào, nhìn thấy bảy thân ảnh Lục Lâm Thiên lướt đi, không ngừng thi triển các loại thủ đoạn. Vào lúc này mọi người cũng nhìn thấy sắc mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, khí tức huệ hoài. Tất cả mọi người không khó biết rõ, chỉ sợ bảy đạo công kích vừa rồi của Lục Lâm Thiên có tiêu hao cực lớn, người bình thường không cách nào thúc giục được, cũng chỉ có loại biến thái như Lục Lâm Thiên mới có thể làm ra động tĩnh lớn như thế. Hừ, Lục Lâm Thiên đạp không đứng đó, trong cổ họng vang lên một tiếng kêu khẽ, cố sức nuốt máu tươi xuống,
thúc dục ám ma phân thân bí pháp và thúc dục chín át chủ bài công kích, đặc biệt là thúc dục tử lôi huyền đỉnh, ngũ thần quyết, cửu tuyệt chi khí tới mức mạnh nhất, tiêu hao cỡ này cho dù Lục Lâm Thiên có đan điền biến thái khổng lồ cũng không thể duy trì được. Trên quảng trường có từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, ánh mắt nhìn qua không gian siêu tìm cái gì đó, tất cả mọi người rõ ràng, thúc dục bảy đạo công kích khủng bố kia, cho dù Lục Lâm Thiên là yêu nghiệt biến thái cũng nỏ mạnh hết đà. Mà không ai biết Hồng Mộc lão quái dở thế nào, có thể ngăn cản công kích khủng bố vừa rồi hay không. Lục Lâm Thiên thúc dục công kích khủng bố không phải người bình thường có thể so sánh, nhưng đối thủ là Thất Nguyên Tiểu Viên Mãn, trong nội tâm rất rõ ràng, năng lượng vừa rồi có thể làm gì được Thất Nguyên Tiểu Viên Mãn hay không còn chưa rõ. Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, ít nhất Thất Nguyên Tiểu Viên Mãn bình thường dám ngăn cản sẽ có kết cục đáng sợ. Nhưng nếu như Hồng Mộc lão quái thật sự có thể ngăn cản công kích của Lục Lâm Thiên, như vậy hắn thắng chắc rồi, Lục Lâm Thiên lúc này đã không có thực lực tái chiến. Lục Lâm Thiên quá yêu nghiệt, không hổ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Thương Khung Minh, thực lực quá mạnh, đã có thể đánh đồng với không ít lão quái. Trong đám người, một lão thái lão giả thì thào, trong ánh mắt còn mang theo vẻ khiếp sợ. Bên cạnh lão thái lão giả có một đại hán trung niên thân thể khôi ngô, trên cổ còn có bí văn như hình sâm, ánh mắt của hắn vô cùng khiếp sợ, nói. Nếu so sánh với tiểu tử này, chúng ta thật xấu hổ. Lúc này có một lão giả già nua nói với đại hán trung niên. Ngũ nguyên đấu thất nguyên, lần này thật sự mở rộng kiến thức rồi, nếu Lục Lâm Thiên ban đầu ở Thương Khung chiến trường ra tay với thân linh tộc thần linh Nhiễm Hồng mà dùng thủ đoạn khủng bố này, sợ rằng thần linh Nhiễm Hồng sẽ thua nhanh hơn một ít. Sợ rằng trong cuộc chiến Lục Lâm Thiên và thần linh Nhiễm Hồng, trong lòng hai người đều có dự định, mà Lục Lâm Thiên cũng hiểu rõ ràng, một khi thúc dục công kích khủng bố này sẽ không có lực tái chiến, nếu thần linh Nhiễm Hồng có thể chống lại, kế tiếp sẽ có phiền toái lớn. Nghe vậy, ánh mắt lão thái thái kia co rút lại, nói nhỏ. Lục Lâm Thiên đấu với Hồng Mộc, chắc muốn nạt gà dọa khỉ, sợ rằng đằng sau còn có nhiều người muốn chiếm tiện nghi, cũng chỉ có thể dùng toàn lực chiếm tiên cơ. Khi lão thái thái dứt lời, rốt cuộc khí tức hỗn loạn trên không trung giảm đi, trong ánh mắt kinh hãi của nhiều người, mọi người nhìn thấy một thân ảnh chật vật xuất hiện. Lục Lâm Thiên nhìn qua không trung, hắn toàn lực thúc giục tất cả át chủ bài, hiện tại cũng chỉ có thể làm Hồng Mộc lão quái bị trọng thương, về phần đánh chết, Lục Lâm Thiên cung không có nghĩa tới, đánh chết Thất Nguyên Tiểu Viên Mãn, với thực lực của mình căn bản là không thể nào. Thời điểm thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng. Bỗng dưng chung quanh thân thể có khí tức vô hình tỏa ra, lập tức thôn vệ năng lượng thiên địa vào trong cơ thể, không ngừng hấp thu thật nhanh. Trên quảng trường, rất nhiều người nhìn thấy thân ảnh kia xuất hiện, đó là Hồng Mộc lão quái, hắn lúc này gầy gò và lam lũ, bộ dáng cực kỳ chật vật, sắc mặt tái nhợt. Phụt! Khi thân ảnh này xuất hiện, ánh mắt Hồng Mộc lão quái nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên miệng phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt lăng lệ tới cực điểm. Hồng Mộc lão quái bị thương không nhẹ a hát. Ánh mắt chấn động không nhỏ, không ít thế hệ trước có ánh mắt độc đáo nhìn qua Hồng Mộc lão quái vì chống lại một kích vừa rồi, hắn chắc chắn đã bị thương không nhẹ. Sau khi phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt của Hồng Mộc lão quái hơi có một chút khí sắc, sinh ra nhàn nhạt tỏa ra, dần dần nồng đậm, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Hồng Mộc lão quái là Thất Nguyên Tiểu Viên Mãn, lại tu luyện mộc thuộc tính áo nghĩa, Lục Lâm Thiên dù sao chỉ là ngũ nguyên hóa hồng. Muốn triệt để đánh bại hắn quá khó khăn. Nhìn thấy không trung tỏa ra sinh cơ nhàn nhạt, trong đám người có tiếng nghị luận vang lên. Lục Lâm Thiên nhìn theo, ánh mắt cũng triệt để âm trầm, một kích toàn lực, át chủ bài ra hết, nhưng cuối cùng vẫn không thể đánh bại Hồng Mộc lão quái. Lục Lâm Thiên đoán chừng nếu vừa rồi thúc giục đại hồn anh và linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm và bản thể ba người cùng công kích, tăng thêm thực lực của đại hồn anh cùng thái cổ U Minh Viêm. Muốn đánh bại Hồng Mộc lão quái cũng không phải làm không được. Chỉ tiếc trong Thương Khung chiến trường tranh đoạt Hồng Hoang Điện, Đại Hồn Anh và Thái Cổ U Minh Viêm đã xuất hiện một mình, tuy đã biến hóa bộ dáng, nhưng mà khí tức trên người không thể cải biến. Cho dù quy tắc trong Thương Khung chiến trường không cố ý nhắc tới linh hồn phân thân cũng tranh đoạt Hồng Hoang lệnh, nhưng mà vào thời khắc đặc thù có ba danh ngạch tiến vào Hồng Hoang Điện, Lục Lâm Thiên cũng không muốn tự tìm phiền toái, đến lúc đó lại phức tạp. Chỉ cần lúc này tiến vào trong Hồng Hoang Điện, đến lúc đó 1.500 năm sau, cho dù có người biết, hồn sát cùng U Minh, đều là một người cũng không quan tâm.
Bởi vậy Lục Lâm Thiên cũng không có thúc giục Đại Hồn Anh cùng Thái Cổ U Minh Viêm, lúc này cũng không có điều cố kỵ. Lục Lâm Thiên, cảnh giới thất nguyên tiểu viên mãn của lão phu không phải ngũ nguyên ngươi có thể sánh bằng, lĩnh ngộ áo nghĩa và giai vị là cái hào rộng, không phải ngươi một tiểu bối có thể một bước lên trời. Lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, năng lượng và sinh cơ không ngừng khôi phục, Hồng Mộc lão quái bắt đầu hung ác nói. Hôm nay, ngươi sẽ vì sự cuồng ngạo của mình mà hối hận. Lục Lâm Thiên không nói gì, khí tức chấn động quanh người càng ngày càng mạnh mẽ, loại chấn động này làm năng lượng càng ngày càng mạnh, dường như muốn thôn phệ năng lượng không gian vào trong. Một ít người tu vị thực lực thấp tự dưng cảm giác thất bất do kỷ, nguyên lực trong người không rõ vì sao lại mất đi. Oanh! Hư không dung chuyển, rất nhiều ánh mắt nhìn theo Lục Lâm Thiên, bắt đầu là uể oải, sau đó khí tức bá đạo lan ra, khí tức bá đạo này càng ngày càng đậm, có thể sánh ngang với sinh cơ của Hồng Mộc lão quái. Lục Lâm Thiên còn có thể tái chiến, hai người này dường như muốn ra tay. Từng ánh mắt nhìn lên không trung, nhìn qua hai người, hào khí trên không trung rất áp lực. Lục Lâm Thiên, hôm nay đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt, thay sư môn người giáo huấn kẻ ngông cuồng tự đại như ngươi. Hồng Mộc lão quái quát lớn một tiếng, trong mắt hắn bắn ra hào quang âm tàn, hôm nay không hảo hảo giáo huấn Lục Lâm Thiên. Sau này hắn làm sao dám ra ngoài gặp người, vừa dứt lời đã lao về phía Lục Lâm Thiên, trong lòng bàn tay sinh ra lôi đình. Xíu, yêu yêu, ánh sáng xanh đậm bao phủ không trung, vạch phá bầu trời, mang theo tiếng xé gió và năng lượng đáng sợ, trực tiếp bắn vào đầu Lục Lâm Thiên. Vù vù, rất nhiều người hít khí lạnh thay Lục Lâm Thiên, giờ phút này Hồng Mộc lão quái nổi giận công kích, Lục Lâm Thiên nỏ mạnh hết đà làm sao có thể ngăn cản được. Người trước sinh ra chấn động kinh khủng, thôn phệ tất cả sinh cơ trong không gian, lập tức đi tới trước mặt Lục Lâm Thiên, gọn gàng, ra tay vô cùng tàn nhẫn, lúc này Hồng Mộc lão quái không phải muốn giáo huấn Lục Lâm Thiên đơn giản như vậy. Đối mặt với công kích khủng bố này, ánh mắt Lục Lâm Thiên mở to, ánh mắt Lục Lâm Thiên cũng càng ngày càng âm trầm, khí tức bá đạo phóng thích ra triệt để, vào lúc này Lục Lâm Thiên chuẩn bị ra tay. Xoẹt! Nhưng mà công kích như lôi đình đánh thẳng tới trước mặt Lục Lâm Thiên. Lúc Lục Lâm Thiên muốn ra tay thì không gian trước mặt Lục Lâm Thiên xuất hiện vết nứt không gian, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, khi thân ảnh này xuất hiện uy áp khủng bố hàng lâm. Dưới uy áp này, trong đám người, lão thái thái, đại hán có hình xăm và lão giả to lớn, Xích Nguyệt đại trưởng lão, Nhược Vân cung chủ, Phong Khô trưởng lão đều biến sắc, sau đó ánh mắt mở ra thật to. Xoẹt! Cột sáng màu xanh lập tức đánh lên người người vừa xuất hiện, không gian chấn động lần thứ hai. Cột sáng màu xanh này đánh vào trong không gian sau đó biến mất không thấy gì nữa, giống như nó chưa từng xuất hiện trên thế gian. Biến hóa này quá đột ngột, cũng làm cho Hồng Mộc lão quái khiếp sợ thật nhiều. Thân ảnh mặc váy dài xuất hiện, váy dài rung động, lúc này một giọng nói miệt thị thế gian vang lên. Con kiến hôi, sư môn của hắn một tạp chủng như ngươi sao có thể thay mặt giáo huấn hắn được sao, dốc toàn lực của thế giới tam hợp cũng không đủ tư cách. Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, tuy là giọng nữ nhưng mang theo uy thế vô cùng bá đạo, trong giọng nói mang theo cao quý và lạnh lùng, làm nguyên lực trong người các cường giả cũng phải đông cứng, sâu trong linh hồn có cảm giác rung động cực mạnh. Siêu cấp cường giả hàng lâm. Người tới dường như có quan hệ với Lục Lâm Thiên. Trên quảng trường từng ánh mắt nhìn qua thân ảnh mặc váy dài kia, từ khí tức và uy áp tỏa ra, nội tâm của mọi người rung động khó hiểu, khí tức và uy áp này đã đạt tới mức tuyệt đỉnh. Đây là tồn tại ngay cả bọn họ cũng không thể sánh bằng. Lúc này Hồng Mộc lão quái cảm giác được sự đáng sợ và khủng bố của người tới, nội tâm của hắn khiếp sợ, cảm giác sợ hãi này bao phủ toàn bộ tâm thần của hắn. Uy áp này bao phủ toàn bộ thân thể mọi người, Hồng Mộc lão quái làm gì dám tiếp tục công kích Lục Lâm Thiên, nguyên lực bao phủ toàn thân, nhanh chóng lui ra phía sau. Người trong sư môn của ta, làm gì tới phiên con sâu cái kiến như ngươi nói động là động. Thân ảnh mặc váy dài lên tiếng, thời điểm Hồng Mộc lão quái đang lùi lại, trước mắt bao người, thân ảnh mặc váy dài bước một bước vào hư không, trực tiếp kéo gần không gian, vung tay đánh thẳng vào mặt Hồng Mộc lão quái. 3. Lập tức, rất nhiều người khiếp sợ, khi nữ tử mặc váy dài vung tay lên, không gian trực tiếp sinh ra loạn, sau đó mọi người nhìn thấy trên mặt Hồng Mộc lão quái sinh ra âm thanh thanh thúy, trên mặt có một dấu tay xuất hiện. Phụt! Không có dài dòng. Thậm chí Hồng Mộc lão quái còn chưa kịp phản ứng, trong ánh mắt sợ hãi của bản thân, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể chúng phải trọng kích bay ra xa,
ánh mắt rất nhiều cường giả ngây ngốc, bọn họ nhìn thấy Hồng Mộc lão quái bay đi như sao băng, nện thẳng vào quảng trường. Ầm ầm, lực trùng kích khủng bố làm cả quảng trường run lên vài lần, từng phiến đá bắn tung tóe, vị trí rơi xuống đất xuất hiện cái hố sâu, khe nứt như mạng nhện không ngừng lan ra chung quanh, không ít cường giả đứng gần đó vội vàng tránh né. Vù vù, vào lúc này trên quảng trường yên tĩnh như vùng đất chết, bọn họ nhìn thấy Hồng Mộc lão quái nằm trong hố to không động đậy, thật lâu sau mới có tiếng hít khí lạnh vang lên. Rất nhiều cường giả đỉnh cấp và siêu cấp cường giả nhìn nhau, tim đập rộn ràng. Xích Nguyệt đại trưởng lão, Phong Khô trưởng lão, Nhược Vân cung chủ nhìn nhau, bọn họ cũng khiếp sợ không nhỏ. Hồng Mộc lão quái tu vị thất nguyên tiểu viên mãn không thể chống lại một cái tát, chẳng khác gì con kiến hôi không có lực chống cự, có thể thấy được người tới có thực lực khủng bố tới cỡ nào. Trong đám người, lão thái thái và đại hán trung niên, lão giả khí khái hùng hồn nhìn nhau, cùng nói. Là lão nhân gia đến. Lão nhân gia hiện thân. Lục Lâm Thiên này có quan hệ với lão nhân gia. Sau khi nhìn rõ thân ảnh mặc váy dài kia, ánh mắt ba người mang theo khiếp sợ, ba người nhìn nhau sau đó đều phát hiện vẻ ngạc nhiên trong mắt của nhau. Không trung yên tĩnh, thời điểm thân ảnh mặc váy dài xuất hiện trước mặt mọi người, đó là mỹ phụ chừng 40, trên y phục thêu đóa hoa lang vô cùng xinh đẹp, váy dài trang nhã, búi tóc bó cao, khí chất cao quý mang theo ung dung. Quý phụ phu nhân cao quý đứng ở đó, thân thể tỏa ra linh khí chấn động kỳ diệu, cũng làm người ta có cảm giác không nói nên lời, dường như tương dung với không gian này, nương theo đó là uy áp vô cùng khủng bố, làm cho những người này muốn quỳ xuống, uy áp này dường như có thể hòa tan thiên địa, bọn họ không cách nào chống cự. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn qua người tới, Lục Lâm Thiên cũng không ngoại lệ, hắn vô cùng giật mình nhìn qua mỹ phu nhân vừa xuất hiện, lại có cảm giác tương liên quen thuộc, cây đao màu vàng trong đầu lại phát ra tiếng kêu ông ông. Trong đám người có hai đại hán trung niên cùng một lão giả nhìn lên không trung, nhìn qua quý phu nhân vừa xuất hiện, ánh mắt và thân thể ba người run rẩy kịch liệt, lập tức cùng tiến lên, đứng giữa không trung quỳ một gối đầy cung kính, lão giả đi đầu nói. Tiểu bối thiếu hoa bái kiến thánh cô, không biết thánh cô hàng lâm, thỉnh thánh cô tha tội. Thiều hoa hồng tôn làm gì thế, hắn là thất nguyên hóa hồng, cũng là một trong những cường giả đỉnh cấp của thế giới thiều hoa, tại sao cung kính như vậy? Thánh cô, người đến là ai? Thiều Hoa Hồng Tôn lại hành lễ với người này. Ánh mắt nhiều người nhìn Thiều Hoa Hồng Tôn hành lễ, lúc này vô cùng ngạc nhiên. Thiều Hoa Hồng Tôn, thất nguyên tiểu viên mãn của thế giới Thiều Hoa, cũng là một trong những cường giả mạnh nhất thế giới Thiều Hoa, cũng có địa vị vô cùng tôn sùng trong thế giới Thiều Hoa, nhưng lúc này lại quỳ trước mặt người tới, còn xưng là tiểu bối, thái độ cung kính. Đứng lên đi! Quý phu nhân cao quý nhìn xuống. Cũng cho người đến đứng lên. Tạ thánh cô. Nhưng Thiều Hoa Hồng Tôn ba người vẫn cung kính đứng đó, sau đó đứng qua một bên, không dám lộn xộn. Xuy. Trên không trung sinh ra chấn động, một thân ảnh hóa thành hào quang bay tới gần quý phu nhân. Lúc đạo hào quang này bay tới, Lục Lâm Thiên đang âm thầm quan sát quý phu nhân và đám người Lục Kinh Vân, Lục Xoanh bên dưới đều ngạc nhiên khi thấy người vừa bay tới. Sư phụ, tốc độ người quá nhanh. Không chờ con chút nào cả. Hào quang thu liếm, một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần, da thịt như tuyết trắng, ánh mắt long lanh, mái tóc đen xõa dài sau gáy, khí chất cao quý làm người ta không dám nhìn thẳng. Nhị tỷ, là nhị tỷ trở về. Đại ca, là nhị tỷ trở về. Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thành nhìn thấy nữ tử tuyệt đẹp kia, lúc này cả đám vô cùng cao hứng, người đến không phải người khác, chính là nhị tỷ Lục Du Thược. Đây là nhị tỷ của ta sao? Lục Doanh đang ôm Tiểu Lộ Lộ trong ngực, ánh mắt của nàng long lanh, cũng hiếu kỳ nhìn Lục Du Thược. Nàng trở về rồi, thực lực đã mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Ánh mắt Thái A nhìn qua thân ảnh xinh đẹp tuyệt trần kia, trong lúc mơ hồ có phần hưng phấn, lại có chút tâm thần bất định cùng né tránh. Lục Du Thược vừa dứt lời, sau đó nhìn thấy thân ảnh áo xanh sau lưng sư phụ, lập tức cao hứng không thôi. Lập tức nhìn thấy sắc mặt phụ thân tái nhợt liền biến sắc, lo lắng cất bước đi lên, khẩn trương nói. Phụ thân, người bị thương sao, có nghiêm trọng không? Trở về là tốt rồi, ta không sao, cũng không đáng ngại. Lục Lâm Thiên một tay vuốt ve gương mặt xinh đẹp và cao ngạo này, ánh mắt thỏa mãn, hắn lại vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện trước mặt quý phu nhân mặc váy dài màu trắng kia, trên gương mặt cương nghị vô cùng vẻ, hắn cung kính hành lễ.
Bái kiến đại sư tỷ, không biết đại sư tỷ đến đây, thỉnh đại sư tỷ tha tội. Chính là đại sư tỷ của Lục Lâm Thiên. Thánh cô là đại sư tỷ của Lục Lâm Thiên. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, người ở trong phiến thiên địa này khiếp sợ, nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Lục Lâm Thiên lại là sư đệ của lão nhân gia, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lão nhân gia là đại sư tỷ của Lục Lâm Thiên, Hồng Mộc lão quái hỏng bét? Trong đám người, lão thái thái, đại hán có hình xăm và lão giả khôi ngô thấy Lục Lâm Thiên hành lễ, cũng nghẹn lời. Giữa không trung, quý phu nhân nhìn Lục Lâm Thiên, cao thấp dò xét một vòng, mỉm cười nói. Cửu sư đệ không cần đa lễ, ta ở hình chiếu thời không truyền tống trận gặp ngươi rồi, không có làm mất mặt mũi sư phụ lão nhân gia, các sư huynh đệ khác cũng cao hứng vì ngươi. Đa tạ đại sư tỷ khích lệ. Lục Lâm Thiên mỉm cười, lúc này nội tâm ấm áp, thời gian mấy ngàn năm này hắn đang thủ hộ nhiều thứ, phi linh môn, lục gia, thế giới linh vũ. Mà bây giờ nhìn đại sư tỷ trước mặt, hắn có cảm giác như đang về nhà, làm cho Lục Lâm Thiên biết rõ, những năm này mình tìm kiếm đã tìm được. Âm thầm đánh giá đại sư tỷ này, Lục Lâm Thiên cũng khiếp sợ, khí tức của đại sư tỷ còn mạnh hơn lục sư huynh Hoàng Phủ Minh Long không ít, khí tức này làm lòng người khiếp sợ. Thánh Hồng Cảnh, không nghĩ tới nhà đầu đã đạt tới cấp độ này, đã rất không tồi. Ngay thời điểm nội tâm Lục Lâm Thiên âm thầm khiếp sợ, cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Lâm Thiên. Đao thúc, cái gì là Thánh Hồng Cảnh? Lục Lâm Thiên hỏi cây đao màu vàng. Nói rất dài dòng, một hồi nữa ta sẽ nói cho người biết, hiện tại ta còn chưa triệt để khôi phục, dùng tu vị hiện tại của nha đầu nói không chừng có khả năng phát hiện ta, đến lúc đó ngươi lại bị không ít phiền toái đâu. Cây đao màu vàng nói xong liền im lặng. Lục Lâm Thiên còn muốn hỏi nhưng cây đao màu vàng đã yên lặng, cũng không có hỏi tiếp. Từ khẩu khí của cây đao màu vàng, Lục Lâm Thiên biết được đao thúc này dường như nhận ra đại sư tỷ, có thể xưng là tiểu nha đầu, sợ rằng không chỉ nhận ra đơn giản như thế, mà Thánh Hồng Cảnh, Lục Lâm Thiên mới lần đầu tiên nghe thấy. Con sâu cái kiến, còn muốn chạy sao? Bỗng dưng quý phu nhân quát một tiếng, lúc này trong hố sâu của quảng trường, chỉ thấy Hồng Mộc lão quái toàn thân đẫm máu đã biến mất, khi quý phu nhân quát lớn, lập tức vung tay vào hư không. Xoẹt! Một vết nứt không gian xuất hiện giữa không trung. A hát! Sau đó trong không gian hư vô có tiếng kêu thảm thiết, Hồng Mộc lão quái vết máu loang lổ, vẻ mặt chật vật bị đánh bay ra khỏi không gian, căn bản không có bất cứ sức phản kháng gì, gương mặt trắng bệch, ánh mắt đầy khiếp sợ. Hư Thiên Thánh cô hạ thủ lưu tình, xem mặt mũi của ta mà tha hắn một mạng. Vào lúc này trong hư không có một giọng nói già nua vang lên, lúc nói xong lời cuối cùng, một lão giả già nua và một đại hán trung niên xuất hiện. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nhảy lên, thì ra sư tỷ danh xưng là Hư Thiên Thánh Cô, từ danh hào mà xem, tuyệt đối không phải người bình thường có thể đánh đồng. Mà hai người này chính là Phong Hành Thiên Chủ cùng Băng Thiên, hai người này xuất hiện, Lục Lâm Thiên cũng không kỳ quái, sớm biết hai người này âm thầm quan sát, tuyệt đối sẽ không thực ngồi yên bỏ qua. Nhưng mà Lục Lâm Thiên hơi có ngoài ý muốn là, xem ra Phong Hành Thiên Chủ dường như biết đại sư tỷ của mình. Hư Thiên Thánh Cô, thì ra là nàng tới. Hư Thiên Thánh Cô, không ngờ là Hư Thiên Thánh Cô, khó trách Hồng Mộc lão quái biến thành con sâu cái kiến. Trời ạ, là Hư Thiên Thánh Cô lão nhân ra hiện thân. Khi bốn chữ Hư Thiên Thánh Cô vang vọng trong không gian, cả quảng trường có số ít những cường giả đỉnh cấp khiếp sợ. Bốn chữ Hư Thiên Thánh Cô này làm linh hồn bọn họ run rẩy, ánh mắt chấn động giật mình, vô cùng khiếp sợ. Phong Hành, người rốt cục cũng đi ra sao, giao cục diện khó chơi này cho sư đệ của ta, có tin ta lật tung thế giới thượng thanh hay không? Nhìn thấy Phong Hành Thiên Chủ, quý phu nhân không chút khách khí, cũng không có cho Phong Hành Thiên Chủ mặt mũi. Phong Hành Thiên Chủ đối mặt với Hư Thiên Thánh Cô, trên gương mặt già nua của hắn mang theo thần thái xấu hổ. Những nếp nhăn trên mặt hắn càng lún sâu hơn, hắn nói. Ta là thật không biết tiểu tử này là sư đệ của ngươi, nhiều năm như vậy, ta cũng không biết ngươi chính là đại sư tỷ của Hoàng Phủ Minh Long, hắn vẫn rất kín miệng, nếu sớm biết như vậy, ta cũng không để cục diện thế này, ngươi nên xem mặt mũi của Hoàng Phủ Minh Long mà không làm náo loạn thế giới thượng thanh nữa. Phong Hành Thiên Chủ lại không biết quan hệ giữa đại sư tỷ cùng Lục Sư Huynh. Lục Lâm Thiên nghe vậy, lúc này nội tâm ngạc nhiên. Vốn còn tưởng rằng Phong Hành Thiên Chủ quen biết đại sư tỷ, cũng tự nhiên biết rõ quan hệ đại sư tỷ và Lục Sư Huynh,
nhưng mà hai người nói chuyện, dường như Phong Hành Thiên Chủ hoàn toàn không biết. Phong Hành Thiên Chủ câu nệ, hắn đứng trước mặt Hư Thiên Thánh Cô cực kỳ câu thúc, hắn vừa nói xong lại cười làm lành nhìn Hư Thiên Thánh Cô, sau đó nhìn thấy Hư Thiên Thánh Cô bắt lấy Hồng Mộc Lão Quái, nói. Chỉ là Hồng Mộc Lão Quái nho nhỏ không biết trời cao đất rộng, thật sự nên giáo huấn, nhưng dù sao cũng đang ở trong thế giới thượng thanh, chuyện đã qua, Thương Khung Minh chúng ta phải đoàn kết một ít, nếu mặt mũi ta không đủ, vậy xem mặt mũi Thương Khung Minh, xin người đại nhân có đại lượng, tha hắn một mạng. Phong Hành Thiên Chủ nói xong, Băng Thiên đứng ở bên cạnh, ánh mắt cực kỳ cung kính, dường như hắn không có tư cách nói chuyện với Hư Thiên Thánh Cô. Tha cho hắn một mạng, không phải tiện nghi cho hắn sao, nếu truyền đi, người trong 3000 đại thế giới cho rằng sư môn của ta dễ khi dễ đấy. Hư Thiên Thánh lườm Phong Hành Thiên Chủ, sau đó nhìn qua Lục Du Thược sau lưng, nói. Du Thược, ngươi là đệ tử ta, việc này quan hệ tới phụ thân ngươi. Ta tạm thời phong ấn tu vị của con kiến hôi kia, chuyện này giao cho ngươi quyết định. Vừa dứt lời, Hư Thiên Thánh Cô điểm một chỉ, Hồng Mộc Lão Quái lập tức bay tới trước mặt Lục Du Thược. Ông! Xíu! Yêu yêu! Lúc này một đạo kiếm quang bổ tới, trực tiếp chém vào người Hồng Mộc Lão Quái, một kiếm bổ xuống rất gọn gàng. A hát! Hồng Mộc Lão Quái kêu thảm thiết, máu tươi bắn tung tóe, cánh tay phải đã bị Lục Du Thược một kiếm chặt đứt. Thân thể hắn như con chim bị chém gãy cánh, không ngừng giãy giụa trên quảng trường, tu vị bị phong ấn, hắn nằm trên quảng trường run rẩy như chó chết. Ông! Thu trường kiếm trở về, Lục Du Thược lãnh đạm nói. Hôm nay sư phụ ta cố ý tha cho ngươi một mạng, lần sau dám can đảm trêu chọc Lục gia ta không tha cho ngươi. Người Lục gia không dễ chọc. Nhìn như Hồng Mộc Lão Quái như con chó chết, tất cả ánh mắt cảm thán. Không có người nào giải vây cho Hồng Mộc Lão Quái, Hồng Mộc Lão Quái này vận khí thật tốt, hôm nay có thể bảo vệ tính mạng. Trong đám người, Phượng Thanh Hồng Tôn cầm đầu hơn 100 người nhìn nhau, vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Hồng Mộc Lão Quái nằm đó nhưng không có người nào dám tiến lên. Ánh mắt Phượng Thanh Hồng Tôn âm thầm run rẩy, nhưng lúc này thân thể hơi chấn động một ít, hắn cũng biết Hư Thiên Thánh Cô, đây là tồn tại hắn không chọc nổi. Ngược lại người trong thế giới tam hợp đang sợ hãi. Từ từ chạy tới bên cạnh Hồng Mộc Lão Quái, dẫn Hồng Mộc Lão Quái đi. Lục Lâm Thiên nhìn đám người đang đứng ngoài xem, không nói thêm gì, lưu lại Hồng Mộc Lão Quái một mạng, dùng thương thế của Hồng Mộc Lão Quái hiện tại, sợ rằng không thể khôi phục trong thời gian ngắn. Đến lúc đó khi đi ra Hồng Hoang Điện, mình cũng không cần lại lo lắng, có thể nói Hồng Mộc Lão Quái cũng không đủ gây sợ, lưu hắn một mạng cũng không sao. Du Thược, lần sau gặp gỡ ra hỏa không có mắt, đoạn cánh tay là nhẹ. Nên làm nhiều một chút mới có thể làm cho bọn chúng ghi nhớ thật lâu. Hư Thiên Thánh Cô lườm một cái, sau đó nói với Lục Du Thược nói ra. Vâng, sư phụ. Lục Du Thược gật đầu đáp. Ân, xem mặt mũi Phong Hành, chém một cánh tay là được rồi. Hư Thiên Thánh Cô nói xong, lập tức híp mắt lại, nói. Hải Nhược, Kim Thiên, Thanh Viêm, ba người các người còn không ra đây, chẳng lẽ muốn ta xuống mời các ngươi hay sao? Không dám, ta cũng không có lá gan đó. Đã lâu không gặp, Thánh Cô còn rất tốt. Thánh Cô nói giỡn, cho chúng ta lá gan cũng không dám. Khi Hư Thiên Thánh Cô vừa dứt lời, trong đám người dưới quảng trường có ba tiếng nói vang lên, thời điểm nói ra một chữ cuối cùng, ba đạo thân ảnh cũng bay lên không trung. Ba người này chính là Lão Thái Thái, Đại Hán Trung Niên có hình xăm, còn có Lão Giả khí khái hào hùng. Ba người này bay về Upsilon T từ trên xuống. Nói với Hư Thiên Thánh Cô, ánh mắt vui vẻ còn mang theo xấu hổ. Thật mạnh! Ba người này xuất hiện, ánh mắt Lục Lâm Thiên run lên, khí tức của ba người này không dưới Phong Hành Thiên Chủ, hiện tại trong đám cường giả ở quảng trường, sợ rằng cũng chỉ có khí tức ba người này là mạnh nhất. Ba gia hỏa này chính là thế giới băng tuyết Hải Nhược Hồng Tôn, thế giới thần hổ Kim Thiên Hổ Tổ, thế giới xích thiên Thanh Viêm Hồng Tôn, là ba gia hỏa số một số hai trong thế giới đó, cũng là những tồn tại cổ lão trong thiên địa. Là những người cùng thế hệ với Đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô và ta. Phong Hành Thiên Chủ truyền âm, trong lúc Lục Lâm Thiên dò xét ba người này, hắn cũng giải thích với Lục Lâm Thiên. Khi truyền âm, ánh mắt Phong Hành Thiên Chủ cũng nhìn về phía Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người, ánh mắt nhìn ba người cũng sinh ra hào quang màu trắng. Thế giới băng tuyết, thế giới thần hổ, thế giới xích thiên. Lục Lâm Thiên nghe vậy, hắn không xa lạ gì với ba thế giới này.
ba thế giới này có bài danh cực cao trong thương khung minh, trong thương khung chiến trường có Hổ Hoàng và Diễm Hân hai người, bọn họ phân biệt là người của thế giới Thần Hổ và thế giới Xích Thiên. Ba gia hỏa này xem náo nhiệt tới nghiện rồi. Hư Thiên Thánh Cô nhìn Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người, đôi mắt sáng ngời, nói nhỏ. Ba gia hỏa các người muốn làm khó dễ cửu sư đệ của ta. Đương nhiên không phải, chúng ta chỉ tới gặp lão gia hỏa phong hành mà thôi. Đúng vậy, chúng ta đều tới gặp lão gia hỏa phong hành này thôi, thuận tiện chúc mừng thế giới thượng thanh lấy thành tích cao. Chúng ta nào dám khó xử Lục trưởng môn A Hát, không dám. Khi Hư Thiên Thánh Cô dứt lời, Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người lập tức bỏ chạy tới bên cạnh phong hành thiên chủ, sắc mặt vô cùng vui vẻ, cũng không có ai dám trêu chọc Hư Thiên Thánh Cô. Vô sỉ! Nhìn qua Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người, phong hành thiên chủ không nhịn được phun ra hai chữ vô sỉ. Nhưng mà Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn ba người lại đi về phía phong hành thiên chủ, sắc mặt vui vẻ. Như thế là tốt nhất. Hư Thiên Thánh Cô lườm Hải Nhược Hồng Tôn ba người, lập tức nhìn qua Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, nói. Cửu sư đệ, những người này chèn ép thế giới thượng thanh, có lẽ ta suy đoán nguyên nhân đại khái, có quyết định gì phải báo lại, nhìn mà xử lý, ta không muốn có kẻ làm càn như hôm nay. Từ khi Hư Thiên Thánh Cô dứt lời, đám người đứng ngoài xem chấn động, có Hư Thiên Thánh Cô ở còn dám thế nào chứ? Lục Lâm Thiên gật đầu với Hư Thiên Thánh Cô, đại sư tỷ thát không tầm thường, rất nhiều cường giả ở đây phải thành thành thật thật, áo bào xanh phất phơ, vượt qua không gian, sau đó nhìn qua nhiều cường giả, ánh mắt mỉm cười, nói. Chư vị, lúc này người thế giới thượng thanh cần làm chuyện gì, tin tưởng mọi người lòng dạ biết rõ, ta cũng không quanh co, thế giới thượng thanh lấy được 5 hồng hoang điện, có 495 danh ngạch, các đại thế giới trong thương khung minh được phân một danh ngạch. Không biết chư vị định như thế nào. Tốt, như thế là quá tốt. Đa tạ Lục trưởng môn. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, người đứng ngoài xem vô cùng ngạc nhiên, mà những người đứng ngoài xem hoàn toàn yên tĩnh, dường như mọi người nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt biến hóa và nghi hoặc. Phong hành thiên chủ, Hải Nhược Hồng Tôn, Nhược Vân cung chủ, Phong Khô trưởng lão lúc này cũng nghi hoặc. Lục trưởng môn, tổng cộng mới 495 danh ngạch hồng hoang điện. Nhưng mà trong thương khung minh có hơn 1.000 đại thế giới, mỗi một đại thế giới đều có một người, dường như không đủ phân phối nha. Sốt cục, trong đám người có đại hán trung niên nói với Lục Lâm Thiên. Biết rõ tổng cộng mới 495 danh ngạch hồng hoang điện, thương khung minh có hơn 1.000 đại thế giới, mỗi một đại thế giới có một danh ngạch cũng không đủ phân phối, các ngươi còn muốn nhiều người tiến vào, đây là trêu chọc ta sao, vẫn cảm thấy ta trẻ tuổi dễ khi dễ. Khi đại hán trung niên vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên mỉm cười nhưng trở mặt là trở mặt, lập tức sắc mặt âm trầm, ánh mắt nhìn thẳng vào đám cường giả, nói. Bằng không như vậy, tất cả đại thế giới các ngươi chém giết một phen, không chết không ngớt, cuối cùng còn lại 495 người, 495 danh ngạch này ta không cần, toàn bộ tặng cho các ngươi, thế nào? Tiếng nói lạnh lùng vang lên trong hư không, lời nói vang vọng vào tai mỗi người, người trên quảng trường nghe xong biến sắc. Không ít người mặt mũi âm trầm, có xanh mặt đỏ mặt nhưng không thể phản bác. Gia hỏa miệng lưỡi sắc bén, thực lực biến thái, nói chuyện làm sao tầm thường được. Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn âm thầm nhìn nhau, ánh mắt rung động. Như thế nào, không có người nào nói sao, 495 danh ngạch hồng hoang điện toàn bộ cho các ngươi thấy thế nào? Lúc này chàng diện yên tĩnh, Lục Lâm Thiên lạnh lùng nhìn qua chung quanh, nói. Nếu không có ai nói chuyện, ta nói thêm vài câu, các người ở đây, nếu lúc này các người cầm danh ngạch hồng hoang điện, các người sẽ giao cho đại thế giới sao, cảm giác mình cầm danh ngạch hồng hoang điện giao ra cho người khác sao, ta muốn xem ai đại công vô tư như thế. Nghe lời này, rất nhiều người xấu hổ. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, nói. Xem bộ dáng là không có người đứng ra, cũng không muốn giao danh ngạch hồng hoang điện của mình cho người khác. Ta đây tân tân khổ khổ chiếm danh ngạch hồng hoang điện, tại sao phải đưa cho các ngươi? Vừa dứt lời, đám người đứng ngoài xấu hổ, tăng thêm Hư Thiên Thánh Cô ở đây chấn nhiếp, lúc này không có kẻ nào đứng ra. Mọi người ở đây đều rõ ràng, cho dù Lục Lâm Thiên không lấy một danh ngạch hồng hoang điện ra, bọn họ hôm nay cũng không làm được gì, cho dù là hôm nay không có Hư Thiên Thánh Cô ở đây,
bọn họ còn có thể làm gì Lục Lâm Thiên hay sao? Lục Lâm Thiên khống chế Hồng Hoang Điện, trừ hắn, không người nào có thể mở Hồng Hoang Điện, đến lúc đó chọc giận Lục Lâm Thiên, ai cũng không vào Hồng Hoang Điện được. Vừa dứt lời, Lục Lâm Thiên nhếch miệng, lời lẽ hòa hoãn lại, tiếp tục nói. Tất cả mọi người nghe kỹ, danh ngạch Hồng Hoang Điện ta không phân ra, nhưng mà đối mặt Thiên La Minh, cần các đại thế giới Thương Khung Minh đồng tâm ra sức, lúc này Thương Khung Minh có thể chiếm được 7 Hồng Hoang Điện, cũng là các thế hệ Thương Khung Minh ủng hộ. Khi Lục Lâm Thiên nói lời mang tính chuyển cơ, rất nhiều người thất vọng đã có hy vọng, từng ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên. Lúc này danh ngạch Hồng Hoang Điện đều thuộc thế giới Thượng Thanh, nhưng mà cũng không phải ta nói tính toán, ta chỉ có thể ra sức một ít danh ngạch mà thôi. Lục Lâm Thiên thấy thần sắc mọi người biến hóa, nói. Lúc này trong Thương Khung chiến trường, đồng lứa trong Thương Khung Minh tranh đoạt Hồng Hoang Điện, bốn đại thế giới đoạt được Hồng Hoang lệnh, trong danh ngạch Hồng Hoang Điện sẽ có một người tiến vào Hồng Hoang Điện. Tu vị đạt tới nhị nguyên hóa hồng, mỗi người cầm được hai danh ngạch vào Hồng Hoang Điện, nhưng mà một đại thế giới chỉ hạn định hai nhị nguyên hóa hồng mà thôi. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, không ít người trong quảng trường hưng phấn. Hải Nhược Hồng Tôn, Kim Thiên Hổ Tổ, Thanh Viêm Hồng Tôn đều vui mừng, Lúc Thị Úc, Kim Hổ, Diễm Hân ba người đều có tu vị nhị nguyên hóa hồng, lúc này cầm được hai danh ngạch quay về xem như không tệ, không có đi uổng công. Mọi người hưng phấn, cũng có người buồn, những đại thế giới không có hậu bối đạt tới nhị nguyên hóa hồng, cũng chỉ tự nhận không may, tất cả dựa theo thực lực mà bài trừ, những người khác không thể nói gì, chỉ có thể tự trách hậu nhân thế giới mình bất tranh khí. Lục Lâm Thiên lại nói tiếp. Mặt khác, chư vị đi tới thế giới Thượng Thanh một chuyến cũng không dễ dàng, bởi vậy ta quyết định, xuất ra 33 danh ngạch Hồng Hoang Điện ra đấu giá, không nắm chắc, không biết trước giá, nhưng danh ngạch người trả cao sẽ được, lát nữa sẽ cử hành đấu giá bên ngoài thành Phong gia, các vị có hứng thú cứ tham gia, ta cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi, các vị thấy thế nào? Đa tạ Lục trưởng môn. Như thế rất tốt, đa tạ Lục Lâm Thiên rộng lượng. Lục trưởng môn, đấu giá hội khi nào bắt đầu, có cho ký sổ không? Khi Lục Lâm Thiên dứt lời, trong đám người náo nhiệt, vừa mới thất vọng cùng tuyệt vọng lại thấy hy vọng, một ở đâu còn dám có dị nghị, quả thực chính là kinh hỉ. Tiểu tử thật giàu hoạt, 33 danh ngạch Hồng Hoang Điện mang ra đấu giá, sợ rằng có không ít người phá sản. Hải Nhược Hồng Tôn nhìn qua Lục Lâm Thiên, ánh mắt cảm thán. Vậy ngươi có đi đấu giá hay không? Kim Thiên Hổ Tổ hỏi Hải Nhược Hồng Tôn. Hải Nhược Hồng Tôn nhìn qua Kim Thiên Hổ Tổ, ánh mắt híp lại, lập tức nói. Đương nhiên muốn đi, danh ngạch Hồng Hoang Điện không tầm thường đấy. Thanh Viêm Hồng Tôn lúc này nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ, sắc mặt vui vẻ, nói. Lần này ta đi ra cũng không mang cái gì, Phong Hành lão gia hỏa, cho ta mượn chút linh khí, đan dược gì đó chứ. Người lão gia hỏa này còn muốn tay không bắt sói, tránh ra một bên. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, lập tức trừng mắt lử Thanh Viêm Hồng Tôn. Hai canh giờ sau, đại điện to lớn bên ngoài thành Phong gia biến thành phòng đấu giá, chủ trì đấu giá là Phong Khô trưởng lão của Phong gia, còn có Phi Linh Môn Kim Đường Lục Tiểu Bạch và Lưu Nhất Thủ, phòng đấu giá náo nhiệt hiếm thấy, vô cùng nóng bỏng. Cái giá tăng lên không phải người thường có thể thừa nhận, nghe cũng khiến máu huyết sôi trào. Trong phòng đấu giá, Phong Hành Thiên Chủ sâu không lường được, ánh mắt nhìn thẳng vào Lục Lâm Thiên, trong lúc mơ hồ có chút đau lòng, nói. Tiểu tử ngươi thật cam lòng, danh ngạch đưa ra ngoài cũng hơn trăm, đây chính là một tòa Hồng Hoang Điện đấy. Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, nói. Ta tính toán qua, tăng thêm danh ngạch ta đưa ra ngoài, tổng cộng chỉ hơn nửa Hồng Hoang Điện một chút, không tặng danh ngạch ra ngoài, sợ rằng đám người kia khó mà trở về, mà đưa danh ngạch ra, đấu giá cũng chiếm được không ít lợi nhuận, cho nên cũng không thiệt thòi nhiều lắm. Phong Hành Thiên Chủ nghe vậy, trợn mắt nhìn Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Nhưng mà ngươi không cần ra tay hào phóng như thế, toàn bộ lấy ra đấu giá là được rồi. Lục Lâm Thiên nghe vậy, nhìn âm thanh đấu giá náo nhiệt, nhìn Phong Hành Thiên Chủ cười nói. Toàn bộ lấy ra đấu giá, hiệu quả không có tốt như hiện tại, vật hiếm mới quý, số lượng càng ít, hiệu quả càng tốt, mới làm người ta tranh mua. Phong Hành Thiên Chủ nghe Lục Lâm Thiên nói thế, cũng không nói gì, ánh mắt âm thầm đánh giá, nói với Lục Lâm Thiên. Phòng đấu giá bên ngoài đoạt được. Phân chia 5 năm, Phong gia được 5 thành, Phi Linh Môn 5 thành. Phong Hành Thiên Chủ chưa dứt lời, Lục Lâm Thiên trực tiếp cắt lời Phong Hành Thiên Chủ, nói.
Mặt khác, hiện tại thế giới Thượng Thanh có 5 tòa Hồng Hoang Điện, thế giới Thượng Thanh có 150 danh ngạch. 5 thành, vậy cũng đủ, nhưng mà 150 danh ngạch hơi ít. Phong Hành Thiên chủ mặt già cười không hảo ý với Lục Lâm Thiên, nói. Đấu giá hội đoạt được dễ nói, nhưng mà Phi Linh Môn ngươi không cần nhiều danh ngạch như thế, ta thấy. Phi Linh Môn cũng không phải ta nói tính toán, huống chi Lục gia ta có không ít già trẻ, còn có các thế lực trong thế giới Thái Hoàng, thế giới Minh Quang, thế giới Vô Tư, thế giới Thị Hoang, đều có không ít liên quan với Lục gia, còn có Tuyên Cổ Điện các thế lực nữa, nhưng mà chắc hẳn Phong Hành Thiên chủ ngươi cũng rõ ràng, đầu năm nay, chủ nhà không có dư lương thực đâu. Lục Lâm Thiên cắt lời Phong Hành Thiên chủ lần nữa, vẻ mặt bất đắc dĩ ủy khuất nhìn qua Phong Hành Thiên chủ. Cái này, ánh mắt Phong Hành Thiên chủ đảo quanh, 150 danh ngạch cho thế giới Thượng Thanh, còn không cần thế giới Thượng Thanh lại phân danh ngạch ra ngoài, cũng không ít. Nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Lục Lâm Thiên, Phong Hành Thiên chủ âm thầm đánh giá, lập tức bĩu môi, nói. Đừng giả đáng thương với ta, ta còn không biết tiểu tử ngươi sao. 150 danh ngạch thì 150 danh ngạch, nhưng mà danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1, cần phải phân một ít cho thế giới Thượng Thanh mới tốt. 20 danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1, không có nhiều, một nhà già trẻ của ta cũng không ít. Lục Lâm Thiên duỗi hai ngón tay với Phong Hành Thiên Chủ, hắn cũng chỉ có thể phân ra 20 danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1. 20 danh ngạch, Lục Lâm Thiên tính toán cho Phong Du Du, Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên, Băng Nhu, Hỏa Vũ, Hoàng Giật vào trong. Danh ngạch Hồng Hoang Điện số 1 với Lục Lâm Thiên mà nói cực kỳ khan hiếm, Lục gia, đại ca Dương Quá, còn có sư phụ, nghĩa phụ cộng lại không ít người, những người này phải tiến vào Hồng Hoang Điện số 1. Chỉ tiếc Tiểu Long khống chế một Hồng Hoang Điện, cũng không cách nào tiến vào Hồng Hoang Điện số 1, còn cần nhờ hắn mở Hồng Hoang Điện của mình. Nhưng mà trong hoàng tộc bốn đại thần thú luôn có thể phân ra một ít danh ngạch. 20, không có vấn đề, 20. Phong Hành Thiên chủ hiện tại rất sảng khoái gật đầu, sợ rằng cũng biết Lục gia và Phi Linh Môn có nhiều người thiên phú bất phàm, những này Lục Lâm Thiên cũng phải an bài bọn họ đi vào Hồng Hoang Điện số 1. Có thể tranh thủ 20 danh ngạch cho thế giới Thượng Thanh ở Hồng Hoang Điện số 1, Phong Hành Thiên chủ đã rất hài lòng. Chuyện còn lại giao cho Phong Hành Thiên chủ, tiểu tử ngươi nên đi gặp Đại Sư Tỷ, cần phải đi trước mới tốt. Lục Lâm Thiên nói với Phong Hành Thiên chủ. Đi thôi. Bên này giao cho ta là được rồi, tin tưởng những người khác hiện tại cũng không dám nói thêm cái gì. Phong Hành Thiên chủ gật đầu với Lục Lâm Thiên, có Hư Thiên Thánh Cô ở đây, tăng thêm Lục Lâm Thiên lúc này an bài đã không có nhiễu loạn xuất hiện. Lục Lâm Thiên âm thầm dò xét tràng diện đấu giá, âm thầm lặng lẽ rời đi. Không nghĩ tới tiểu nha đầu kia đã đạt tới Thánh Hồng Cảnh, quả nhiên không phải người bình thường. Giữa không trung, cây đao màu vàng lại nói với Lục Lâm Thiên. Đao thúc, Thánh Hồng Cảnh là cấp độ thế nào? Lục Lâm Thiên lập tức hỏi cây đao màu vàng. Chẳng lẽ ngươi biết đại sư tỷ của ta sao? Ta có biết đại sư tỷ của ngươi, những chuyện này về sau sẽ nói cho ngươi biết, gần đây ta khôi phục không ít, bằng không đã quên đi. Cây đao màu vàng nói trong đầu Lục Lâm Thiên. Về phần cấp độ Thánh Hồng, đây là tồn tại hiếm có trong thiên địa, có thể đạt tới cấp độ Thánh Hồng đều không phải kẻ tầm thường, có thể nói là tồn tại vượt qua Hóa Hồng Cảnh. Lục Lâm Thiên nghe xong híp mắt lại, mọi người đều biết, Hóa Hồng Cảnh đã là tầng thứ tối cao của sinh linh trong 3.000 đại thế giới, đại biểu cho những người thực lực mạnh nhất, mà vượt qua Hóa Hồng Cảnh, chỉ có Hư Vô Cảnh trong truyền thuyết. Kinh ngạc một phen, tâm thần Lục Lâm Thiên lại hỏi cây đao màu vàng. Đao thúc, trên Hóa Hồng Cảnh không phải là Hư Vô Cảnh sao? Cây đao màu vàng tức giận nói với Lục Lâm Thiên. Tiểu tử ngươi cho rằng dễ đột phá Hư Vô Cảnh như vậy sao? Cấp độ Hư Vô Cảnh chỉ có những đại năng người mang hỗn độn bổn nguyên và tồn tại đặc thù khủng bố mới đạt tới, thường nhân muốn đặt chân Hư Vô Cảnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cấp độ này người bình thường đừng nghĩ, căn bản không thể chạm tới. Hư Vô Cảnh. Khi cây đao màu vàng dứt lời, Lục Lâm Thiên cũng âm thầm cảm thán, trong thiên địa có rất nhiều Hóa Hồng Cảnh, dưới tình huống bình thường đều là tồn tại sống bất tử, thời gian bất hủ, nhưng mà người có tu vị Hóa Hồng Cảnh mỗi ngày đều muốn đặt chân vào cấp độ Hư Vô Cảnh. Chỉ tiếc Hư Vô Cảnh vẫn là ước mơ không thành của sinh linh, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, hàng tỷ vạn sinh linh, trừ những đại năng kia, những người khác căn bản không cách nào đạt tới cấp độ Hư Vô Cảnh vĩnh hằng bất diệt. Đao thúc, thế những người mang thế giới bổn nguyên đi đâu rồi, hiện tại có thể vẫn tồn tại,
đồn đãi những người mang thế giới bổn nguyên đều tiến vào hư vô cảnh, sau đó sẽ biến thành hư vô, tương dung với đại thế giới, từ đó về sau, thế giới hỗn độn chính là viễn cổ đại năng, viễn cổ đại năng chính là thế giới hỗn độn đúng không? Cây đao màu vàng trầm mặc một hồi, sau đó nói với Lục Lâm Thiên. Những chuyện này hiện tại quá không rõ ràng, lúc trước phát sinh một ít chuyện, về phần sau này ta không nhớ, chờ ta nhớ sẽ nói với ngươi, hiện tại nên nói lại Thánh Hồng Cảnh. Thánh Hồng Cảnh chính là cảnh giới kỳ diệu nằm giữa cửu nguyên đại viên mãn đỉnh phong và hư vô cảnh, loại cảnh giới này không phải ai cũng chạm tới, cũng không phải ai cũng có thể đạt tới. Hơi dừng lại, cây đao màu vàng tiếp tục nói. Nhưng mà Thánh Hồng Cảnh tuy không bằng hư vô cảnh, nhưng đại viên mãn đỉnh phong lại không bằng, là tồn tại vượt qua đại viên mãn, có lẽ đã chạm vào hư vô cảnh. Thì ra đại sư tỷ đã mạnh tới mức này rồi. Lục Lâm Thiên nghe vậy cảm thấy nội tâm khiếp sợ, nói như thế trên đời đã không còn hư vô cảnh, đại sư tỷ hiện tại đã là tồn tại đỉnh phong trong 3000 thế giới. Khó trách tất cả cường giả của Thương Khung Minh đều kiêng kỵ đại sư tỷ như thế, Thánh Hồng Cảnh, thật sự quá khủng bố. Đã nhiều năm như vậy, lúc trước nha đầu kia đã là Thánh Hồng Cảnh. Nhưng muốn đột phá tới hư vô cảnh, xông qua cánh cửa hư vô cảnh lại không được. Tuy Thánh Hồng Cảnh cũng khó có người đặt chân tới, nhưng mà sợ rằng Thánh Hồng Cảnh cũng không chỉ có nha đầu này, không biết hiện tại có bao nhiêu Thánh Hồng Cảnh. Cây đao màu vàng lần nữa nói nhỏ. Thánh Hồng Cảnh, Thiên La Minh cũng có a. Lục Lâm Thiên thì thào nói nhỏ, đao thúc nói đúng, tuy Thánh Hồng Cảnh cực khó đạt tới. Cũng không phải người bình thường có thể chạm đến, nhưng trong thiên địa này có lẽ cũng không chỉ có mình đại đặt chân Thánh Hồng. Lục Lâm Thiên đoán chừng, nếu Thiên La Minh không có, sợ là những năm gần đây Thương Khung Minh đã bị Thiên La Minh áp chế, nghĩ vậy, Lục Lâm Thiên cũng ngưng trọng vài phần. Sau một lát, Lục Lâm Thiên trở lại đình viện trong thiên giới mật địa. Trở lại trong đình viện, Lục Lâm Thiên tìm được Âm Minh Dạ Xoa, Diệp Mỹ, Diệp Phi sau đó phân phó vài chuyện. Sau đó lại tìm kiếm Lục Kinh Vân, Lục Xảo, Lục Doanh, Lục Âm bàn giao vài câu, lúc này mới trực tiếp đi tới chỗ Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long. Lục Lâm Thiên bàn giao với Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm xong, cũng bảo Lục Kinh Vân và Lục Doanh đi thông chi cho sư môn của mình, lúc này danh ngạch tiến vào Hồng Hoang Điện do Lục gia phân biệt đưa tặng sư môn của bọn họ, do Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm đi nói. Đưa tặng những danh ngạch này. Lục Lâm Thiên cũng biết thời điểm này Lục Doanh, Lục Xảo, Lục Âm vô cùng vui vẻ. Tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng mà Lục Lâm Thiên biết rõ, những năm qua đám người Lục Doanh được sư môn chiếu cố có thừa, Lục gia cũng cần có minh hữu ở bên ngoài. Mà Thiên Nữ Cung, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, thế giới minh quang các thế lực này là lựa chọn tốt nhất, cũng cực kỳ tin cậy, cho nên danh ngạch Hồng Hoang Điện cũng không sợ uổng phí. Lục Sư Huynh Hoàng Phủ Minh Long đang ở trong đình viện. Lục Lâm Thiên đáp xuống ngoài đình viện, nhìn đình viện phong cách cổ xưa, lúc này đi vào trong nội đường. Trong nội đường, Hư Thiên Thánh Cô ngồi ngay ngắn ở đó, dường như biết Lục Lâm Thiên sẽ đến đây, váy dài không che giấu nổi quý khí của nàng, trong lúc mơ hồ còn sinh ra lệ khí, nó tương dung với không gian, thân ảnh của nàng trở nên mờ ảo phiêu dật. Bái kiến đại sư tỷ. Lục Lâm Thiên đi vào, lập tức hành lễ. Hư Thiên Thánh Cô nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nhanh ngồi đi, về sau không cần hành lễ làm gì, những người kia không làm khó dễ ngươi chứ. Có đại sư tỷ ở đây, đương nhiên bọn họ không dám làm khó dễ ta. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ngồi trước mặt Hư Thiên Thánh Cô. Cho dù ta không đến, Phong Hành cũng ra tay, lại nói ngươi khống chế Hồng Hoang Điện trong tay, bọn họ cũng không dám làm gì, chả nhẽ lại dám ép ngươi thế nào. Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Lâm Thiên, sau đó mỉm cười nói. Ta đã sớm nghe qua ngươi, cũng sớm biết ngươi, thậm chí chuyện của ngươi ta cũng biết đại khái, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân, hôm nay chúng ta mới gặp mặt, không hổ là người được sư phụ chọn lựa, không có làm mất mặt sư phụ, cũng làm sư huynh sư tỷ tăng thể diện. Thực lực của ta cách xa sư huynh sư tỷ, đại sư tỷ đang đùa cợt ta rồi. Lục Lâm Thiên cười khổ, so sánh với cấp độ của đại sư tỷ thì hắn còn kém xa, bản thân mình tu luyện còn ít, về sau còn có thể tiến bộ. Lục Lâm Thiên tiếp tục hỏi Hư Thiên Thánh Cô. Đại sư tỷ, tám vị sư huynh và sư tỷ, ta tổng cộng chỉ biết đại sư tỷ cùng Lục sư huynh, những người khác không biết sáu sư huynh sư tỷ đang ở nơi nào. Ngươi nóng vội rồi, tám người chúng ta sẽ gặp thôi, việc này còn sớm, trước mắt đối với ngươi chính là tiến vào trong Hồng Hoang Điện mới là trọng yếu nhất,
1.500 năm sau, ngươi đi ra khỏi Hồng Hoang Điện, bọn họ sẽ tới tìm ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ gặp được. Hư Thiên Thánh Cô nói với Lục Lâm Thiên. Ngược lại là ta nóng vội, nhưng ta thật hiếu kỳ về sư huynh sư tỷ. Lục Lâm Thiên cười nói. Kỳ thật bọn họ cũng muốn gặp ngươi. Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Lâm Thiên, nói nhỏ. Nhưng mà tình huống bây giờ đặc thù, kể cả lục sư huynh của ngươi, trong các sư huynh sư tỷ của ngươi đều đang bế quan, thời gian đã không nhiều lắm, trận chiến dung chuyển thiên địa sắp hàng lâm, chúng ta nên chuẩn bị tốt nhất. Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua Lục Lâm Thiên, lại nói với Lục Lâm Thiên. Ta biết rõ ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại còn không phải lúc nói cho ngươi biết. 1.500 năm sau, chờ ngươi ra khỏi Hồng Hoang Điện sẽ biết toàn bộ. Hiện tại đối với ngươi mà nói, trọng yếu nhất là tăng tu vị lên, thiên phú và nghị lực của ngươi không thành vấn đề, còn có hỗn độn âm dương quyết của sư phụ, càng như hổ thêm cánh. Nhưng mà ngươi dù sao tu luyện còn ít, trong thiên địa có chút lão quái tu luyện mấy ngàn vạn năm, thậm chí lâu hơn, là tồn tại vĩnh hằng bất hủ, thực lực của ngươi bây giờ không đủ nhìn, 1.500 năm sau, ngươi phải cố gắng đột phá trong Hồng Hoang Điện, đến lúc đó mới có thể cùng chúng ta ứng phó đại sự thiên địa dung chuyển này. Đại sư tỷ, ta hiểu. Lục Lâm Thiên gật đầu nói, từ sắc mặt ngưng trọng của đại sư tỷ, Lục Lâm Thiên không khó biết được, 1.000 năm sau thiên địa dung chuyển không tầm thường. Đến lúc đó an tâm chuẩn bị đi vào Hồng Hoang Điện, chuyện còn lại đến lúc đó ta và các sư huynh sư tỷ của ngươi bàn bạc lại. Hư Thiên Thánh Cô nói. Đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô nói một hồi, hắn từ trong lời đại sư tỷ, Lục Lâm Thiên biết được 8 sư huynh sư tỷ đều có liên hệ bí mật không ai biết. 8 vị sư huynh sư tỷ đều là tồn tại đỉnh phong trong thiên địa, đều có thanh danh hiển hách, nhưng không ai biết rõ quan hệ trong đó. Lúc này người ta chỉ biết đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô và minh chủ chiến thiên liên minh Hoàng Phủ Minh Long là sư tỷ đệ. Tin tức về sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên Lão Nhân gia và các sư huynh sư tỷ khác, Lục Lâm Thiên lại không thể từ lời đại sư tỷ biết được. Đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô chỉ nói với Lục Lâm Thiên, 1.500 năm sau sẽ biết rõ. Hắn phải có thực lực cực mạnh mới được. Sau khi trò chuyện, Lục Lâm Thiên cũng không có rời đi, mà là chủ động hỏi thăm đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô những vấn đề tu luyện. Lục Lâm Thiên cũng thừa cơ mời đại sư tỷ tiến vào đến thiên trụ giới tầng thứ 8. Hắn cũng đạt được không ít kiến giải về tu luyện, lúc này gặp đại sư tỷ là sư thừa nhất mạch, Lục Lâm Thiên càng dễ hỏi hơn. Đặt chân vào trong thiên trụ giới, Hư Thiên Thánh Cô nhìn qua thời không loạn, cười nhạt nói với Lục Lâm Thiên. Không nghĩ tới thiên trụ giới của tên kia nằm trong tay ngươi, ngược lại cũng không tệ, có thiên trụ giới ở đây, cũng có thể giải đáp không ít vấn đề tu luyện cho ngươi, đối với những lão quái vật sống lâu, đã hoàn toàn quên khái niệm thời gian, cũng không thiếu hụt thời gian, thường thích lãng phí thời giờ làm gì. Đại sư tỷ biết lai lịch thiên trụ giới. Lục Lâm Thiên hỏi Hư Thiên Thánh Cô, dường như lão ảnh cũng biết lai lịch của đạo thiên trụ giới. Đương nhiên biết rõ. Hư Thiên Thánh Cô mỉm cười, nói. Thiên trụ giới là một lão hữu chuyện chế, trên đời này có thể mang linh khí thời gian luyện chế ra thời gian đối lập 90 lần thì chỉ có một người, và người này tên là Thiên Thời Hồng Tôn, không phải một trong 9 sư tỷ huynh đệ của ngươi, nhưng mà tính toán ra cũng là người trong sư môn, chính là người bên cạnh sư phụ lão nhân gia. Ta cũng nên gọi ngươi một tiếng sư huynh. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, có thể luyện chế ra thiên trụ giới là linh khí thời gian cỡ nào? Cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Hiện tại thiên trụ giới rơi vào trong tay của ngươi, tin tưởng tên kia cũng sẽ vui mừng. Hư Thiên Thánh Cô nhìn bốn phía, dường như đang cảm thán, nói với Lục Lâm Thiên. Ngươi muốn đi vào Hồng Hoang Điện, thời gian không nhiều lắm, có vấn đề gì trên tu luyện cứ nói đi, hy vọng có thể giúp ngươi tiến vào Hồng Hoang Điện sinh ra tác dụng gì đó. Vậy phiền toái sư tỷ. Lục Lâm Thiên gật đầu. Lúc này khoanh chân ngồi xuống, sắp tiến vào Hồng Hoang Điện, thời gian không nhiều lắm, cũng may trong thiên trụ giới, ngược lại có thể tranh thủ một ít thời gian. Thời gian từ từ qua đi, khi Lục Lâm Thiên tiến vào thiên trụ giới, trong thế giới Thượng Thanh, bên ngoài thành Phong Gia, đấu giá hội cũng chấm dứt. Nghe nói trong lần đấu giá này, 33 danh ngạch Hồng Hoang Điện đều đấu giá với cái giá trên trời, đặc biệt là 3 danh ngạch tiến vào Hồng Hoang Điện số 1. Cái giá làm cho cường giả đỉnh cấp cũng phải hãi hùng khiếp vía. Mà 33 danh ngạch làm người ta chạy theo như vịt, cung không đủ cầu, giá cả lại cao, cũng làm tất cả cường giả tranh mua, trừ phi là giá cả cao đến mức không cách nào thừa nhận,
bằng không sẽ không ai buông tay. Mà loại kết quả này, tự nhiên làm cho Lục Tiểu Bạch, Lưu Nhất Thủ, Phong Khô trưởng lão tươi cười, nét mặt rất tươi sáng. Đấu giá với giá trên trời, cho dù với ánh mắt và tâm tình của Phong Khô trưởng lão cũng phải rung động và mừng như điên. Thời gian từ từ trôi qua, vào đêm, sắc trời vào đêm có trắng sáng trên cao, ngôi sao đầy trời, trong sơn mạch thỉnh thoảng có ngân quang lóe sáng. Trong thế giới thượng thanh, trong linh minh trung thiên thế giới, trong cung điện phập phồng vô tận, một thân ảnh áo đen xuyên qua không gian, nhanh chóng tiến vào tòa cung điện hùng vĩ nhất, đó là một lão giả Lục Tuần, ánh mắt của hắn khẩn trương, tới bên ngoài cung điện, hắn bước vào trong và nói. Gia chủ, có tin tức trọng yếu, là tin tức trọng yếu. Thời điểm lão giả nói xong, hắn đã tiến vào trong đại điện, lúc này trong đại điện có không ít lão giả và đại hán trung niên cùng phu nhân đang ngồi, tuổi chừng 40-50, người ngồi ở chủ vị có thân thể khôi ngô, là một đại hán có khí phách rất mạnh. Nhìn bộ dáng lão giả áo đen này, đại hán trung niên nói. Tam trưởng lão, chuyện gì mà ngươi khiếp sợ thế? Trong khi ở trong nơi này còn có một thanh niên, người này mặc áo giáp trắng, hai mắt như sao, khí chất cũng cực kỳ bất phàm, hai người này không phải ai khác, chính là phụ tử tháp chủ linh thú tháp Ôn Thiên Cương và Ôn Tuấn Hùng trong thế giới thị hoang. Từ sau sự kiện thế giới thị hoang, linh thú tháp tính ra sai lầm. Ôn Thiên Cương mang theo người linh thú tháp trở lại thế giới linh minh, Ôn Tuấn Hùng có phần xấu hổ với phi linh môn, cũng không mặt mũi nào đối mặt Lục Lâm Thiên, đi mà không từ giã, cũng theo linh thú tháp quay về thế giới linh minh. Ôn Tuấn Hùng ở trong Ôn gia tại thế giới linh minh cũng không được Ôn gia coi trọng, bằng không cũng không bị phân đến thế giới thị hoang. Nhưng sau khi trở về, dựa vào thiên phú của Ôn Tuấn Hùng và tôi luyện trong thế giới thị hoang nhiều năm, còn có thành viên tổ chức linh thú tháp. Rốt cuộc Ôn Thiên Cương cũng từng bước quật khởi trong Ôn gia, cuối cùng lên được vị trí gia chủ. Đương nhiên, ở trong đó công lao của Ôn Tuấn Hùng là không thể bỏ qua. Mà khi phi linh môn bị diệt linh minh đả kích, Ôn Tuấn Hùng cũng thuyết phục phụ thân và Ôn gia tiến đến tương trợ phi linh môn một tay. Sau đó Ôn Tuấn Hùng tự cảm giác không có mặt mũi gặp Lục Lâm Thiên, hắn thừa dịp hỗn loạn mang người Ôn gia lặng lẽ quay về. Trong đại điện, Ôn Thiên Cương gọi lão giả áo đen là Tam trưởng lão, người này dường như đã di chuyển mất rất nhiều thời gian nên thở hồng hộc, sau khi nghe Ôn Thiên Cương hỏi thì nuốt nước bọt, sau đó kích động và kinh ngạc, trong tay cầm một tin tức ngọc giản ra, run rẩy nói. Gia chủ, có phi linh môn từ thế giới thượng thanh thiên giới mật địa đưa tin tức ngọc giản tới, giao cho Ôn gia chúng ta. Cái gì, phi linh môn, thế giới thượng thanh thiên giới mật địa? Nghe vậy hơn 10 người trong đại điện đứng lên. Từng tia ánh mắt khẩn trương nhìn lão giả áo đen, phi linh môn trong thế giới thượng thanh thiên giới mật địa, điều này đại biểu cái gì trong thế giới thượng thanh thì người nào cũng rõ. Có thể nói, hiện tại thiên giới mật địa và phi linh môn đều đại biểu tồn tại đỉnh phong trong thế giới thượng thanh. Ôn Thiên Cương, Ôn Tuấn Hùng lúc này biến sắc, Ôn Thiên Cương hỏi lão giả áo đen. Tam trưởng lão, người có thể xác định là phi linh môn từ thế giới thượng thanh thiên giới mật địa truyền tin tức ngọc giản đến. Gia chủ, ta xác định qua, người đưa tới là người phi linh môn, nói tin tức ngọc giản phải giao cho thiếu chủ mở ra. Vừa dứt lời, lão giả áo đen giao ngọc giản cho Ôn Tuấn Hùng. Ôn Tuấn Hùng sững sờ, sau đó tiếp nhận ngọc giản trong tay lão giả, hai mắt khép hờ, tâm thần quan sát, trên ngọc giản có hào quang lập lòe, trong đại điện có từng ánh mắt kích động nhìn qua, hào quang dần dần ảm đạm. Khi ngọc giản ảm đạm, Ôn Tuấn Hùng nhìn theo, thân thể bắt đầu run run. Ánh mắt kích rung động, trong mơ hồ có nước mắt chảy ra. Ôn Thiên Cương thấy thế, hắn chờ mong hỏi Ôn Tuấn Hùng. Tuấn Hùng, phi linh môn truyền tin tức gì? Ôn Tuấn Hùng khôi phục tinh thần, nhìn Ôn Thiên Cương nói. Là Lâm Thiên huynh đệ truyền âm, Lâm Thiên huynh đệ không trách cứ ta, hắn bảo ta lập tức đi tới thế giới thượng thanh, chuẩn bị tiến vào thương khung chiến trường Hồng Hoang Điện tu luyện 1.500 năm. Hồng Hoang Điện, là Hồng Hoang Điện A-Hát. Hồng Hoang Điện, Ôn gia ta sắp quật khởi rồi. Trong đại điện, nhiều người kích động, tiếng hô huyên náo không ngừng vang vọng bầu trời đêm. Đêm, trong thế giới thị hoang, dãy núi xanh biếc, thiên địa linh khí nồng đậm, trong đại điện khổng lồ cao VUT trong mây, nhìn từ xa nó giống như quái vật khổng lồ. Trong đại điện có một đại hán mập mạp mặc áo bào vàng đang ngồi, trên áo bào vàng của hắn thêu 9 con rồng, đều tỏa ra kim quang rực rỡ, dường như rất sống động. Khí tức bế nghĩa thiên hạ, không gian tự uy bộc phát.
Trong tay đại hán cầm lấy một cái ngọc giản, ánh mắt hắn tỏa sáng nhìn người trong đại điện, sau khi hít sâu liền nói. Trưởng môn đã truyền tin tức, chọn người thiên phú đỉnh cấp trong môn phái, lập tức đưa tới thế giới thượng thanh, chuẩn bị tiến vào Hồng Hoang Điện bế quan tu luyện. Trong thời gian 2 ngày, Lục Lâm Thiên đã ở trong thiên trụ giới nửa năm, được đại sư tỷ Hư Thiên Thánh Cô chỉ đạo xuống, hắn hiểu ra không ít nan đề trong tu luyện, tiến bộ không phải là nông cạn, lực lĩnh ngộ của hắn cũng làm Hư Thiên Thánh Cô giật mình. Rời khỏi thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên quay trở lại đình viện, buổi đấu giá nóng bỏng đã chấm dứt, tất cả cường giả đại thế giới trong Thương Khung Minh đều quay về, người đấu giá được danh ngạch Hồng Hoang Điện đều quay về an bài thỏa đáng. Đối với kết quả và thu nhập khi đấu giá danh ngạch Hồng Hoang Điện, Lục Lâm Thiên không quá hứng thú. Hiện tại với hắn hay là với Phi Linh Môn, bọn họ không thiếu tài nguyên, so sánh ra, hiện tại Lục Lâm Thiên quan tâm nhất chính là thực lực của mình, tăng cường thực lực mới là chuyện quan trọng nhất. Trong đình viện, Lục Trung, Độc Cô Ngạo Nam, Nhạc Phụ Bắc Cung Kình Thương, Vân Tiếu Thiên. Những người của thế giới Linh Vũ sắp đi vào Hồng Hoang Điện đều chuẩn bị thật tốt. Tất cả cường giả đỉnh phong và thế hệ trẻ thiên phú tuyệt đỉnh của 4 đại hoàng tộc như Hiên Viên Triệt, Thái Công Tĩnh Nhiễm và Lăng Thanh Tuyệt, Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong, Bá Đao Long Tam, Dương Diệu, Cực Nhạc Tam Quỷ, Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Tuyết Sư, Huyết Mị, Lục Tiểu Bạch, Độc Long, Bàn Vân, Bảo Nhi, Bối Nhi, Xích Viêm, Hàn Băng Đại Đế, Sát Phá Quân, Thiên Địa Nhị Lão đều có tên trong danh ngạch. Về phần Lục Kinh Vân, Lục Du Thược, Độc Cô Cảnh Văn, Bắc Cung Vô Song tự nhiên cũng tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, Lục Lâm Thiên cũng không cần quan tâm, chờ sáng sớm ngày mai thông qua thế giới trùng động đi tới Hồng Hoang Điện là tốt rồi. 4 đại thú hoàng tộc bên kia, Lục Lâm Thiên cũng không cần lo lắng, người 4 đại thú hoàng tộc đang ở trong thế giới thần thú, nhưng Lục Lâm Thiên và Tiểu Long đã sớm có thương nghị, Nguyên Nhược Lan Thiên Địa Các có 1/2 danh ngạch, trực tiếp giao cho thú tộc. Do Tiểu Long an bài, thú tộc bên kia cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Sáng sớm hôm sau, trong thiên giới mật địa gió nổi mây phun, mấy trăm người đặt chân giữa không trung, khí tức chấn động mơ hồ bùng nổ rất mạnh. Chư vị, lên đường đi. Lục Lâm Thiên dẫn đầu mấy trăm cường giả, lập tức áo bào xanh phất phơ đi vào trong thế giới trùng động, lúc này trên không trung xuất hiện chấn động rất mạnh, từng thân ảnh tiến vào thế giới trùng động. Xoẹt. Thời điểm thân ảnh cuối cùng tiến vào thế giới trùng động, không gian trùng động khép lại sau đó biến mất giữa không trung. Thời điểm mấy trăm cường giả thế giới thượng thanh khởi hành, trong thiên địa, không ít đại thế giới cũng có rất nhiều người tiến vào trong thế giới trùng động, nhao nhao bay về một nơi. Sáng sớm, rất nhiều đại thế giới sôi trào, lúc này tiến vào Hồng Hoang Điện không giống bình thường, hiện tại sau khi đi vào Hồng Hoang Điện, 1.500 năm sau, thiên địa dung chuyển sắp hàng lâm. Hồng Hoang Điện, đối với sinh linh 3.000 đại thế giới mà nói, người biết sự tồn tại của nó đều là cường giả đỉnh cấp. Tuyệt đại bộ phận người vẫn không biết, với người các đại thế lực không có tu vị cao, Hồng Hoang Điện là một danh từ lạ lẫm. Nhưng người có thực lực cường hãn, đặc biệt là cổ tộc và thế lực lớn trong thế giới hỗn độn, danh tiếng của Hồng Hoang Điện vô cùng quen thuộc, cũng là nơi phân tranh. 9 tòa Hồng Hoang Điện tọa lạc trong một phiến hư không sâu trong thương khung chiến trường. Thiên địa đã sớm có đồn đãi, thương khung chiến trường có 2 mật địa, quan hệ tới bí mật lớn nhất của thiên địa, mà Hồng Hoang Điện chính là một trong 2 nơi đó. 9 tòa Hồng Hoang Điện nằm trong hư không, cũng bị người ta gọi là không gian thương khung Hồng Hoang, vị trí của 9 Hồng Hoang Điện nghe nói là tụ điểm linh khí của thiên địa, bên trong có Hồng Hoang chi khí làm tu luyện giả phải điên cuồng. Hồng Hoang chi khí trừ có tác dụng rất lớn ra, còn có thể miễn hồng kiếp. Đây mới là nguyên nhân tất cả tu luyện giả điên cuồng như vậy. Lúc tất cả tu luyện giả đặt chân vào hóa hồng cảnh, đa số chỉ có thể đột phá tới xúc hồng hóa hồng, muốn tiếp tục đặt chân siêu phàm hóa hồng, vậy phải độ hồng kiếp, mà hồng kiếp 1 tầng khủng bố hơn 1 tầng, hung hiểm khủng bố, độ hồng kiếp thất bại là thân tử đạo tiêu. Nhưng chỉ cần đi vào Hồng Hoang Điện tu luyện, bất kể là ai, cho dù là thất nguyên tiểu viên mãn cũng không cần độ hồng kiếp, điểm này ứng với linh vật trời sinh, vô thượng niết bàn. Còn có thể tăng tốc tu luyện thật lớn, chỗ tốt của Hồng Hoang Điện không cần nói cũng biết, không có ai thờ ơ với nó. Về phần Hồng Hoang Điện số 1, càng tăng lên kinh khủng, có thể giúp người đạt tới bát nguyên tiểu viên mãn không cần độ hồng kiếp, hồng hoang chi khí cũng nồng nặc nhất, tiến vào trong đó tu luyện hiệu quả có thể nghĩ,
có thể nói chỉ cần đi vào Hồng Hoang Điện số 1 tu luyện 1.500 năm, người đi ra chắc chắn sẽ là cường giả đỉnh cấp trong thiên địa. Trong hư không bao la, đột nhiên có chấn động xuất hiện, khí tức lạ lẫm sinh ra. Bỗng nhiên trong hư không bao la này, đột nhiên nghe thấy tiếng xé gió, lập tức từng đạo hào quang bay tới, mấy lần lập lòe đã xuất hiện trong phiến hư không này. Hào quang thu liếm, mấy thân ảnh này chính là Lục Lâm Thiên, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Lục Kinh Vân, Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song và mấy trăm người thế giới thượng thanh. Không gian thương khung Hồng Hoang chính là nơi đây sao? Lục Lâm Thiên đạp hư không, ánh mắt nhìn qua không gian vô biên vô hạn, trong không gian này có khí tức rất kỳ lạ bao phủ, Lục Lâm Thiên cảm giác được mình dường như liên quan tới nơi đây. Cảm giác quen thuộc này giống như Lục Lâm Thiên từng cảm giác được trên người Ma Hoàng. Lục Lâm Thiên có thể cảm giác được là, nơi này dường như có phần tương tự thế giới hỗn độn trong mật địa phong gia, giống như sâu trong thương khung chiến trường. Thiên ma tộc Ma Hoàng cũng có khí tức như vậy. Cái đó là... Bỗng dưng ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn vào sâu trong hư không vô biên vô hạn, hắn nhìn thấy 9 đại điện khổng lồ. Mỗi một tòa đại điện đều vô cùng cổ xưa, trong lúc mơ hồ còn có khí tức năm tháng tràn ngập, khí tức cỡ này đứng từ xa quan sát đều cảm thấy hô hấp cứng lại. 8 đại điện khổng lồ, hắn nhìn qua đại điện lớn nhất, đó là nơi có khí tức cổ xưa nồng đậm nhất. Nhìn 9 tòa Hồng Hoang Điện, tuy cực kỳ xa xôi, giống như nằm ở tận cùng phiến hư không này, lúc mọi người nhìn thấy, Lục Lâm Thiên cũng có cảm giác quen thuộc, dường như nhìn thấy Hồng Hoang Điện ở nơi nào đó. Hồng Hoang chi khí, trong không gian này có Hồng Hoang chi khí. Đột nhiên có tiếng kinh hô vang lên, bọn họ hô hấp khí tức xa lạ, nguyên lực đang hưng phấn, đây chính là khí tức làm người ta chạy như vịt tới Hồng Hoang Điện. Đây là Hồng Hoang chi khí sao? Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, hắn hít vào trong người sau đó vận chuyển hỗn độn âm dương quyết thôn phệ, Hồng Hoang chi khí khổng lồ tiến vào cơ thể, tức chui vào trong người chúng lại hóa thành nguyên lực. Một đám Hồng Hoang chi khí nho nhỏ, Lục Lâm Thiên thôn phệ vào trong người, bị hỗn độn âm dương quyết luyện hóa làm toàn thân thoải mái, chuyện này làm cho Lục Lâm Thiên biến hóa, không hổ là Hồng Hoang chi khí làm nhiều cường giả tranh đoạt. Hiện tại hàng tỷ sinh linh trong thiên địa căn bản không cách nào so sánh với các viễn cổ đại năng lúc trước, đồn đãi nguyên nhân lớn nhất chính là các viễn cổ đại năng và cường giả lúc trước, trên đời này có thiên địa linh khí nồng đậm nhất, chính là lúc thiên địa sơ khai hỗn độn chi khí còn lưu lại, cũng chính là Hồng Hoang chi khí. Nhưng mà Hồng Hoang chi khí qua nhiều năm tháng bị viễn cổ đại năng và các cường giả cổ xưa hấp thu không còn. Bên cạnh Lục Lâm Thiên không xa, ánh mắt Phong Du Du nhìn chìn tòa Hồng Hoang Điện, lại thấy Lục Lâm Thiên đang ngạc nhiên, nàng nói. Hồng Hoang chi khí có thể rèn thể chất, không có Hồng Hoang chi khí, tu luyện giả muốn tiếp cận cường giả viễn cổ là không có khả năng. Không gian thương khung Hồng Hoang chính là điểm Hồng Hoang chi khí hội tụ. Mà bây giờ Hồng Hoang chi khí cũng chỉ còn lại trong Hồng Hoang Điện bộ mà thôi. Thì ra Hồng Hoang chi khí chính là hỗn độn chi khí. Lục Lâm Thiên thì thào, bỗng nhiên nhìn lên không trung, bên kia có khí tức quen thuộc truyền tới, nói. Thế giới thần thú và thiên địa các, còn có thiên linh cung và phi thiên đại đạo đến. Nghe Lục Lâm Thiên nói thế, từng ánh mắt nhìn qua bên kia, giữa không trung có tiếng xé gió vang lên, từng đạo hào quang lướt tới. Gần 200 đạo thân ảnh tỏa ra khí tức hung hãn lao tới. Siêu siêu. Sau mấy lần lập lòe, từng đạo hào quang đáp xuống trước mặt đám người Lục Lâm Thiên, hào quang thu liếm, từng thân ảnh cao ngất đứng giữa không trung, chính là Tiểu Long, Chu Thần Hy, Tĩnh Thần Công Chúa, Chu Loan, Hổ Y là cường giả thú tộc của thế giới linh vũ và người thế giới thần thú. Mặt khác thiên địa các có Dương Quá, Nguyên Nhược Lan, Tử Yên, Lam Thập Tam, còn có thiên linh cung mẫu đơn. Đông Phương Tử Quỳ, Lão Đại, Nhị Đệ, Ca Ca, Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng đều đáp xuống trước mặt Lục Lâm Thiên. Từng đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, làm cho Lục Lâm Thiên vui vẻ, mà Tiểu Long, Dương Quá, Tử Yên, Mẫu Đơn đã tới, giữa không trung có không ít người xuất hiện. Từng thân ảnh rải rác phía chân trời, có khí tức bất phàm tỏa ra, là những thanh niên nam nữ của các đại thế giới. Lục Soái. Từng đạo thân ảnh đáp xuống, cung kính đứng trước mặt Lục Lâm Thiên, nhưng nhìn thấy sau lưng Lục Lâm Thiên xuất hiện không ít trung niên hoặc ông lão tóc trắng xóa thì ánh mắt vô cùng nghi hoặc. Lục Lâm Thiên gật đầu với mọi người, ánh mắt lại nhìn qua không trung, nói. Người Thiên La Minh cũng đến, chuẩn bị tiến vào Hồng Hoang Điện thôi. Khi Lục Lâm Thiên dứt lời,
đám người đứng ngoài xem lập tức ngẩng đầu lên, nhưng cũng không có phát hiện dấu vết người Thiên La Minh tới.